chương 201, ngày ấy. Dù liễu bá lai đã nói đến thế rồi nhưng thiếu nghiêm nghe vẫn không hiểu gì cả. Tuy nhiên anh ta nhận ra người đàn ông này là người đến tìm chị họ của mình đêm hôm đó, còn nói cái gì mà muốn cưới chị họ nếu là người theo đuổi chị họ thì tại sao anh ta lại cầm súng chĩa vào đầu chị họ chứ? Thiều Gia Nguyệt lại nghe hiểu, chợt cười khẽ. Tiếng cười từ trầm thấp dần trở nên mãnh liệt, cuối cùng biến thành ngửa mặt lên trời cười to, giống như nghe được chuyện hài buồn cười nhất thế giới thiều nghiêm đổ mồ hôi lạnh dùm chị họ. Bây giờ bọn họ đang bị mười mấy khẩu súng chĩa vào đầu, nhưng chị họ chẳng những không sợ, mà còn cười ha hả như chế diễu nếu đối phương thật sự thẹn quá hóa giận nổ súng thì phải làm sao. Đương nhiên, thiều nghiêm không hiểu rõ rằng mình vốn dĩ là người ngoài cuộc, thậm chí bản thân còn nghe không hiểu mấy người khác đang nói gì, tại sao phải cuốn mình vào vụ này. Ánh mắt liếu bá lai hung hãn nhìn chằm chằm thiều gia nguyệt, nói. Có gì buồn cười, Tôi cười liếu bá lai anh vì quá mù quáng, không hiểu biết gì về tôi mà còn mơ tưởng muốn cưới tôi vào cửa. Thiều Gia Nguyệt bỗng ngừng cười, cho dù bị mười mấy khẩu súng ngắn chĩa vào thì cô ta vẫn không sợ hãi, ánh mắt khinh miệt nhìn liếu bá lai, nói ra. Trong mắt anh, huynh nhân và liếu phi tuyết xảy ra tai nạn xe cộ là do tôi làm đúng không? Audio điện tử võ tấn bền Sắc mặt liếu bá lai có phần mất tự nhiên, nhưng anh ta vẫn lạnh giọng nói anh chưa từng nói là em làm, anh chỉ nhắc nhở em một câu. Thiều Gia Nguyệt tôi dám làm dám chịu, là tôi làm thì tôi nhận, không phải tôi làm thì đừng hòng hắt nước bẩn lên người tôi. Thiều Gia Nguyệt chậm rãi đứng lên từ ghế tổng giám đốc, không để ý đến mười mấy khẩu súng ngắn chĩa vào đầu cô ta, từ trên cao nhìn xuống liễu bá lai, giọng nói vô cùng uy nghiêm. Trong đầu tôi có cả một trăm biện pháp hủy diệt một người, chỉ riêng việc giết người là biện pháp mà tôi sẽ không bao giờ lựa chọn, bởi vì trong mắt tôi đó là cách làm cấp thấp nhất uất ức nhất nhưng anh lại nghi ngờ là tôi làm không phải thiều gia nguyệt em nghe anh giải thích liêu bá lai đẹp trai không quá ba giây vẻ lạnh lùng trên mặt tan thành mây khói thay vào đó là nụ cười ngượng ngùng em họ của anh suýt chút nữa đã bỏ mình vì tai nạn xe cộ thân là anh họ anh cũng sốt ruột chứ nếu em họ của em suýt chút nữa phải bỏ mạng thì chắc chắn em cũng sẽ sốt ruột như anh thôi thiều nghiêm lập tức sửng sốt không hiểu sao người đàn ông mới vừa nãy nhìn có vẻ uy nghiêm mà bây giờ lại trột dạ không thôi, hay lắm, kéo tôi vào làm gì. Nhưng mà nói gì thì nói, anh ta cũng nhìn Thiều Gia Nguyệt với vẻ mặt mong đợi, nếu như mình xảy ra chuyện gì thì cô ta có thể liều lĩnh cứu mình không? Nhưng Thiều Gia Nguyệt chỉ thản nhiên nhìn lướt qua anh ta, nói. Tôi không giống anh, Thiều Nghiêm cũng không giống em họ của anh nó đã trưởng thành, đã đến lúc học được cách bảo vệ mình. Thiều Nghiêm bỗng như nghe được một tiếng vỡ vụn răng rắc, như có thứ gì nát vụn. Là trái tim anh ta. Sắc mặt Liễu Bá Lai cứng đờ, vội vàng ra hiệu người dưới thu súng lại, nhắm mắt giải thích. "Thiều Gia Nguyệt, là do anh xúc động, anh xin lỗi em, em có thể quên đi chuyện vừa rồi không?" Thiều Gia Nguyệt im lặng không nói gì, nhìn Liễu Bá Lai như đang nhìn đồ ngốc. Tên Liễu Bá Lai này theo đuổi mình đại khái 7, 8 năm, đối xử với người khác rất bình thường chỉ dính chặt lấy mình giống như viên kẹo da trâu, làm thế nào cũng không vứt đi được. Hôm nay vất vả lắm mới hung ác được một lần, còn chưa tới ba giây đã lập tức lộ ra bộ mặt thật. Thiều nghiêm càng thán phục thiều gia nguyệt sát đất, chị họ chỉ mới hơi nổi giận mà đối phương đã lập tức từ con hổ biến thành con mèo anh ta cũng muốn học cách khống chế bản thân như thế. Thiều gia nguyệt, theo ý của em thì là ai làm? Liễu bá lai lại híp mắt, hỏi như có ý riêng. Không biết, Thiều Gia Nguyệt lắc đầu, nói. Nhưng nếu như tôi là anh thì tôi sẽ thoát khỏi tư duy theo quán tính để suy nghĩ vấn đề. Minh Châu quá nhỏ, bị hạn chế quá nhiều. Dừng một lát, Thiều Gia Nguyệt nhìn lâm bá lai like thật sâu, nói. Từ đầu đến cuối tôi đều chỉ tin vào một câu, giết người gây án khi không có động cơ là án không dễ điều tra ra nhất. Có ý gì, ánh mắt liếu bá lai like mù mờ. Thiều Gia Nguyệt không hề nói tiếp, cô ta biết rất rõ nếu như mình nói thêm gì nữa thì anh ta nhất định sẽ truy hỏi kỹ càng. Có ý gì thì anh tự suy nghĩ đi, nhưng chuyện tôi đã đồng ý với anh thì tôi chắc chắn sẽ làm được. Mắt thiều gia nguyệt lóe ra tia sáng lạnh. Tôi sẽ tiêu diệt liễu phi tuyết, nhưng không phải dùng những cách thấp kém như thế này, anh chỉ cần lẳng lặng chờ tin lành là đủ. Thiều nghiêm, chúng ta đi. Thiều gia nguyệt đứng dậy, mang theo thiều nghiêm nhanh chân đi về phía cửa phòng làm việc liễu bá lai nhìn bóng lưng thiều gia nguyệt hồi lâu lúc này mới vừa uể oải vừa vui mừng mà lắc đầu không phải cô ấy uể oải là do không tìm được hung thủ muốn sát hại em gái mình còn vui là vì không phải thiều gia nguyệt sau khi vội vàng tạm biệt thẩm thanh vân đồng ý hành lập tức trở về nhà họ đồng anh ta vừa mở cửa ra là đã nhìn thấy đồng nam lĩnh ngồi nghiêm chỉnh trên sofa ông cụ nhắm chặt hai mắt giống như đang điều khiển hơi thở nghe được tiếng mở cửa ông cụ mở to mắt ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đồng ý hành ý hành cháu về rồi hả đồng ý hành lập tức khom người dạ thưa ông nội anh ta vừa nói chuyện vừa kinh ngạc nhìn đồng nam lĩnh bình thường ông nội đều ngủ rất sớm tại sao hôm nay đến giờ này rồi mà vẫn còn chưa ngủ đồng nam lĩnh như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng đồng ý hành cười nhạt bảo gió lớn mưa lạnh cộng thêm cháu nội chưa về ông không ngủ được thì ra là thế. Đồng Ý Hành nở nụ cười, ân cần nói: "Ông nội, bây giờ không còn sớm nữa, ông vẫn nên nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi ạ." À. "Không vội." Đồng Nam Lĩnh vẫy tay, nhìn Đồng Ý Hành rồi nói: "Hạng mục xây thành đã tới tay chưa?" Trong lòng Đồng Ý Hành trầm xuống, khẽ thở dài một hơi, anh ta biết ông nội sẽ hỏi chuyện này. Nhưng anh ta cũng không nói dối, ăn ngay nói thật. Gặp một vài chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà ông nội yên tâm, hạng mục xây thành là vật trong bàn tay nhà họ Đồng ta, cháu nhất định sẽ lấy được. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn nhỏ thôi sao? Trong đôi mắt đục ngầu của Đồng Nam lĩnh hiện lên một vệt sáng, nói: "Chỉ là chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ thì cháu cũng sẽ không suýt mất mạng, càng sẽ không bị người ta xem như người thế tội." Đồng Ý hành tức khác không dám thở mạnh, cẩn thận nói: "Ông nội, hóa ra ông đã biết rồi." Đồng Nam lĩnh không gật đầu cũng không lắc đầu, mà chỉ thản nhiên nói: Vẫn là do cháu làm việc quá liều lĩnh, Liễu Phi Tuyết và tên huỳnh nhân kia đều không phải là người bình thường, cháu đã đánh giá bọn họ quá thấp." Đồng Ý Hành vội vàng nói: "Vậy ông nội nói xem, cháu nên làm thế nào?" Đồng Nam Lĩnh khẽ thở dài, bảo: "Nhà họ Đồng ta dựa vào cái gì mà đứng ở vị trí tứ đại hào môn, chắc không phải cháu không biết chứ?" "Dĩ nhiên là không ạ." À. Đồng Ý Hành nói. "Bởi vì ngài ấy không tệ. Mắt đồng nam lĩnh lóe lên vẻ âm u. Video đã bại lộ, Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết nhất định sẽ nghĩ cách tiêu hiểu tài liệu gốc trong tay cháu. Đến lúc đó chúng ta hãy mời ngài ấy đến, trực tiếp giết bọn họ. Biện pháp tốt. Đồng ý hành vui mừng, nhưng rất nhanh lại lo lắng. Chẳng qua hành tung của ngài ấy không rõ, ngài ấy sẽ đến không? Không sao, ông đã liên hệ với người dưới tay ngài ấy, chỉ cần tên Huỳnh Nhân kia dám đến, ông sẽ làm cho cậu ta có đi mà không có về. Đồng Nam lĩnh lạnh lùng nói, chương 202, có vấn đề. Huỳnh Nhân vừa tỉnh lại đã phát hiện Liễu Phi Tuyết ngủ cạnh mình giờ không thấy đâu, đi xuống tầng mới phát hiện cô đang làm bữa sáng trong phòng bếp. Chào buổi sáng. Huỳnh Nhân mỉm cười chào Liễu Phi Tuyết. Chào buổi sáng. Liễu Phi Tuyết ngẩng đầu nhìn anh một cái, bỗng nhiên nói. Chị ấy đã đi. Phải không? Huỳnh Nhân nghe vậy cũng hơi bất ngờ, sau đó đi vào phòng phùng cần mai trong phòng trống rỗng chăn và ga giường đều đã được xếp gọn giống như chưa từng dùng qua nếu không phải trên tủ đầu giường có một tờ giấy trắng huỳnh nhân sẽ cho rằng chưa có ai dùng căn phòng khách này anh cầm tờ giấy lên xem chỉ thấy những dòng chữ viết xinh đẹp trên giấy cảm ơn vì đêm qua đã giữ lại có tiến triển thì tôi sẽ tìm cậu ngoài ra thay tôi nói một tiếng cảm ơn với vợ của cậu từ phùng cần mai Huỳnh Nhân cười khổ cầm trang giấy. Thật ra hôm qua khi hai người phụ nữ chạm mặt, anh đã nhìn ra Phùng Cẩn Mai còn chưa chuẩn bị tốt nên đối mắt với Liễu Phi Tuyết như thế nào từ khi anh cả mất tích. Cô ấy đã quen ở một mình, mặc kệ xảy ra chuyện gì cô ấy cũng không gây thêm phiền phức cho người khác. Sau khi cất bức thư để lại, Huỳnh Nhân đi ra khỏi phòng như không có chuyện gì. Liễu Phi Tuyết sẽ không chủ động nhắc tới chuyện này, Huỳnh Nhân cũng sẽ không tự chút nhục nhã mà sờ vào lông mày của cô. Chuẩn bị đi, lát nữa anh đi phim trường vĩnh lạc với em trên bàn ăn liễu phi tuyết bỗng nhiên nhìn sang huỳnh nhân nói huỳnh nhân hơi bất ngờ đi phim trường vĩnh lạc làm gì anh nhớ rõ hình như nơi này là nơi chuyên môn cung cấp cảnh phim điện ảnh và truyền hình cho đoàn làm phim hôm nay là ngày quay trailer đạo diễn quay phim đã đến huỳnh nhân nghe vậy mới nhớ tới việc phải quay trailer cho sản phẩm mới của tập đoàn lệ tinh thiên sứ Vốn Huỳnh Nhân không thể nào tham gia mấy việc thế này, nhưng mà không có cách nào, Liễu Phi Tuyết ra nhập xem như mánh khóe quảng cáo, anh cũng chỉ đành đảm nhiệm vai nam số 1. Các anh chỉ đi phim trường Vĩnh Lạc làm gì vậy? Muốn đi quay phim à? Liễu Thụy Hoa tai thính, từ rất xa đã nghe thấy được vội hùng hổ chạy ra. Huỳnh Nhân nói nội dung công tác cho Liễu Thụy Hoa, Liễu Thụy Hoa lập tức vỗ tay kêu lên: Em lớn đến tuổi này rồi còn chưa từng đến nơi đoàn phim làm việc, em có thể đi chung không ạ? Huỳnh Nhân lập tức nhìn sang Liễu Phi Tuyết, Liễu Phi Tuyết nhíu mày, vừa định nói chuyện thì Liễu Thụy Hoa đã lập tức ôm Tiểu Như. Tiểu Như, ba và mẹ con muốn đi đoàn phim để quay phim nên không thể chơi với con, vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Như vốn dĩ đang ngoan ngoãn ăn cơm, nghe ba mẹ không thể chơi với mình thì lập tức không vui, còn có phần tuổi thân mà nói. Ba mẹ, con cũng muốn đi với ba mẹ. Liễu Phi Tuyết lập tức hết cách, hung dữ chừng Liễu Thụy Hoa một cái, nhưng cô vẫn thỏa hiệp bảo. Các em có thể đi cùng, nhưng không thể quấy phá quá trình quay phim. Liễu Thủy Hoa hoan hô một tiếng, lập tức nói. Vâng, em chắc chắn sẽ không quấy dày. Ăn bữa sáng xong, một tiếng sau bốn người đến phim trường Vĩnh Lạc. Huỳnh Thăng Phát và người đại diện từ lượng đều đã đến, nhưng điều khiến Huỳnh Nhân kinh ngạc chính là không lâu sau khi bọn họ đến, Đồng Ngọc Thụ cũng đến. Anh đến đây làm gì? Ngay khi nhìn thấy Đồng Ngọc Thụ, tâm trạng tốt của Huỳnh Thăng Phát đã biến mất toàn bộ. Đồng Ngọc Thụ nhìn Huỳnh Thăng Phát, cười ha ha nói, Ngài Đồng rất quan tâm đến công việc lần này nên phái tôi đến đây kiểm tra tiến trình. Nếu là ý của Ngài Đồng thì Huỳnh Thăng Phát không thể nói gì nữa. Lúc này Huỳnh Nhân đi tới, hít mắt nhìn Đồng Ngọc Thụ, nói. Tham quan cũng được, nhưng chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm, tôi mong anh có thể phân rõ. Từ lượng biết thân phận của huỳnh nhân nên cậu ta cũng không dám đối đãi huỳnh nhân như lần trước nữa, ngược lại là đồng ngọc thụ nhìn huỳnh nhân rồi cười nhạo. Tôi làm gì cũng cần được anh đồng ý à? Sứt lời, nụ cười trên mặt anh ta trở nên lạnh lẽo. Các anh không còn mấy ngày để nhảy nhót nữa đâu. Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết biết Đồng Ngọc Thụ nói chuyện hôm qua đồng ý hành uy hiếp bọn họ, nhưng hình như Đồng Ngọc Thụ lại không biết kết quả cụ thể thế nào. Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết không để ý đến anh ta, đi thẳng đến trước mặt Huỳnh Thăng Phát. Đạo diễn đâu? Huỳnh Thăng Phát nhanh chóng dẫn bọn họ đi đến trước mặt một người đàn ông trông hơn 40 tuổi, có bụng chữ bia rất lớn. Vị này là đạo diễn Thái Liên. Cô ta nói xong lại chỉ vào Liễu Phi Tuyết, nói: "Đạo diễn Thái, vị này là tổng giám đốc tập đoàn Lệ Tinh. Xin chào cô, cô Liễu." Thái Liên lập tức nịnh nọt vươn tay ra với Liễu Phi Tuyết. "Đây là nam chính, Huỳnh Nhân, anh Huỳnh Huỳnh Thăng phát lại giới thiệu Huỳnh Nhân. Thái Liên rời mắt sang nhìn Huỳnh Nhân, lập tức nhíu chặt lông mày. Cậu là nam chính. Đúng thế. Huỳnh Nhân cười đáp, lễ phép vươn tay. Tôi rất thích, sát thủ bạch khởi, do ông đạo diễn. Nhưng mà Thái Liên lại không vươn tay, vẫn chắp hai tay sau lưng. Trước kia cậu có tác phẩm gì không? Không có. Huỳnh Nhân thu tay lại, lắc đầu. Đây là lần đầu tiên tôi quay phim, thì ra là đơn vị liên quan đi cửa sau à." Thái Liên cười nhạo một tiếng, ánh mắt nhìn huỳnh nhân trở nên khinh thường. Sắc mặt huỳnh nhân hơi thay đổi, đang định giải thích thì Thái Liên lại nhìn lướt qua, nhìn về phía tiểu Như đứng bên cạnh huỳnh nhân thì sắc mặt ông ta tức khắc thay đổi. "Đây là con nhà ai? Mau đuổi ra ngoài." Huỳnh nhân lập tức áy náy nói. "Ngại quá, đây là con gái của tôi, con bé rất ngoan, sẽ không quấy phá trật tự quay phim đâu." anh nói xong lại cúi đầu nhìn tiểu như tiểu như chào chú đi con không muốn bất ngờ là lần này tiểu như lại không nghe lời anh chỉ thấy cô nhóc trốn sau lưng huỳnh nhân giận dữ chừng thái liên vẻ mặt tức giận nói ông ta là người xấu con không chào ông ta thái liên cũng không thèm để ý chỉ dặn người trong đoàn phim có thể bắt đầu quay phim sau đó ông ta nhìn huỳnh nhân nghiêm túc nói tôi chẳng cần biết cậu nhờ vào quan hệ với ai đến nơi này thì tôi lớn nhất. Coi chừng con gái cậu, đừng để nó quấy rầy tiến trình quay phim. Tiểu như giật nảy mình, lập tức trốn sau lưng Huỳnh Nhân. Sắc mặt Huỳnh Nhân cũng trở nên bình thản hơn rất nhiều, quay lại sờ đầu Tiểu như, nói. Ba phải làm việc, còn ở một bên xem ba làm việc có được không? Được. Tiểu như hơi uất ức, nhưng vẫn chạy sang một bên ngoan ngoãn xem. Hôm nay phân cảnh cần quay chủ yếu chia ra thành hai cảnh, một cảnh cổ đại, một cảnh hiện đại. Cảnh cổ đại do phân cảnh của Huỳnh Thăng phát đóng chính, phân cảnh hiện đại là của Tổng giám đốc liễu đóng chính. Không cần trang điểm thế nào cả, diễn với diện mạo vốn có là được. Thái Liên đã biết tin Liễu Phi Tuyết muốn ra nước ngoài từ lâu, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt với cô. Tiếp theo, Huỳnh Nhân bị kéo đi thay trang phục trang điểm, đổi trang phục cổ đại, phong thần như ngọc, tuấn tú trong sạch. Huỳnh Thăng Phát cũng đã thay trang phục xong một thân hán phục màu đỏ chót hoa lệ, váy dài cổ tròn, ung dung hoa lệ, tóc dài cũng được vén lên thật cao, được một cây châm ngọc màu vàng kim cố định. Đầu đội mũ phượng trạc báu, tơ lụa mượt mà, mới nhìn tựa như nữ đế dáng trần, mẫu nghi thiên hạ. Cách đó không xa, hai mắt đồng ngọc thụ nhìn chằm chằm huỳnh thăng phát đã thay hán phục, sắc mặt xanh xám, nếu không có tên nhóc kia làm hỏng việc, thì hiện tại người diễn chung với huỳnh thăng phát đã là anh ta. Từ lượng ở một bên vội vàng an ủi anh không phải lo lắng, tên nhóc kia là lần diễn đầu tiên, không có bất cứ kinh nghiệm gì cả. Nếu như hiệu quả không tốt thì nhất định sẽ đổi thành anh đến lúc đó anh cũng có thể hôn được Liễu Phi Tuyết và Huỳnh Thăng Phát. Một bên khác, Thái Liên đi đến bên cạnh Huỳnh Nhân, liếc anh một cái rồi nói. Cậu không có kinh nghiệm diễn phim, cho nên tôi cũng không trông cậy vào cậu cho tôi niềm vui bất ngờ gì cậu chỉ cần làm theo lời tôi là được, rõ chưa? thái liên lại quay người nhìn sang mọi người trong đoàn làm phim nói chuyện tiên hiệp hay cảnh thứ nhất sẽ do huỳnh thăng phát đóng chính cô phải diễn được cảm giác tuyệt vọng khi biết được chồng mình chết nơi xa trường hiểu chưa ông ta nói xong lại nhìn về phía huỳnh nhân cậu lát nữa cậu nằm trên đất là được tôi sẽ để cậu một phân cảnh diễn thi thể thái liên nói xong không đợi huỳnh nhân nói chuyện ông ta lập tức nhìn sang tất cả mọi người trong đoàn phim tất cả mọi người chuẩn bị Bắt đầu. Chờ chút. Nhưng Thái Liên còn chưa dứt lời đã bị một tiếng nói cắt ngang. Chỉ thấy Huỳnh Nhân nói với vẻ mặt thành thật. Ngại quá, tôi cảm thấy lối suy nghĩ của ông có vấn đề. Chương 203, đổi cho tôi. Tất cả đều chuẩn bị sắp bắt đầu quay rồi lại bị Huỳnh Nhân bảo dừng, chuyện này khiến Thái Liên rất khó chịu. Ông ta ném kịch bản cho trợ lý, sau đó bước nhanh đến trước mặt Huỳnh Nhân, ánh mắt không có ý tốt nhìn chằm chằm Huỳnh Nhân. Cậu vừa nói cái gì? Bởi vì Huỳnh Nhân đột ngột cắt ngang tiến trình nên những người khác trong đoàn phim cũng nhìn Huỳnh Nhân với vẻ mặt khác thường, bao gồm Huỳnh Thăng Phát và Liễu Phi Tuyết. Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, nhưng Huỳnh Nhân không chút sợ hãi, sắc mặt bình tĩnh như cũ. Tôi cảm thấy ý tưởng của ông có vấn đề. Vì vậy sắc mặt của Thái Liên càng thêm u ám, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Huỳnh Nhân hỏi. Nghe đây, đừng thấy cậu là nam chính Thực ra nhân vật chính của cả bộ phim chỉ có hai người, đó là Huỳnh Thăng Phát và Tổng giám đốc Liễu. Cậu chỉ là người làm nền, cần gì diễn nhiều như thế? Quay phim chú trọng tính liên tiếp, không đơn giản như những gì người ngoài ngành các cậu đã nghĩ đâu. Nếu vì cậu bảo dừng, bỏ lỡ trạng thái tinh thần tốt nhất của các diễn viên, thứ đạo diễn quay được cũng chỉ là dưa vẹo táo nứt, trách nhiệm đó cậu gánh nổi không? Nếu là người bình thường, có thể đã sớm bị lời đe dọa của Thái Liên làm cho hoảng sợ nhưng mà huỳnh nhân không chỉ không tức giận, ngược lại còn thản nhiên mỉm cười. Không nghiêm trọng vậy đâu, tôi chỉ đưa ra đề nghị của mình thôi. Ngay cả đóng phim cậu cũng không biết, thì có thể đưa ra được đề nghị hay ho nào chứ? Lúc này, sau lưng truyền đến tiếng cười châm chọc. Tất cả mọi người quay đầu lại, chỉ thấy đồng ngọc thụ nhét hai tay vào túi quần, chậm rãi bước qua đây. Huỳnh Thăng Phát không nhìn nổi nữa, nói chuyện thay Huỳnh Nhân. Anh không hiểu rõ người ta, sao biết người ta không biết đóng phim anh ta là lính mới biết đóng phim gì chứ đồng ngọc thụ chế diễu nói nếu không phải anh ta quen biết tổng giám đốc liễu thì làm gì đến lượt anh ta khượng lại một lúc rồi lại cười nói nhưng mà tập đoàn lệ tinh cũng không tồn tại được bao lâu nữa liễu phi tuyết lạnh lùng nhìn đồng ngọc thụ tập đoàn lệ tinh của tôi tồn tại được bao lâu không phải do anh quyết định Đồng Ngọc Thụ còn tưởng Liễu Phi Tuyết không biết tin tức nhà họ Đồng muốn ra tay với tập đoàn Lệ Tinh, vẻ châm chọc càng đậm. Huỳnh Nhân lạnh lùng nhìn anh ta, vốn dĩ anh chỉ muốn ra tay với một mình Đồng Ý Hành, tha cho nhà họ Đồng một con đường sống, bây giờ là anh đã quá nhân từ rồi. Nếu không muốn giống như Đồng Ý Hành thì đừng đến trêu chọc tôi. Anh lạnh lùng nói. Khí thế trên người Huỳnh Nhân dọa Đồng Ngọc Thụ giật mình. Từ Lượng lập tức đứng ra nói với Đồng Ngọc Thụ. Ngọc Thụ, anh có thân phận thế nào, anh ta có thân phận gì, sao xứng nói chuyện với anh, đừng chấp nhất với anh ta. Đồng Ngọc Thụ hư lạnh một tiếng, hùng hổ rời khỏi phim trường. Anh ta quyết định ra ngoài hóng gió, khi quay lại sẽ xem quay như thế nào. Thái Liên lạnh lùng nhìn Huỳnh Nhân, vừa nãy ông ta nghe thấy đối thoại giữa anh và Đồng Ngọc Thụ, cũng nảy sinh một chút cảm giác bất mãn đối với Liễu Phi Tuyết. Không có khoan kim cương, thì đừng mong ôm nghề đổ gốm. Ở lĩnh vực chuyên nghiệp, thì nên để người chuyên nghiệp làm, mà tổng giám đốc Liễu này lại không dùng diễn viên chuyên nghiệp, nhất định bảo người không có kỹ thuật diễn xuất đóng phim. Tổng giám đốc Liễu, người này không phù hợp. Cuối cùng, Thái Liên đi đến trước mặt Liễu Phi Tuyết, nói: Vẫn nên đổi thôi, để đồng ý hành đóng đi. Liễu Phi Tuyết bình tĩnh không thay đổi, thản nhiên nói: Vẫn nên nghe thử xem, nói không chừng là điều gì đó khiến mắt người ta sáng lên thì sao? Cho nên Thái Liên càng thêm bất mãn với Liễu Phi Tuyết, nhưng cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Huỳnh Nhân. Vậy cậu nói đi. Huỳnh Nhân không hề tức giận vì bị Thái Liên coi thường, ngược lại bình tĩnh nói. Tôi cảm thấy có thể ông đã hiểu sai chủ đề rồi. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Vừa nói ra câu này, không chỉ vẻ mặt Thái Liên cứng ngắc, những nhân viên khác trong đoàn phim cũng ngơ ngác nhìn Huỳnh Nhân. Người trẻ tuổi này, thật sự là chuyện gì cũng dám nói hiểu sai chủ đề, cậu thì biết cái gì, rốt của cậu là đạo diễn hay tôi là đạo diễn? Thái Liên lấy lại tinh thần, gương mặt tràn ngập phẫn nộ nhìn Huỳnh Nhân, tức giận nói. Ông là người trong nghề, ông là đạo diễn, nhưng mà, điều đó không đại diện được gì cả. Sắc mặt Huỳnh Nhân vẫn bình tĩnh. Chính vì tôi không có kinh nghiệm diễn xuất, cho nên mới hoàn toàn là một khán giả. Ông dùng ánh mắt của đạo diễn để xem xét lần quay này, mà tôi lại dùng ánh mắt của khán giả, không thể nói lẫn vào nhau được. Thái Liên vẫn khinh thường Huỳnh Nhân như cũ, anh nói rất đúng, anh chỉ có thể dùng góc độ của khán giả để nhìn nhận lần quay này, mà đạo diễn là người nắm giữ toàn trường, sao có thể đánh đồng được. Huỳnh Thăng phát chớp mắt nhìn Huỳnh Nhân, dường như rất hứng thú với lời nói của Huỳnh Nhân. Gia đình, là thứ tôi nghĩ ra sau khi nghe thấy tên thiên sứ của sản phẩm mới. Huỳnh Nhân chậm rãi nói. Đề tài cổ đại xuyên không đến hiện đại rất mới lạ cho dù trong giới quảng cáo hiện nay cũng là kịch bản hay hiếm có, nhưng mà tôi cảm thấy trọng điểm nên nằm ở cuộc sống hạnh phúc của một nhà ba người sau khi từ cổ đại xuyên đến hiện đại, chứ không phải sau khi trang điểm nữ chính xinh đẹp thế nào. Nếu không, đoạn phim ngắn này hoàn toàn không cần nam chính, một mình nữ chính là đủ rồi. Cậu vốn dĩ không quan trọng mà. Thái Liên thấp giọng thầm mắng, ngoài mặt vẫn đè nén lửa giận trong lòng, nói: "Vậy cậu nói xem, nên sửa thế nào?" tôi cảm thấy nên thêm vào một vai diễn huỳnh nhân nói con gái con gái chung khi lời đề nghị mang tính xây dựng này được đưa ra tất cả mọi người đều nhìn nhau huỳnh thăng phát và liễu phi tuyết cũng nhìn nhau hai mắt tỏa sáng không hẹn đều cùng nhìn về phía tiểu như đang chơi một mình giống như cảm nhận được ánh mắt tiểu như quay đầu nhìn lại khẽ vẫy tay với liễu phi tuyết mẹ ơi liễu phi tuyết cũng mỉm cười vẫy tay với cô bé sắc mặt thái liên u ám nhìn huỳnh nhân nói đúng là ăn nói lung tung không ngờ lại bảo đứa nhỏ không biết gì cả đóng phim cậu huỳnh cậu có biết chống đối đạo diễn sẽ có kết cục gì không huỳnh nhân lắc đầu hoàn toàn không sợ hãi lời uy hiếp của thái liên không biết hay là đạo diễn thái nói với tôi thử xem cậu sẽ bị đá ra khỏi đoàn phim cậu sẽ phải từ bỏ cơ hội diễn xuất khó khăn lắm mới có được này ánh mắt thái liên sắc bén nhìn chằm chằm huỳnh nhân muốn nhìn ra vẻ sợ hãi trong mắt huỳnh nhân. Đáng tiếc, gương mặt huỳnh nhân không chút sợ sệt, ngược lại lại cực kỳ bình tĩnh. "Vậy ông cứ đá tôi ra khỏi đoàn phim đi, ông không hiểu ý nghĩa thật sự của sản phẩm mới này chút nào, tại sao lại gọi nó là thiên sứ, được sinh ra trong tình huống nào? Thứ ông quay ra, sao có thể được thị trường đại chúng tiếp nhận? Đây là quay phim, không phải học tiết ngữ văn, tôi không cần tư tưởng trung thành, cái tôi cần là làm thế nào để bán chạy." thái liên không thể nhịn nổi nữa tức giận hét lên với huỳnh nhân nhưng ngay cả chủ đề ông cũng không xác định rõ ràng sao có thể nói đến chuyện bán chạy nổi tiếng huỳnh nhân lạnh lùng nhìn thái liên thái liên nổi giận đùng đùng đến trước mặt liễu phi tuyết nói tổng giám đốc liễu đổi người đi người này không phù hợp huỳnh thăng phát nghe vậy lập tức xin giúp huỳnh nhân đạo diễn thái ông suy nghĩ lại đi tôi thấy cậu ấy nói rất có lý Huỳnh Thăng Phát, đây không phải tác phẩm của cô, là tác phẩm của tôi. Tôi không cho phép tác phẩm của mình có người đầy khuyết điểm tồn tại. Thái Liên cố chấp nói. Cậu ta chẳng hiểu gì cả, dám đến đây dạy dỗ tôi. Tôi thật sự không hiểu tại sao cậu ta lại được chọn. Câu nói cuối cùng có ý công kích Liễu Phi Tuyết. Liễu Phi Tuyết trầm mặc, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn trầm trầm Thái Liên, đột nhiên hỏi. Đạo diễn Thái, ông thật sự nghĩ như vậy sao? Tất nhiên. Thái Liên nói với vẻ đương nhiên, "Cậu ta hoàn toàn không xứng đáng diễn vai này, ngoài ra, cô không cần lo lắng chuyện không có nam chính, Đồng Ý Hành có thể." "Được rồi, vậy đổi đi." Liễu Phi Tuyết đột nhiên cắt ngang lời nói của Thái Liên, trầm giọng nói, "Tổng giám đốc Liễu, cô suy nghĩ lại đi." Sắc mặt Huỳnh Thăng phát thay đổi, ở góc độ của cô ta, cô ta không muốn diễn chung với Đồng Ý Hành. Vẻ mặt Thái Liên lại mừng rỡ. "Được Tôi sẽ gọi điện cho Đồng Ý Hành. Người tôi nói là ông." Liễu Phi Tuyết thay đổi lời nói, bỗng dưng lạnh lùng nhìn ông ta. "Cái gì?" Nhất thời, Thái Liên không hiểu được là ý gì. Ánh mắt Liễu Phi Tuyết lạnh lùng nhìn Thái Liên, chỉ vào ông ta nói. "Đổi ông ta cho tôi, chương 204, bảo ông ta đi chết đi." Nụ cười trên gương mặt Thái Liên còn chưa kịp nở rộ đã hoàn toàn đông cứng lại. Ngay sau đó, Ông ta giống như nghe được một câu chuyện gì đó vô cùng đáng sợ, cả khuôn mặt giật giật dữ dội. Ông ta nói thay người, đúng là thay người thật, thế nhưng người bị thay không phải là diễn viên, mà là đạo diễn chính là ông ta. Đổi đạo diễn ư, chuyện này là sao chứ? Thái Liên tức đến nỗi mặt xanh mét, cả người không ngừng run rẩy, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, không thể nào trở lại như bình thường. Không chỉ tức giận, mà trong lòng ông ta còn cảm thấy có chút tủi thân cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì ông ta đường đường cũng là một đạo diễn nổi tiếng tại sao lại phải chịu sự đối đãi như vậy nhìn khắp cái ngành giải trí này cũng không có đạo diễn nào giống như ông ta bị nhà sản xuất thay người thái liên tức giận đến nỗi như chết đi sống lại thân là một đạo diễn lớn có tên tuổi ông ta cũng có sự kiêu ngạo của mình ông ta thực sự rất muốn hư một tiếng nặng nề sau đó rất có cốt khí mà xoay người bỏ đi thế nhưng nghĩ đến việc mình cứ rời đi như vậy thì có phải là quá mất mặt rồi không? Vì vậy, ý nghĩ đó bị chấm dứt. Những người khác trong đoàn làm phim, bao gồm cả Huỳnh Thăng Phát, đều nhìn Liễu Phi Tuyết bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, không một ai có thể ngờ rằng Liễu Phi Tuyết nói thay người, lại chính là thay đạo diễn. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Huỳnh Nhân, âm thầm suy đoán xem anh rốt cuộc là ai mà có thể khiến cho nhà sản xuất yêu ái như vậy. Huỳnh Nhân cũng không ngờ rằng Liễu Phi Tuyết lại ra tay mạnh mẽ như thế, một lời không hợp là đổi đạo diễn luôn. Anh đành nhìn Liễu Phi Tuyết, nói: "Làm như vậy không tốt lắm đâu, anh chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi, không có ý gì khác cả." Thái Liên lập tức liếc nhìn Huỳnh Nhân đầy cảm kích, ông ta không ngờ rằng sau tất cả, người nói chuyện giúp ông ta lại chính là Huỳnh Nhân người mà ông ta vẫn luôn xem thường. Thế nhưng Liễu Phi Tuyết không hề dao động, gương mặt từ đầu đến cuối luôn không chút biểu cảm có phải là ông cảm thấy mình là đạo diễn nổi danh trong làng giải trí, cho nên cho rằng bản thân cao siêu hơn người khác một bậc. Ngay khi những lời này thốt ra, Thái Liên bị dọa đến nỗi sắc mặt tái nhợt, không dám hó hé một câu. Liễu Phi Tuyết đã tỏ rõ lập trường đạo diễn lớn, có thể lớn hơn nhà sản xuất hay sao? Cô nhìn Thái Liên bằng ánh mắt sắc bén, nói: Diễn viên không tốt, có thể đổi, đạo diễn không tốt, cũng có thể đổi. Không ai được khinh thường ai, rõ chưa? đã rõ đã rõ thái liên làm gì còn nửa phần kiêu ngạo của người đạo diễn nổi danh nữa giờ đây ông ta giống như một con gà mổ thóc gật đầu liên lịa mặt khác tôi cảm thấy ý tưởng của anh ấy cũng khá hay đấy chứ cứ dựa theo lời anh ấy nói mà làm nếu như ông không đồng ý quay thì vẫn bắt buộc phải quay như vậy liễu phi tuyết lạnh lùng nói thái độ cứng rắn như thế khiến cho tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy áp lực tâm lý rất lớn để tôi nói thật cho ông biết nguyên mẫu của dòng nước hoa thiên sứ chính là con gái tôi huỳnh nhân đã hoàn toàn nói ra suy nghĩ trong lòng tôi cái gì những lời này vừa dược nói ra vẻ mặt của tất cả mọi người lập tức biến thành kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi ngơ ngác nhìn về phía huỳnh nhân ngay cả đạo diễn cũng không thể hiểu được ẩn ý đằng sau thế mà một người ngoài lại có thể biết được ư ngôn tình hay đối với các nội dung của nhiệm vụ ghi hình tiếp theo tất cả đều phải dựa theo lời huỳnh nhân nói mà làm ông chỉ cần phụ trách góc quay và ống kính sao cho tốt là được. Liễu Phi Tuyết cuối cùng không thay đổi đạo diễn. Nhưng nếu như làm vậy thì sẽ cắt giảm rất nhiều phần diễn của đường Thanh Hòa. Thái Liên vẫn còn cố gắng thương lượng. Tôi không sao đâu. Đường Thanh Hòa dịu dàng nở nụ cười, lên tiếng, chỉ cần nội dung quay tốt là được, diễn nhiều hay diễn ít không quan trọng. Vậy là được rồi. Nếu đường Thanh Hòa đã không ngại, vậy thì Thái Liên càng khó mà nói gì thêm. Hơi ngừng lại một chút, ông ta quay sang nói với Huỳnh Nhân. Vậy thì nội dung để cho cậu nghĩ. Lúc nói những lời này, khóe miệng của ông ta nhếch lên, nở một nụ cười mỉa. Ông ta không tin, chỉ là một người ngoài nghề mà thôi, làm sao có thể nghĩ ra được cái gì đột phá cơ chứ? Huỳnh Nhân cũng rơi vào trầm tư, đối với chuyên ngành thiết kế kịch bản này mà nói, anh mới chỉ là tân binh mà thôi. Một phút, năm phút, mười phút. Tròn mười lăm phút trôi qua, huỳnh nhân vẫn chưa nghĩ ra được phương án phù hợp huỳnh thăng phát cười cười nói từ từ suy nghĩ không cần phải gấp nghĩ kịch bản thì dễ thôi nhưng để nghĩ ra được một kịch bản hay cậu cần phải làm việc từ từ và cẩn thận huỳnh nhân nhìn cô ta cười một cái quả thực đúng là như vậy nghĩ kịch bản không phải là việc gì khó ngay vừa nãy thôi anh cũng đã nghĩ ra được vài kịch bản thế nhưng tất cả đều không phù hợp sau một thời gian dài Mọi người trong đoàn làm phim dần dần nảy sinh thái độ bất mãn với huỳnh nhân, nhưng lại ngại Liếu Phi Tuyết đang ở đó quan sát, cho nên chỉ có thể nhịn xuống. Có một số người chính là như vậy, chỉ cần một ánh mắt, một câu nói là đã có thể khiến người ta cảm thấy áp lực vô hình. "Ba ơi, con đói." Đúng lúc này, tiểu Như chơi đùa đã thấm mệt, cô bé nhảy chân sáo chạy tới trước mặt huỳnh nhân. Một tay huỳnh nhân bế cô bé đặt lên trên đùi mình. "Được rồi, lát nữa ba dẫn con đi ăn món ngon chính hành động này đã khiến cho huỳnh nhân ngây ngẩn cả người sau đó anh quay sang nói với tất cả mọi người tôi nghĩ ra rồi cậu đã nghĩ ra cái gì huỳnh thăng phát kinh ngạc nhìn về phía huỳnh nhân hỏi thái liên và những người khác thì trên mặt lộ rõ vẻ không tin tưởng nhìn huỳnh nhân thời gian ngắn như vậy thì có thể nghĩ ra ý tưởng gì hay ho chứ chỉ thấy huỳnh nhân nghiêm túc nói tôi cảm thấy chúng ta đang gò bó trong một khuôn khổ rồi, không cần lời thoại, chỉ cần ánh mắt thôi, chỉ cần ánh mắt tốt thì sẽ hiệu quả hơn bất kỳ lời thoại nào. Như vậy sao được? Nghe thấy vậy, sắc mặt của Thái Liên một lần nữa tối sầm. Làm gì có quảng cáo nào mà không có lời thoại kia chứ? Tại sao lại phải có lời thoại? Huỳnh nhân bình tĩnh phản bác. Điều mà chúng ta muốn thể hiện chính là tình yêu, mấy lời thoại dù có hoa lệ đến đâu cũng đâu thể miêu tả được tình yêu. Cái này, chỉ một câu hỏi đơn giản như vậy đã làm Thái Liên bối rối. Nếu như chỉ dùng ngôn ngữ để miêu tả tình yêu thì quá nhạt nhẽo và cũng quá phiến diện. Huỳnh Nhân lắc lắc đầu, nói. Đối tượng sử dụng nước hoa nhãn hiệu cao cấp của tập đoàn lệ tinh phần lớn đều là phụ nữ ở độ tuổi từ 25 đến 35, bọn họ là người hiểu rõ nhất cũng như khát vọng một tình yêu chín chắn nhất. Bây giờ là thời đại ly hôn chuyện thường ngày như uống nước, liệu tình yêu đích thực có còn tồn tại hay không? Huỳnh Thăng phát nghe vậy, tim đập thình thịch, còn Liễu Phi Tuyết đặt chén trà trong tay xuống, nhìn Huỳnh Nhân bằng ánh mắt kinh ngạc. Dường như Huỳnh Nhân cũng cảm nhận được điều gì đó, anh quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Liễu Phi Tuyết, chứa chan tình cảm. Tình yêu rất rộng, hai người có thể là tình yêu, ba người cũng có thể là tình yêu. Độ dài của video quảng cáo là khoảng 40 giây, trong 40 giây có thể xem được buổi sáng của một người phụ nữ, tôi nghĩ tất cả phụ nữ đều sẽ tiếp nhận nó bởi vì suy cho cùng đích đến cuối cùng của tình yêu chính là tình thân. Mọi người cảm thấy thế nào? Không một ai trả lời, tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn nhau, một số cô gái làm việc trong đoàn làm phim thì nở nụ cười ngây ngô. Tốt, rất tốt. Thái Liên là người đầu tiên có phản ứng, ông ta kích động tới nỗi đỏ bừng cả mặt, làm gì còn vẻ nghi ngờ và mỉa mai trước đó. Cứ quay theo những gì mà cậu Huỳnh vừa nói, tôi có linh cảm, quảng cáo này của chúng ta nhất định sẽ rất ăn khách đúng lúc này phó đạo diễn cầm một chiếc điện thoại đang đổ chuông không ngừng đi tới đạo diễn đồng ngọc thụ gọi tới hỏi chúng ta đang quay thế nào rồi nếu như quay không tốt thì anh ta có thể lấy bất cứ lúc nào bảo anh ta đi chết đi không đợi phó đạo diễn nói hết lời thái liên đưa tay đoạt lấy chiếc điện thoại cúp máy sau đó ném trả lại nhân vật này nếu như không phải cậu huỳnh thì không ai có thể diễn được Ý tưởng là cậu ta nghĩ ra, chắc chắn cậu ta sẽ là người diễn tốt nhất. chương 205, tay đấm chân đá. Trước sự thay đổi thái độ của Thái Liên, Huỳnh Nhân không hề ngạc nhiên, cười nói. Vậy đạo diễn Thái chấp nhận tôi rồi à? Chắc chắn rồi. Thái Liên nhớ lại thái độ trước đây của mình đối với Huỳnh Nhân, vẻ mặt lập tức trở nên hậm hực. Cậu Huỳnh này, thái độ lúc trước của tôi không tốt lắm, mong cậu bỏ qua. Huỳnh Nhân gật đầu, cũng không để trong lòng. Nói cho cùng thì Thái Liên chỉ quá bảo thủ cố chấp, nhưng xuất phát điểm không xấu, cũng là vì muốn hợp tác quay quảng cáo tuyên truyền cho thật tốt mà thôi. Sau sát thủ Bạch Khởi Thái Liên chưa đảm nhận một tác phẩm tiêu biểu nào cả, nói sốt ruột thì ông ta là người sốt ruột nhất, điều này cũng làm cho tính cách của ông ta trở nên bướng bỉnh kỳ quặc, không cho cấp dưới nghi ngờ chính mình. Lúc này Huỳnh Thăng Phát cũng bước tới, nhẹ nhàng nói: "Đạo diễn Thái à, gạt bỏ định kiến và nghi ngờ của mình sang một bên đi." tiếp xúc với một người, ông sẽ thấy được điểm tốt của họ. Cứ một ngàn người thì có một ngàn tên Hamlet, ý kiến của một người không đại diện cho điều gì cả. Thái Liên rất xấu hổ, cúi đầu với Huỳnh Nhân. Cậu Huỳnh, tôi xin lỗi. Nếu như nói trước đây ông ta thừa nhận mình không tốt chỉ là bởi vì Liễu Phi Tuyết đã lên tiếng, trong lòng vẫn không phục, thì bây giờ, ông ta thật sự kính nể Huỳnh Nhân. Nhất là khi Huỳnh Nhân chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất mà lại có thể thuyết phục được một đạo diễn khó tính là mình huỳnh nhân lập tức đỡ ông ta dậy thản nhiên nói không cần phải xin lỗi mọi người đều muốn quay quảng cáo thật tốt thôi mà chỉ có bấy nhiêu nói tới đây huỳnh nhân lại chuyển đề tài nhưng mà tôi có thể mời đồng ngọc thụ cùng diễn thái liên ngạc nhiên cậu đã là nam chính rồi còn mời đồng ngọc thụ tới làm gì huỳnh nhân cười nhẹ tôi nhớ là trước quảng cáo này có một cảnh đánh nhau phải không đúng vậy thái liên giải thích Cảnh này không cần đánh thật đâu, dùng máy chỉnh hậu kỳ là được rồi." Huỳnh Nhân lắc đầu, "Đừng dùng máy chỉnh hậu kỳ, tôi rất tôn trọng nguyên tắc trong quay chụp quảng cáo, tôi muốn nó phải thật hoàn hảo." Thái Liên giật mình mở to hai mắt. "Ý của cậu là?" Chỉ thấy khóe miệng Huỳnh Nhân cong lên. "Quay chính diện luôn, không cần diễn viên đóng thế." Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Sắc mặt Thái Liên trở nên nghiêm túc, vội vàng nói với phó đạo diễn, "Để ông ta gọi Đồng Ngọc thụ qua diễn." hình như làm vậy có hơi không ổn. Huỳnh Thăng Phát lo lắng. Đồng Ngọc Thụ có đai đen taekwondo đấy, kỹ thuật lại tốt, lỡ như anh ta ra tay quá chớn. Huỳnh Nhân lập tức xua tan sự nghi ngờ của Huỳnh Thăng Phát. Đừng lo, anh ta không làm tôi bị thương được đâu. Nhìn nụ cười nhàn nhạt trên mặt Huỳnh Nhân, đương nhiên Liễu Phi Tuyết biết anh đang định làm gì, nhưng cô cũng không ngăn cản. Bây giờ cô không có chút cảm tình nào với người nhà họ đồng nữa. Đúng lúc này, Đồng Ngọc Thụ và Từ Lượng nghênh ngang đi tới, cười ha hả nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Huỳnh Nhân. Tôi nói này, làm sao một tên vô dụng như cậu ta có thể diễn nhân vật này chứ, kết quả là vẫn phải nhờ tôi, thật lãng phí thời gian. Sắc mặt Huỳnh Nhân bình tĩnh, nhìn không rõ vui giật, vừa rồi Đồng Ngọc Thụ và Từ Lượng đi hóng gió nên không biết chuyện phát sinh ở trong đoàn phim. Thái Liên bước lên một bước, lạnh lùng nói. Đồng Ngọc Thụ, cậu hiểu nhầm rồi, cậu không thay vị trí của cậu huỳnh đây mà chỉ diễn vai đối thủ của cậu ấy thôi. nghe vậy, đồng ngọc thụ lập tức ngạc nhiên, sửng sốt nhìn huỳnh nhân một cái. anh ta không bị đá đi à? huỳnh nhân nở nụ cười tươi nhìn anh ta, làm lộ ra hàm răng trắng tinh. hừ, thằng khốn may mắn. đồng ngọc thụ khinh thường hừ một tiếng, chán ghét quay đầu đi. tuy trong lòng vẫn thấy lạ, nhưng anh ta vẫn không nói gì dù sao có thể đóng vai đối thủ cũng làm đồng ngọc thụ thoải mái hơn chút cho hỏi là vai đối thủ gì vậy thái liên miêu tả tỉ mỉ cảnh đánh nhau một lần từ lượng và đồng ngọc thụ ngạc nhiên một chút sau đó đồng ngọc thụ nhếch miệng cười nhìn huỳnh nhân anh không cần diễn viên đóng thế thật à không cần huỳnh nhân cũng đang cười nhìn chằm chằm đồng ngọc thụ được dũng cảm đấy đồng ngọc thụ cười ha hả dường như đang nghĩ tới hình ảnh huỳnh nhân bị mình đánh bầm mặt nói với Huỳnh Thăng Phát. Thăng Phát, cô xem tôi sẽ diễn vai này tốt thế nào nhé? Vẻ mặt Huỳnh Thăng phát hiện rõ vẻ chán ghét, sau đó lo lắng nhìn Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân không để ý chút nào, nói với Thái Liên. Đừng để chậm chế nữa, mau mau bắt đầu thôi. Thái Liên gật đầu, sau đó ra dấu. Chuẩn bị, action. Nhân viên ánh sáng và người quay phim bước vào vị trí, đồng ngọc thụ liên tục cười lạnh, nhìn Huỳnh Nhân rồi làm động tác cắt ngang yết hầu. Huỳnh Nhân vẫn bình thản, không thèm để ý hành động khiêu khích của Đồng Ngọc Thụ. Đồng Ngọc Thụ không do dự chút nào, nhanh chóng đi tới chỗ Huỳnh Nhân, nắm tay mạnh mẽ vung lên lao tới gương mặt của Huỳnh Nhân. Anh ta có đai đen taekwondo, biết cách nhanh nhất để làm một người bị thương, còn ra tay rất tàn nhẫn. Ánh mắt Huỳnh Nhân rất bình tĩnh, nhìn Đồng Ngọc Thụ như nhìn một xác chết. Anh lặng lặng nhìn Đồng Ngọc Thụ đang lao tới, bỗng nhiên nện một quyền trên mặt của anh ta. Giác, ngay lập tức mũi anh ta đã gãy máu tươi phun trào a à, đồng ngọc thụ kêu rên thảm thiết hai mắt mở to che mũi lại ngạc nhiên nhìn vẻ mặt bình tĩnh của huỳnh nhân sau đó ánh mắt anh ta trở nên độc ác tức giận giết lên với huỳnh nhân anh làm gì vậy hả huỳnh nhân anh đọc sai thoại rồi nói xong anh xoay người nhìn thái liên đạo diễn anh ta đọc sai thoại rồi làm lại thôi Thái Liên do dự nhìn Huỳnh Nhân và Đồng Ngọc Thụ, ông ta có thể nhìn thấy trong ánh mắt của cả hai người đều có ý muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Nhưng mà, trong lúc quay phim luôn muốn sự chân thật mà, không phải sao. Vì để buổi quay thành công, hy sinh một chút cũng có sao đâu. Vì thế, Thái Liên không hề do dự nói thẳng. Làm lại. Bốp. Vì vậy, nắm đấm của Huỳnh Nhân lại hạ xuống cầm Đồng Ngọc Thụ. Sắc một tiếng, tất cả đều nghe được tiếng xương cầm vỡ nát. Đồng Ngọc Thụ liên tục lùi về sau, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng và mũi, ánh mắt nhìn Huỳnh Nhân đã trở nên hoảng sợ. Ánh mắt sai rồi, diễn lại, Huỳnh Nhân nói. Nói xong, lại nhanh chóng đi tới trước mặt Đồng Ngọc Thụ, dùng chân đá lên bụng anh ta. Bốp, trong nháy mắt, cơ thể anh ta đã cong thành hình con tôm, bị anh đánh khắp người, nước bọt và axit trong dạ dày trào hết ra ngoài. Sau đó, Huỳnh Nhân lấy đủ loại lý do để bới móc, lần nào cũng phải quay lại, cũng có nghĩa là lần nào Đồng Ngọc Thụ đều bị Huỳnh Nhân đánh một trận. Lần sau độc ác hơn lần trước, tay đá chân đấm, Đồng Ngọc Thụ đã không còn ra hình người nữa. Audio điện tử võ tấn bền chương 206, bóng hình người thương Dưới góc nhìn của Huỳnh Nhân và Đồng Ngọc Thụ, hai người họ là người đánh và người bị đánh, nhưng trong mắt Thái Liên, Huỳnh Thăng Phát và Liễu Phi Tuyết thì họ đang đóng phim. Có điều, cảnh quay quá thật, nhìn sơ còn tưởng là đang đánh nhau thật. Dần dần, từ lượng đã phát hiện có chỗ không đúng, cậu ta thấy máu tươi trên mặt đồng ngọc thụ, lại thấy biểu cảm vừa tức giận vừa hoảng sợ của đồng ngọc thụ, này giống đóng phim chỗ nào chứ hả? Rõ ràng là đang đánh nhau. Đừng quay, đừng quay nữa, ngọc thụ chảy máu rồi. Từ lượng vội vàng đi tới trước máy quay, nói to. Lúc này Thái Liên mới nói dừng, mọi người chạy tới nơi thì thấy mặt đồng ngọc thụ đã sưng thành cái đầu heo, thê thảm vô cùng anh ta hoảng sợ nhìn huỳnh nhân liên tục lùi về phía sau trốn ở phía sau từ lượng như túm được cọng dơm cứu mạng cuối cùng huỳnh nhân đi tới trước mặt từ lượng cười nhạt nói về nói với hào tinh húc anh đồng hy sinh vì nghệ thuật chúng tôi sẽ ghi nhớ nhìn đồng ngọc thụ đang thoi thóp ánh mặt từ lượng lộ rõ vẻ hoảng sợ cậu đang cố ý gây thương tích đấy tôi phải báo cảnh sát cố ý gây thương tích huỳnh nhân bị chọc cười nhìn huỳnh nhân rồi hỏi ngược lại không phải chúng ta đang đóng phim sao? Tôi nhớ lúc nãy đã hỏi anh Đồng rồi, có cần diễn viên đóng thế không thì anh ta nói không cần. Bây giờ bị đánh đau lại nói là cố ý gây thương tích à? Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Từ Lượng vừa tức giận vừa sợ hãi nhìn huỳnh nhân, không nói được câu nào. Bây giờ đưa tới bệnh viện có khi còn cứu kịp đấy. Huỳnh nhân nheo mắt lại nói với Từ Lượng. Trái tim Từ Lượng run lên cầm cập, dưới ánh mắt chăm chú của huỳnh nhân, linh hồn của cậu ta cũng run lên, không dám ở lâu thêm một giây nào, đỡ đồng ngọc thụ vội vàng rời đi. Sau khi đồng ngọc thụ và từ lượng đã rời đi, cả đoàn phim im lặng một lúc lâu, tất cả đều nhìn Huỳnh Nhân với vẻ khó tin, Huỳnh Thăng phát như chỉ vừa mới gặp Huỳnh Nhân lần đầu tiên, mãi vẫn không nói câu nào. Chỉ có Liễu Phi Tuyết vẫn bình tĩnh, không hề ngạc nhiên với kết quả như vậy. Vừa rồi, lúc Huỳnh Nhân ra tay với Đồng Ngọc Thụ, Liễu Phi Tuyết đang chơi đùa với Tiểu Như nên cô bé không hề nhìn thấy cảnh tượng máu me vừa nãy. Huỳnh Nhân đi tới trước mặt Thái Liên hỏi. Cảnh quay lúc nãy thế nào rồi? Thái Liên mở màn hình ra, xem lại toàn bộ, cuối cùng chọn được một cảnh tốt nhất, mặt mày sáng rỡ, liên tục khen ngợi. Được lắm, đấm thẳng vào thịt, dùng diễn viên đóng thế vẫn không thể bằng người thật việc thật được. Những lời khen ngợi này đều thật lòng, nhờ diễn viên đóng thế thì sẽ phải sợ này sợ kia, vì thế sẽ làm cảnh quay không được tốt, nhưng nếu đóng thật thì diễn viên chính lại không đủ dũng cảm, đâu phải ai cũng chuyên nghiệp như nhau. Tiếp theo là quay cảnh chính trong quảng cáo, Thái Liên cẩn thận nhìn Huỳnh Nhân rồi nói: "Ông ta không phải người ngốc, Huỳnh Nhân yêu cầu Đồng Ngọc Thụ đóng vai đối thủ của anh, không phải vì Huỳnh Nhân khoan dung, mà là bởi vì anh muốn trả thù Đồng Ngọc Thụ." Mà Thái Liên cũng biết một chút về thân thế của Đồng Ngọc Thụ, nhà họ Đồng thuộc 4 gia tộc lớn ở Minh Châu nhưng cậu thanh niên này lại ra tay không chút kiêng kỵ gì có thể thấy được anh không bận tâm tới nhà họ đồng huỳnh nhân gật đầu vươn tay về phía ông ta hợp tác vui vẻ lúc này hai tay thái liên nắm chặt lấy tay anh kích động nói hợp tác vui vẻ sau màn nói chuyện khách sáo như vậy buổi quay được bắt đầu có tổng cộng hai bối cảnh huỳnh thăng phát là nữ chính của cảnh một liễu phi tuyết là nữ chính của cảnh hai kể về kiếp trước kiếp này thể loại từ quá khứ xuyên tới hiện đại ống kính không ngừng chuyển hướng điều này sẽ kiểm tra năng lực của người quay phim thái liên gân cái cổ đỏ lượng nói to nam nữ chính đi về phía nhau sau đó quay cận mặt từng người ánh mắt nữ chính diễn vẻ ngạc nhiên và phẫn nộ đi đây là bài kiểm tra năng lực diễn viên đấy sau đó hai người nhìn nhau thật say đắm vào âm nhạc nhẹ nhàng vang lên huỳnh nhân mặc đồ diễn từng bước đi tới chỗ huỳnh thăng phát Huỳnh Thăng Phát không hổ là học trò của nhạc sĩ. Si. Ngay khi âm thanh vừa cất lên, cô ta đã hoàn toàn nhập vai. Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy Huỳnh Nhân, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên rồi biến mất. Thay vào đó là sự oán hận diễn tả hết dáng vẻ của người con gái trốn khuê phòng hoàn hảo. Thái Liên vỗ tay cười to. Cảnh đầu tiên hoàn thành xuất sắc, tiếp theo là cảnh hai ở thời hiện đại. Đến lượt Liễu Phi Tuyết lên sân khấu, cô đã thay một bộ đồ công sở tiêu chuẩn khi Liễu Phi Tuyết mặc đồ công sở lập tức trở nên vô cùng khí thế, diễn xuất rất chân thực. Huỳnh Nhân đứng trước mặt Liễu Phi Tuyết, hai tay anh nắm lấy vai Liễu Phi Tuyết, ánh mắt nhìn Liễu Phi Tuyết thật say đắm. Cát! Thái Liên yêu cầu dừng lại, đi tới trước mặt Huỳnh Nhân nói. Huỳnh Nhân, cậu phải nhìn mặt của Tổng Giám Đốc Liễu, không phải nhìn ngực. Ông ta vừa dứt lời, Liễu Phi Tuyết lập tức khép quần áo trên người mình lại, nhìn Huỳnh Nhân bằng ánh mắt lạnh như băng huỳnh nhân lau lau mồ hôi trên đầu tôi sẽ chú ý thử đọc truyện không quảng cáo tại trung duyên việt nam cát lần thứ hai thái liên lại nói rừng nữ chính mặt cô đỏ cái gì chứ hai người đã là vợ chồng già không phải đôi tình nhân mới yêu nhau đâu tôi không liễu phi tuyết nhân mày định giải thích thì thái liên lại đi ra ngoài chuẩn bị quay lần thứ ba cát nam chính cậu cười gì vậy tôi không cười con gái tôi cười Thái Liên quay đầu nhìn lại, thấy Đường Tiểu Lý đang nhìn Huỳnh Nhân cười khanh khách, ông ta trừng mắt nhìn cô bé. Đừng có cười, lát nữa lúc cháu diễn sẽ có cảnh khóc đấy. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Vì thế, tiểu Như không cười nữa, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đây là lần đầu tiên Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết tham gia diễn xuất nên kỹ thuật trước ống kính không được tốt, Thái Liên nhìn mấy lần cũng không thấy hài lòng. Vì vậy ông ta thở dài. Tổng giám đốc Liễu, cậu Huỳnh hay là như vậy, hai người cố gắng trao đổi với nhau một chút, lúc diễn sẽ dễ hơn. Liễu Phi Tuyết và Huỳnh Nhân ngồi cạnh nhau, vẻ mặt rất mất tự nhiên. Lúc này, Huỳnh Thăng Phát ngồi xuống bên cạnh Huỳnh Nhân, cười tủm tỉm nói: "Bây giờ đã biết làm diễn viên vất vả thế nào chưa?" Huỳnh Nhân bất lực gật đầu. "Nghề nào cũng khó cả." "Dạy cậu một cách để có thể nhanh nhập vai này." Huỳnh Thăng Phát chớp chớp mắt, cười nói: "Lúc quay cảnh tình cảm cậu hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng bạn diễn là người cậu yêu là được. Người, tôi yêu. Ánh mắt huỳnh nhân trở nên mơ hồ, theo bản năng nhìn về hướng liễu phi tuyết. Liễu phi tuyết nhìn sang chỗ khác, nhưng trong lòng lại nhớ kỹ. Thời gian nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh, âm nhạc nhẹ nhàng lại vang lên, huỳnh nhân và liễu phi tuyết lại nhìn nhau, sau đó cả hai đều nhắm mắt lại. Từng giây từng phút trôi qua, huỳnh nhân không nghĩ tới ai được cả. Mình yêu ai nhỉ? anh suy nghĩ trong đầu. Đúng lúc này, trong đầu anh hiện lại một đôi mắt lạnh lùng, ngay lập tức làm anh chấn động. Là cô ấy. Huỳnh Nhân lẩm bẩm một mình, thế nhưng từ trong đôi mắt đã hiện lên vẻ bối rối. chương 207, cảnh nhiên kết hôn. Cát, Thái Liên đi tới trước mặt Huỳnh Nhân, mặt đỏ bừng bừng. Cảnh này thật hoàn hảo, cậu đường, không ngờ một người không có kinh nghiệm diễn xuất như cậu lại có thể diễn đạt tới vậy, có muốn phát triển hơn nữa trong giới giải trí không? người nổi tiếng nào cũng bắt đầu đi lên từ vai quần chúng bình thường nhất cảnh diễn vừa rồi của huỳnh nhân đã thuyết phục được thái liên chỉ cần anh gật đầu nhất định ông sẽ trọng dụng người mới này huỳnh nhân lắc đầu từ chối khéo không đâu tôi đã kết hôn rồi thật đáng tiếc thái liên tiếc nuối nói ông ta đã nghe theo lời huỳnh thăng phát gạt bỏ thành kiến vào sự kiêu ngạo qua một bên để thử tiếp xúc với huỳnh nhân dần dần ông ta phát hiện thật ra cậu huỳnh nhân này rất dễ gần Huỳnh Thăng Phát cũng tò mò nhìn Huỳnh Nhân, cô ta biết Huỳnh Nhân đã dùng cách của mình để nhập vai, cũng biết trong đầu anh đã nghĩ tới người nào. "Huỳnh Nhân." Đột nhiên Liễu Phi Tuyết gọi tên Huỳnh Nhân, bình tĩnh nói. "Lúc nãy anh diễn tốt đấy. Cảm ơn em." Huỳnh Nhân gật đầu cười. Liễu Phi Tuyết im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi. "Vừa nãy anh đã nghĩ tới ai vậy?" Sắc mặt Huỳnh Nhân thay đổi một chút, sau đó cười nói. "Đương nhiên là em." ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Liễu Phi Tuyết lạnh nhạt nhìn anh, không nói lời nào. Lúc đang quay, Liễu Phi Tuyết đã thấy kỳ lạ, thế mà cô lại rất để ý tới một vấn đề hết sức vớ vẩn, đó là người mà Huỳnh Nhân nghĩ tới là ai. Thật à? Cô do dự một lúc rồi hỏi lại lần nữa. Ngoài em ra, anh còn có thể nghĩ tới ai chứ? Huỳnh Nhân vẫn đang cười, nhưng nụ cười đó đã trở nên xấu hổ. Liễu Phi Tuyết nhìn chằm chằm Huỳnh Nhân, không nói gì nữa. Lúc này, Thái Liên nói mọi người cùng nhau xem lại đoạn phim vừa rồi, Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết cũng vội vàng tới đó. Trong màn hình, Huỳnh Nhân mặc đồ màu trắng tuyệt đẹp, dáng người cao ngất, ánh mắt như biết nói, nhìn Liễu Phi Tuyết với vẻ thâm tình xen lẫn phức tạp. Liễu Phi Tuyết mặc đồ công sở, mái tóc dài màu đen được cột cao, rất có thần thái. Sự giao thoa giữa hiện đại và cổ xưa giống như một bức tranh thủy mặc êm ái. Mọi người vất vả rồi. Thái Liên rất hài lòng vừa cười vừa nói với đoàn phim. Chúng ta thu dọn một chút rồi cùng ăn một bữa để chúc mừng đi, tôi mời. Đoàn phim reo hò một hồi, Liễu Phi Tuyết nhìn Huỳnh Nhân. Em còn có việc nên đưa tiểu Như đi trước, anh tham gia thay em nhé. Trái tim Huỳnh Nhân lập tức nhảy lên một cái, anh cảm thấy Phi Tuyết đã nhận ra điều gì rồi. Thái Liên cũng ngạc nhiên. Cậu Huỳnh, cậu với tổng giám đốc Liễu. Chúng tôi là vợ chồng, Liễu Phi Tuyết lạnh nhạt nói thình thịch. Thái Liên vừa nghe nói, sợ tới mức ngã xuống đất, hai mắt mở to, khó tin nhìn Huỳnh Nhân. Hai người họ là vợ chồng. Thái Liên nhớ tới thái độ lúc trước của mình với Huỳnh Nhân, trên trán đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, như đang lượn lờ ngay bên bờ sống chết. Khó mà từ chối ý tốt thế này, Huỳnh Nhân đang định gật đầu đồng ý thì Liễu Cảnh Nhiên gọi tới. Huỳnh Nhân nhận cuộc gọi. Có việc gì à? Ở đầu dây bên kia, Liễu Cảnh Nhiên im lặng một lát rồi nói bây giờ anh có thời gian không? Huỳnh Nhân nhìn đoàn phim đang bận rộn, nói. Có lẽ đang hơi bận. Tuần sau tôi sẽ kết hôn. Không chờ Huỳnh Nhân nói hết câu, Liễu Cảnh Nhiên đã chen ngang. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Sau đó, miệng Huỳnh Nhân hơi nhếch lên, sắc mặt thay đổi. Tôi chờ anh ở nhà họ Liễu. Nói xong, Liễu Cảnh Nhiên cúp máy. Huỳnh Nhân im lặng một lúc, sau đó xin lỗi Thái Liên. Xin lỗi, trong nhà đang có chút chuyện không thể đi ăn tối được không sao không sao thái liên không hề để bụng từ khi biết chuyện huỳnh nhân và liễu phi tuyết là vợ chồng ông ta đối xử với anh rất cung kính cười nói với huỳnh thăng phát thăng phát đi tiến cậu huỳnh đi lúc này huỳnh thăng phát đã tẩy trang để mặt mộc nhưng vẫn đẹp hơn nhiều so với mấy người nổi tiếng đã trang điểm đôi mắt to trong veo cũng đang tò mò đánh giá huỳnh nhân huỳnh nhân nở nụ cười trên mặt tôi dính gì hà huỳnh thăng phát vội nhìn sang chỗ khác xin lỗi ngại quá tôi chỉ đang cảm thấy cậu huỳnh có chút không giống với người bình thường nhưng khác ở chỗ nào thì tôi không rõ lúc nói chuyện cô giơ tay vuốt vuốt mấy cọng tóc đen rủ xuống chán, lộ ra nửa bên mặt không chút tì vết huỳnh nhân híp mắt quan sát giống quá giống huỳnh thăng phát sừng sốt giống cái gì nhạc si tiết thụy huỳnh thăng phát kinh ngạc Cậu Huỳnh gặp sư phụ của tôi rồi à? Huỳnh nhân nghĩ anh không nên kể mối quan hệ giữa anh và thất si ở Nam Hạ, chỉ bình thản nói. Mới gặp mấy lần thôi. Huỳnh thăng phát lập tức tỏ ra kính nể. Từ lần đầu tiên gặp nhau tôi đã thấy cậu không phải người bình thường, không ngờ cậu lại quen sư phụ của tôi. Dừng một chút, mặt Huỳnh thăng phát đỏ lên. Nói ra cũng thật xấu hổ, vì tôi là học trò chính thức của sư phụ, nhưng cũng chỉ mới gặp được mấy lần mà thôi, có tiếng là học trò của nhạc si để bước vào giới giải trí chứ vẫn là một người bình thường huỳnh nhân nghe vậy thì bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu huỳnh thăng phát là một người bình thường chỉ đa tài đa nghệ hơn người khác một chút dù là học trò của nhạc si thì ở trong mắt công ty quản lý cô ta cũng chỉ là công cụ để kiếm tiền không có chút địa vị nào huỳnh nhân cười nhạt đưa danh thiếp cho cô nếu sau này công ty quản lý của cô ép cô làm chuyện mà cô không muốn thì hãy tới tìm tôi tấm danh thiếp rất bình thường, chỉ có dãy số điện thoại, nhưng vẫn làm Huỳnh Thăng phát ngây ngẩn cả người, như đang đi lạc trong sương mù. Sau này cô sẽ trở thành nữ diễn viên nổi tiếng toàn cầu. Sau khi nói câu này, Huỳnh Nhân cười nhẹ bước lên chiếc xe Rolls Royce màu đen. Tới nhà họ Liễu. Ngay khi cửa xe đóng lại, anh trở nên nghiêm túc. Lưu An không nói câu nào, chạy xe tới nhà họ Liễu bằng tốc độ nhanh nhất. Lúc này, cửa nhà họ Liễu đã răng đèn kết hoa, pháo mừng treo khắp nơi, còn có siêu xe đậu trước cửa. Trong khuôn viên nhà họ Liễu tổ chức tiệc lớn, ở đâu cũng thấy trai gái đến tặng quà cưới. Chuyện nhà họ Văn ở Giang Chiết muốn cưới Liễu Cảnh Nhiên nhà họ Liễu đã lan truyền khắp thành phố Minh Châu từ lâu, tất cả mọi người đều nói đây là phước đức từ kiếp trước của nhà họ Liễu nên mới được làm thông gia với nhà họ Văn. Các gia đình thượng lưu ở Minh Châu tới chúc mừng cũng vì sức ảnh hưởng của nhà họ Văn. Lúc này, tiệc đã sắp kết thúc, người đứng đầu nhà họ Liên là Liên truyền quốc đang cười nói tiếp chuyện trên trời dưới đất, Liên Túy Na càng vui vẻ hơn, cười tâu tuét, vừa tiến khách vừa kiểm tra quà tặng. Văn Duy Thần cũng đang tiến khách với Liễu Cảnh Nhiên, anh ta nho nhã lễ độ, nói năng lại khéo léo, đúng là hình mẫu con rể trong mắt mọi người, Liễu Cảnh Nhiên cũng đang cười, nhưng nụ cười đó rất miễn cưỡng, có thể thấy được cô ta có tâm sự. Mặt Huỳnh Nhân không hề thay đổi, bước vào khuôn viên nhà họ Liễu với Lưu An bầu không khí vui vẻ trong nhà họ liễu lập tức biến mất liên thúy na là người đầu tiên cầm trổi chạy ra mắng huỳnh nhân cảnh nhiên sắp kết hôn rồi tên vô dụng như mày tới đây làm gì đám người liên hồng vân liên truyền quốc cũng đang lạnh lùng nhìn huỳnh nhân mẹ mọi người đang làm gì vậy liễu cảnh nhiên vội vàng chạy tới trước mặt liên thúy na nói nhanh con gọi anh ta đến đấy con gọi nó tới sắc mặt liên thúy na thay đổi nhưng ánh mắt nhìn Huỳnh Nhân vẫn lạnh lùng và nham hiểm, khinh thường nói: "Gọi nó tới làm gì? Chẳng lẽ con muốn nó tham gia hôn lễ của con?" Đúng vậy. Liễu Cảnh Nhiên tiến lên một bước tới trước mặt Huỳnh Nhân, ánh mắt nhìn anh vừa kiên định vừa phức tạp. "Tôi sắp kết hôn rồi, anh không có gì muốn nói với tôi sao?" Chương 208: Huyết Lục Tùng. Lời này của Liễu Cảnh Nhiên vừa dứt, gương mặt vốn chẳng bận tâm gì của Huỳnh Nhân xuất hiện chút chấn động. Liễu cảnh nhiên nhìn anh đầy vẻ mong đợi, muốn nhìn ra chút biểu cảm trên mặt huỳnh nhân. Đáng tiếc, trên mặt huỳnh nhân trừ một chút chấn động thoảng qua thì nét mặt lại lập tức trở về như bình thường, ánh mắt bình thản nhìn cô ta, mỉm cười nói. Chúc mừng! Liễu cảnh nhiên ngơ ngác nhìn huỳnh nhân, cuối cùng ánh mắt thất vọng, không nói tiếng nào, khóe miệng dương lên một nụ cười khổ. Bọn họ lớn lên cùng nhau từ thuở bé, cũng hứa với nhau không phải quân thì không gả, không phải thiếp thì không cưới. Nhưng mà, tất cả đều thay đổi kể từ khi bắt đầu quan hệ thông gia giữa hai nhà thiều liễu tình cảm nhiều bao nhiêu thì hận thù cũng nhiều bấy nhiêu lúc đó cô ta cảm thấy nhà họ liễu sụp đổ đều là do huỳnh nhân thế là từ đó trở mặt thành thù bây giờ tất cả hận thù cùng với việc cô ta sắp gả vào nhà quyền quý cũng tan theo gió bay phụ nữ đều nhạy cảm nhất là khi sắp đến chuyện lớn đầu tiên của đời người kết hôn thì càng như thế nhưng mà huỳnh nhân không có chút nào gọi là hoài niệm thậm chí còn không buồn dù chỉ một chút văn duy thần thu hết những hình ảnh ấy vào trong mắt gương mặt bình thản chợt giật giật ánh mắt nhìn về phía huỳnh nhân càng âm trầm hơn nhưng chút âm trầm này chỉ lóe lên rồi lập tức biến mất lại bình tĩnh như ban đầu anh ta nhìn ra được liễu cảnh nhiên vẫn ôm tình cảm khác thường với huỳnh nhân này nhưng bây giờ cô ta cũng không làm ra chuyện gì lạ liên thúy na là người đầu tiên đứng ra phản đối cả giận nói ai cũng có thể tham gia chỉ có tên phế vật này là không được liên hồng vân liễu đông quân và những người khác đều lạnh nhạt nhìn không có ai đứng ra ngăn cản liễu nham giận dữ hừ một tiếng kéo liên thúy na ra sau dựa vào cái gì mà huỳnh nhân không thể tới dự huỳnh nhân không phải là người nhà họ liễu đấy chỉ là mong muốn đơn phương của mấy người mà thôi gia chủ tôi đây không đồng ý liễu nham con của ông một mình tới đây nhưng ở đây có chỗ nào cho ông nói chuyện hả có lẽ là do người nhà họ liên đều ở đây liên thúy na hoàn toàn không kiêng kỵ gì giống như người đàn bà tranh chua lập tức đổi chiều hỏng súng về phía liễu nham ông đừng quên ông và tên rác rưởi kia đều cùng một loại đức hạnh, nếu như không có nhà họ liên chúng tôi giúp ông thì ông đã sớm chết đói ở đầu đường rồi mẹ đừng nói nữa liễu cảnh nhiên không chịu được nữa kéo liên thúy na một cái liên thúy na lại hất ra chỉ vào huỳnh nhân, nói với Liễu Cảnh Nhiên. Thằng quát này mang đến xui xẻo cho con, trước đây còn thích con. Hôn lễ của con và Văn Duy Thần không thể xảy ra chút sai sót nào được, nếu bọn nó phá hỏng hôn lễ của con, mẹ là người đầu tiên không bỏ qua cho nó. Lần này, Huỳnh Nhân cười lạnh một tiếng, hờ hững nói. Làm sao bà biết anh ta thật sự yêu cảnh nhiên? Lời này vừa nói ra, hai mắt liễu cảnh nhiên lập tức trợn to, mà sắc mặt Văn Duy Thần cũng càng ngày càng âm trầm mày còn dám chất vấn văn duy thần à xem tao có xé nát miệng của mày không liên thúy na đầy khí thế đi tới trước mặt huỳnh nhân vung tay lên muốn tắt anh bốp tay còn ở giữa không trung đã bị huỳnh nhân tóm chặt lấy anh nhìn liên thúy na bằng đôi mắt lạnh như băng lạnh như thể anh đang nhìn một xác chết mày dám đánh trả mau buông tao ra liên thúy na hoảng sợ không ngừng dùng sức muốn rút tay mình khỏi tay huỳnh nhân nhưng mặc kệ bà ta dùng sức ra sao, tay Huỳnh Nhân vẫn như kìm sắt giữ chặt tay bà ta, không cho bà ta rút lại. Sở dĩ bây giờ tôi chưa ra tay với nhà họ Liên đều là nể mặt của ba và Cảnh Nhiên, nhưng không có nghĩa là bà thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Còn nữa, Cảnh Nhiên hạnh phúc hay không hạnh phúc đều là do cô ấy quyết định, bớt quyết định thay cô ấy đi. Giọng Huỳnh Nhân như nước sông băng lạnh lạnh, lạnh tới mất đi nhân tính, tất cả mọi người ở đây đều dùng mình một cái liên thúy na trực diện tiếp đón cơn giận của anh càng trợn mắt há mồm bà ta mở to hai mắt nhìn anh với vẻ không tưởng nổi từng là tên rác rưởi bây giờ lại dám quát bà ta liễu cảnh nhiên mở to hai mắt nhìn sau đó vành mắt đỏ lên trong khoảnh khắc vừa rồi sự tàn ác trong lòng cô ta mạnh mẽ chấn động trang gì mà hay hay thế thăng chum chu n việt nam thăng huỳnh nhân lạnh lùng nhìn liên thúy na một cái rồi thả lỏng cổ tay của bà ta ra vừa thả ra, hai chân bà ta mềm nhún, ngã ngửa ra đất. Nhưng, chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt của bà ta đã lập tức trở lên hung ác. Chờ xem, chắc chắn tao sẽ khiến mày hối hận. Mẹ vợ à, tức giận với mấy loại tép siêu này không đáng đâu. Bây giờ, văn thần Duy đã đi tới, một tay đỡ liên thúy na lên, nhàn nhạt liếc huỳnh nhân một cái, cuối cùng khôi phục lại dáng vẻ tươi cười. Anh ta muốn tới thì để anh ta tới đi, vừa khéo để anh ta làm chứng, xem con yêu thương con gái của người thế nào. Liên Thúy Na không nghi ngờ chút nào, vô cùng cảm kích. Duy thần à, cảnh nhiên có thể gả cho con đúng là phúc khí tu 10 đời mà. Văn Duy thần mỉm cười, đi tới bên người Liễu Cảnh Nhiên, nhẹ nhàng ôm cô ta một cái ngay trước mặt Huỳnh Nhân. Liễu Cảnh Nhiên nhìn về phía Huỳnh Nhân với ánh mắt phức tạp, cô ta giãy một cái rất nhẹ rồi mặc cho Văn Duy thần ôm. Ngay cả Văn Duy thần cũng đã nói vậy, Liên Thúy Na cũng không tiện nói thêm gì nữa, lạnh lùng nhìn Huỳnh Nhân. Nếu như Duy Thần đã mở miệng, vậy thì phá lệ một lần, cho mày tham gia, nhưng mà, 10 vạn tệ, một đồng cũng không thể thiếu. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Liễu cảnh nhiên giấy khỏi cái ôm của Văn Duy Thần, tức giận nhìn về phía Liên Thúy Na. Là do con mời anh ấy, mẹ vừa mở miệng đã đòi 10 vạn, sao anh ấy có thể lấy ra được chứ? Con cũng biết là nó không bỏ ra nổi à liên thúy na cười lạnh một tiếng liếc huỳnh nhân đầy khinh thường nếu như tên nói nhảm này tới tham gia hôn lễ tham ăn thì làm sao phải để cho nó đưa tiền trước ánh mắt huỳnh nhân phẳng lặng đi thẳng tới trước mặt liễu cảnh nhiên tiện tay lấy ra một hòn đá gồ ghề đậm chất cổ xưa đặt vào tay liễu cảnh nhiên hòn đá này là huyết lục tùng tôi tình cờ nhặt được khi tham gia quân ngũ trên núi u hằng giá trị hẳn là hơn ngàn vạn chúc cô tân hôn hạnh phúc Lưu An ở một bên lập tức thay đổi sắc mặt, muốn nói lại thôi. "Thiếu chủ, không cần phải nói nữa." Huỳnh Nhân khoát tay chặn lại, ngăn Lưu An nói tiếp. Cuối cùng Lưu An không mở miệng, ánh mắt phức tạp nhìn Huỳnh Nhân. Người khác không biết lai lịch của hòn huyết lục tùng này, nhưng cô rất rõ. U hằng nằm ở cực bắc nước Hạ, khắp nơi đều là khoáng thạch quý giá, đá lục tùng là một trong số đó. Nhưng đá lục tùng bình thường sẽ xanh biếc, màu sắc bắt mắt mà viên trong tay thiếu chủ lại là màu đỏ. Bởi vì ngày đó lúc cửu đại trí tôn xâm phạm thế giới, thiếu chủ một mình ninh chiến, viên đá lục tùng trong ngực kia bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Phần lễ vật này, vô cùng quý giá. Bởi vì trên viên đá này có máu thiếu chủ nhuộm đấy. Liễu cảnh nhiên ngơ ngác nhìn lục tùng sắc máu tươi đẹp, đường vân lan tràn, trong lúc nhất thời muôn vàn xúc động. Nhưng Liên Thúy Na không hề hiểu lai lịch của viên đá kia, trực tiếp đoạt từ tay Liễu Cảnh Nhiên, sau đó ném sang ven đường như đồ bỏ đi. Trên mặt bà ta đầy sự khinh thường châm chọc. Một hòn đá vụn có thể tùy tiện nhặt được ven đường mà cũng đáng giá ngàn vạn à. Chọc người ta cười đến rụng răng, chương 209, đối xử với cô ấy tốt một chút. Đá lục tùng ý nghĩa phi phàm bị liên thúy na ném sang ven đường như ném rác, mắt liếu cảnh nhiên lập tức đỏ lên, hét lên một tiếng. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Bà muốn chết sao? Một màn như vậy làm sát ý của Lưu An tăng vọt, máu huyết khắp người sôi trào, thậm chí trong tay cũng nhiều thêm một con dao găm lạnh lẽo. Ánh mắt huỳnh nhân trầm xuống, lạnh lùng nhìn Liên Thúy Na. Đây là lần đầu tiên anh thật sự nổi lên sát tâm với Liên Thúy Na. Để tôi giết bà ta. Giọng Lưu An khàn khàn, nói xong thì chuẩn bị lao tới Liên Thúy Na. Dừng tay lại cho tôi. Huỳnh Nhân cũng hét lớn một tiếng, lạnh lùng nhìn Lưu An. Nhưng mà, bà ta sỉ nhục ngài. Lưu An vẫn cực kỳ không cam lòng, nhưng nhìn ánh mắt lạnh tới cực điểm của Huỳnh Nhân, cuối cùng vẫn yêu lặng thu hồi dao găm, hai mắt đỏ bừng nhìn Liên Thúy Na và tất cả người nhà họ Liên. Tuy rằng bọn họ bị sát khí đột nhiên bộc phát của Lưu An dọa cho hoảng sợ, nhưng thấy Lưu An nhịn xuống thì trên mặt lập tức lại lộ ra nụ cười khinh miệt. Liên Thúy Na hai tay chống nạnh, ánh mắt nhìn về phía Huỳnh Nhân tràn ngập vẻ khinh thường. Một hòn đá vụn mà muốn làm tiền mừng à. Nghĩ hay quá đấy. Bà ta dừng một chút rồi nhìn thẳng Huỳnh Nhân tiếp tục nói. Tao nói cho mày biết, không có 10 vạn tiền mừng thì đừng mong tham gia hôn lễ của con gái tao. Liễu cảnh nhiên vẫn luôn yên lặng nghe xong lời liên thúy na thì đột nhiên lao vụt tới trước mặt, sau đó lấy tay đào bùn đất bẩn thỉu như thể chẳng thiết sống, tìm kiếm đá lục tùng huyết bị liên thúy na vứt đi. Cảnh nhiên, con đang làm gì vậy hả? Lập tức, sắc mặt tất cả người nhà họ liên đều thay đổi, Liên Thúy Na đầy lửa giận vọt tới trước mặt Liễu Cảnh Nhiên, cho cô một cái tát thật mạnh. Còn không dừng tay cho mẹ, vì một viên đá vụn mà con lại dám làm ra chuyện như này, con quên con là con dâu nhà họ văn rồi hay sao? Bị cho một bà tai nhưng Liễu Cảnh Nhiên vẫn như không có cảm giác, tiếp tục tìm viên đá. Ở đâu, rơi ở đâu rồi? Tay của cô càng ngày càng bẩn, còn có vài hòn đá vụn sắc cạnh chọc vào cổ tay của cô ta, máu tươi chảy ra, nhưng cô vẫn tiếp tục bới hai mắt cô ta đỏ bừng nước mắt rơi xuống từng giọt lớn nhưng cô ta chỉ cắn răng không để mình khóc thành tiếng một cảnh này khiến cho tất cả mọi người ở đây đều cực kỳ xúc động bao gồm cả huỳnh nhân và lưu an ánh mắt họ nhìn liễu cảnh nhiên đầy vẻ rung động không ngờ cô ta lại có thể làm tới mức này trước đây anh và liễu cảnh nhiên đúng là hoàn toàn ở phía đối lập nhau liễu cảnh nhiên cũng hận không thể giết chết anh nhưng bây giờ tất cả hận thù đều tan thành mây khói phần da thịt nơi gò má của văn duy thần giật giật ánh mắt hung ác tột độ nhìn chằm chằm vào liễu cảnh nhiên trong hai mắt hiện rõ tiêm máu nhưng anh ta vẫn nhịn được như cũ vì kế lớn sau này của nhà họ văn anh ta không thể không nhịn không tìm thấy không thấy hai mắt liễu cảnh nhiên đầy tuyệt vọng vừa đào vừa lẩm bẩm lúc này một bàn tay nhẹ đặt lên vai cô ta làm cho cả người liễu cảnh nhiên khẽ run lên cô ta cứng đờ quay đầu lại Huỳnh Nhân bình tĩnh nhìn Liễu Cảnh Nhiên rồi lắc đầu. Đủ rồi, không cần tìm nữa. Đại viện nhà họ Liễu cỏ dại um tùm, rất nhiều đá, vừa nãy liên thúy na tiện tay quẳng đi, không biết đã bị bà ta ném ra chỗ nào rồi. Nhưng mà Liễu Cảnh Nhiên vẫn bướng bỉnh lắc đầu, không nói gì tiếp tục đào bới. Huỳnh Nhân khẽ thở dài, cũng không khuyên nữa, chỉ chậm rãi đi về phía Văn Duy Thần. Cộp cộp cộp, khắp nội viện đều vang vọng tiếng bước chân nặng nề của Huỳnh Nhân mỗi bước anh đi phát ra tiếng như tiếng búa tạ nện xuống nhịp nhàng gõ vào tim mỗi người phan duy thần thầm giật mình nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ anh ta nheo mắt nhìn huỳnh nhân đang đi về phía mình anh ta biết rõ mình không thể lùi lại nếu lùi thì chẳng khác nào chấp nhận rằng mình bị khí thế của anh dọa sợ tôi không muốn nói với cảnh nhiên nhưng mà vẫn nên nói với anh cuối cùng huỳnh nhân đi tới trước mặt phan duy thần anh hơi hít mắt một luồng sát khí lạnh lẽo nồng đậm lướt qua nhịp tim văn duy thần rõ ràng đập nhanh hơn dưới ánh nhìn của huỳnh nhân trên trán dịn ra từng giọt mồ hôi lạnh ngay cả đầu gối cũng run nhẹ huỳnh nhân nói đến đây thì hơi rừng sau đó lạnh nhạt nói tám chữ đối xử với cô ấy tốt một chút nói xong anh dẫn lưu an bình thản rời khỏi đại viện nhà họ liễu huỳnh nhân vừa đi văn duy thần lập tức như kẻ bị mất nước hít thở từng hơi một mồ hôi lạnh làm ướt quần áo của anh ta khiến anh ta như vừa được vớt lên từ dưới nước vậy ánh mắt anh ta ngập vẻ hoảng sợ dường như chỉ cần huỳnh nhân đi muộn một giây thì anh ta sẽ không nhịn được ngã xuống vậy chỉ anh ta tự biết sau khi huỳnh nhân nói xong tám chữ đối xử với cô ấy tốt một chút thì còn nói một câu nếu không tao sẽ cho mày muốn sống không được muốn chết không xong duy thần à cảnh nhiên chỉ tốt bụng chứ không có ý gì khác lúc này liên thúy na vội vàng chạy tới lo lắng nói nhà họ văn các con đừng hủy bỏ hôn ước Liên truyền quốc, Liên Hồng Vân cũng căng thẳng nhìn Văn Duy Thần. Bây giờ, nhà họ Liên đang sống nhờ bám vào nhà họ Văn đấy. Nếu nhà họ Văn vì việc này mà hủy bỏ hôn ước, vậy nhà họ Liên thật sự là muốn khóc cũng không có chỗ khóc. Văn Duy Thần cười cười, nói: "Bố vợ mẹ vợ yên tâm, con sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà hủy bỏ hôn ước. Con không phải là loại người bụng dạ hẹp hòi." Nghe vậy, trái tim đang treo của cả nhà họ Liên mới thả xuống, thì nhau nịnh nọt không hổ là đại thiếu gia của gia tộc lớn độ lượng hết mực duy thần con đúng là mối duyên lành của cảnh nhiên mà kim đồng ngọc nữ một đôi trời sinh văn duy thần ngoảnh mặt làm ngơ với mấy lời nịnh nọt sáo rỗng này anh ta cười nhạt nói với đám người bố vợ mẹ vợ các vị trưởng bối nếu như các vị đã để mắt tới con con cũng có một chuyện nhỏ cần các vị giúp đỡ chuyện gì thế văn duy thần mỉm cười chúng ta vào nhà nói Lúc này, sắc trời dần tối, bắt đầu mưa. Gần đây mưa liên miên, không ai biết bao giờ lại bất chợt mưa to. Ngay sau đó, tất cả mọi người chú dưới hiên, chỉ một mình liễu cảnh nhiên vẫn ở trong mưa tìm huyết lục tùng như cũ. Thế này, không ổn lắm nhỉ. Liên Thúy Na hơi lo lắng nhìn bóng người vẫn nhòi ra tìm kiếm, nói. Ánh mắt Văn Duy Thần lóe lên một tia hung ác. Nếu như cô ấy đã muốn tìm thì cứ để cô ấy tìm đi, mọi người đừng gọi cô ấy vào, nói xong, anh ta mặc kệ liếu cảnh nhiên dầm mưa ướt đẫm mà bước vào phòng khách. đám người nhà họ liên đưa mắt nhìn nhau, nhưng lại ngại lời của văn duy thần nên đã thật sự mặc kệ liếu cảnh nhiên. chỉ có liên thúy na nghi ngờ quay đầu lại, nhìn bóng người liếu cảnh nhiên một cái, trong lòng thầm nghĩ liều mạng cũng phải tìm về, lẽ nào hòn đá nát kia thật sự là bảo bối gì à? bất chợt liếu cảnh nhiên hô lên một tiếng tìm được rồi, trong tay cô cầm một hòn ngọc thạch màu máu vốn đục ngầu xấu xí, nhưng nước mưa đã gột sạch lớp bẩn bên ngoài, lộ ra dáng vẻ vốn có. Hoa văn màu máu vô cùng rõ ràng, tỏa sáng rực rỡ dưới cơn mưa đêm. Hai mắt liên thúy na lập tức căng ra nhìn, bà ta tin chắc đây là một hòn ngọc thạch thật. Bên kia, Phan Duy Thần nhấp một ngụm trà, trong lúc vô ý đã hỏi trong đám người mà nhà họ liễu hợp tác có ai là tai to mặt lớn không. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thi nhau lắc đầu phủ nhận chỉ có liễu nham nghiêm nghị nhìn văn duy thần ánh mắt âm u kẻ này quả nhiên tiếp cận cảnh nhiên có mục đích nhưng nhân vật lớn mà văn duy thần nói ông chỉ biết một mình huỳnh nhân tất cả đều là một mình thằng bé âm thầm giải quyết buồn cười là lời này bọn họ sẽ không bao giờ chịu tin vậy à trong mắt văn duy thần hiện lên vẻ thất vọng nhưng rất nhanh lại lộ vẻ tươi cười con chỉ hỏi linh tinh chút thôi trời không còn sớm nữa con phải về rồi cậu văn, để tôi tiến cậu. Liên truyền quốc lập tức lấy dù che mưa hộ tống văn duy thần ra ngoài. Lúc đi ngang qua đại viện, bọn họ phát hiện liễu cảnh nhiên đã thôi không đào tìm nữa. Hai tay máu me đầm đìa của cô ta đang cẩn thận cầm một viên ngọc thạch màu máu, trên mặt mang theo nụ cười. Văn duy thần lạnh nhạt nhìn rồi nặng nề hư một tiếng. Sau đó lên xe dưới sự hộ tống của liên truyền quốc. Cảnh nhiên, đưa hòn đá trong tay con cho mẹ xem một chút. Đúng lúc này, liên thúy na che dù đi tới trước mặt liễu cảnh nhiên lạnh mặt nói mẹ lại muốn làm gì liễu cảnh nhiên lập tức cảnh giác giấu lục tùng huyết ra sau lưng liên thúy na cười mỉa một cái nói mẹ chỉ muốn xin lỗi nhân tiện xem hòn đá kia mà thôi thật không liễu cảnh nhiên nửa tin nửa ngờ đưa viên đá cho liên thúy na liên thúy na ôm ngọc thạch về phòng khách sau đó gọi điện thoại alo trần đại sư tôi là thúy na đây liên thúy na gọi cho một chuyên gia giám định ngọc nổi danh là thế này bây giờ trong tay tôi có một viên đá ông có thể xem giúp tôi nó có giá trị bao nhiêu vạn không tôi chụp ảnh gửi tới đấy nói xong liên thúy na chụp hình rồi yên lặng chờ tin tốt chỉ lát sau điện thoại vang lên bên đầu dây truyền tới giọng nói đầy ngạc nhiên của chuyên gia giám định liên phu nhân đây là huyết lục tùng ngàn năm khó gặp đó giá trị của nó chắc chắn từ ngàn vạn trở lên bà giàu to rồi Liên Thúy Na nghe vậy thì hô hấp lập tức trở lên dồn dập. Chương 210, mẹ con thành thù. Sau khi cúp điện thoại, Liên Thúy Na vội vàng định cầm theo huyết lục tùng rời đi, nhưng lại bị Liễu Cảnh Nhiên đụng phải. "Mẹ, mẹ xem xong chưa, có phải đã trả cho con được rồi không?" Liên Thúy Na giật mình, vội vàng giấu huyết lục tùng vào trong túi như giấu bảo bối. "Chỉ là cục đá rách nát thôi, có cái gì mà quý dữ vậy?" Mẹ ra ngoài có chút việc, sẽ quay về ngay bà ta nói dứt lời thì muốn vòng qua liễu cảnh nhiên để đi ra ngoài liễu cảnh nhiên lại ngăn cản trước mặt liên thúy na một lần nữa cô ta cực kỳ cứng rắn nói không được trả lại viên đá cho con liên thúy na lập tức nổi giận bà ta giận giữ hét lên với liễu cảnh nhiên con không thấy phiền hả hôm nay nhận được nhiều lễ vật như vậy rồi tặng cho mẹ một viên đá thì đã sao cái này là của huỳnh nhân tặng cho con liễu cảnh nhiên lập tức hiểu được suy nghĩ của liên thúy na bà ta muốn chiếm lấy viên đá này làm của riêng mình. Nhất thời, cô ta trừng to mắt đầy vẻ khó tin, cô ta không thể tin được đây là mẹ mình. Cũng không biết tên phế vật đó lấy đâu ra may mắn như vậy. Vậy mà có thể nhặt được một viên đá vô giá. Liên Thúy Na cười lạnh một tiếng, hùng hồn nói. Cậu ta đã tặng cho con thì nó đã trở thành đồ của nhà họ liễu chúng ta. Con là con gái mẹ, đồ của con cũng là của mẹ. Mẹ bán lấy tiền liệu có gì không ổn à? rõ ràng là bà ta đã ăn trộm đồ của con gái mình nhưng bà ta làm giống như mình không hề sai liễu cảnh nhiên khiếp sợ nhìn liên thúy na mẹ sao bây giờ mẹ lại biến thành như thế này mẹ vẫn luôn như thế này liên thúy na không hề cảm thấy hành vi của mình có gì là sai giống như lợn chết không sợ nước sôi cảnh nhiên con nên cảm ơn mẹ là mẹ đã nói cho con biết trên đời này con có thể không có bất cứ thứ gì nhưng không thể không có tiền nếu không nhờ mẹ, con có thể gả vào gia đình giàu không? Con không cảm ơn mẹ cũng thôi đi, thế mà ngay cả một tảng đá rách nát cũng phải dành với mẹ, đúng là sinh ra một đứa con gái như con quá uổng phí. Liễu cảnh nhiên bị cái lý lẽ này làm cho xấu hổ vô cùng, cô ta cúi đầu cắn môi, cả người run lên. Cô ta nhớ lại quá khứ, không phải tất cả đều do cô ham tiền đó sao? Dưới sự xúi dục của Liên Thúy Na, cô ta đã làm rất nhiều điều ngu ngốc khiến người khác lạnh lòng, dẫn đến bóng dáng đó bước đi ngày càng xa trở mặt thành thù bây giờ hoàn toàn tỉnh ngộ thì đã quá muộn họ đã trở thành người dưng vừa nghĩ đến việc cô ta tự tay đẩy người đàn ông từng tốt với mình ra xa khiến trái tim liễu cảnh nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn mẹ con không cần quà của mấy vị khách khác con sẽ đưa hết cho mẹ con chỉ cần viên đá này mẹ trả lại cho con được không hai mắt liễu cảnh nhiên đỏ hoe vì ngấn lệ cô ta nắm lấy cánh tay Liên Thúy Na van xin. Cô ta hiểu rất rõ tính cách của Liên Thúy Na, không thể mạnh mẽ mà chỉ có thể dùng sự mềm mỏng. Liên Thúy Na nhìn Liễu Cảnh Nhiên lúc này đang ăn nói khép nép với vẻ mặt khó tin, bà ta không hiểu. Không phải trước đây con gái bà rất ghét Huỳnh Nhân à? Sao bây giờ lại giống một người khác vậy? Nhưng, trong mắt bà ta không có một tia thương hại, vẫn giữ chặt huyết lục tùng trong túi. Mẹ nói cho con biết, không thể nào, con từ bỏ suy nghĩ này đi. Những lễ vật kia cộng lại thì được bao nhiêu, một viên đá này hơn ngàn vạn. Mẹ nuôi con lâu như vậy, cũng đến lúc người phải hiếu kính với mẹ. Cho mẹ một viên ngọc thạch thì làm sao? Nhưng đây là món quà duy nhất anh ta tặng con. Liễu cảnh nhiên nghiến chặt răng, cả người run rẩy nói. Cho đến giờ phút này, Liên Thúy Nam mới hiểu tại sao lúc trước Liễu Cảnh Nhiên lại liều lĩnh lấy tay đào viên ngọc thạch này như thế, không phải vì nó quý giá, mà là do Huỳnh Nhân tặng cho cô. Cho dù là cỏ đuôi chó rẻ tiền, cô ta cũng sẽ xem là bảo vật. Bốp! Liên Thúy Na bất ngờ tát vào mặt Liễu Cảnh Nhiên một cái, bà ta dùng sức rất lớn, trực tiếp khiến khóe miệng cô ta bật máu. Bà ta nhìn Liễu Cảnh Nhiên với ánh mắt âm độc, giận dữ quát lên. Đồ đê tiện không biết xấu hổ, còn có biết hôm nay mình suýt chút nữa khiến cậu Văn không vui không? Liễu Cảnh Nhiên tóc tai bù xù ngã xuống đất, không nhúc nhích, những giọt máu rơi trên mặt đất. Liên Thúy Na giống như không nhìn thấy mà tiếp tục mắng. Nếu cậu Văn không cần con nữa, con có biết nhà họ Liễu và nhà họ Liên sẽ phải chịu tổn thất gì không? Sau này con lại dám làm ra loại chuyện hoang đường này nữa, không cần cậu Văn ra tay, mẹ sẽ tự tay đánh chết con. Liễu cảnh nhiên vẫn thất hồn lạc phách ngồi trên mặt đất, chỉ lấy tay lau vết máu trên khóe miệng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Liên Thúy Na. Hôn nhân đại sự của con, đối với mẹ mà nói chỉ là một công cụ để giúp gia tộc cường thịnh thôi sao giờ phút này trong mắt cô ta không còn một tia cầu xin nào nữa chỉ có sự bình tĩnh dưới sự bình tĩnh là một sự điên cuồng đang lặng lẽ ngưng tụ sắc mặt liên thúy na hơi thay đổi bà ta rời tầm mắt hỏi ngược lại nếu không mẹ nuôi con lớn làm gì vốn dĩ trông cậy vào phế vật kia có thể hầu hạ thiều gia nguyệt của nhà họ thiều thật tốt kết quả ngược lại nó lại dám chạy trốn ngay trong đêm hôn lễ con bên này tuyệt đối đừng để xảy ra sai lầm gì đấy liễu cảnh nhiên im lặng nở nụ cười cô ta cười cười ánh mắt bỗng nhiên trở nên điên cuồng trả lại viên đá cho con cô ta tức giận hét lên bổ nhào vào trên mình liên thúy na rồi vươn tay nắm lấy huyết lục tùng trong tay bà ta a à, con muốn làm gì liên thúy na hoảng sợ nhất thời vừa sợ vừa tức giận muốn đẩy liễu cảnh nhiên ra nhưng liễu cảnh nhiên tức giận giống như một con báo cái Túm lấy tóc của Liên Thúy Na hung hăng giật ra, làm Liên Thúy Na đau đến mức kinh hãi hét lên tiếp tục không ngừng lăn lộn trên đất. Huyết Lục Tùng lăn ra khỏi túi. Liễu Cảnh Nhiên nhặt Huyết Lục Tùng lên như báu vật, sau đó đứng dậy khỏi người Liên Thúy Na, thở hổn hển nhìn bà ta. Liên Thúy Na chật vật ngồi trên đất, vẻ mặt đầy phẫn nộ nhìn Liễu Cảnh Nhiên, tức giận đến mức không nói được lời nào. "Con, sao cô dám đánh tôi? Con xin lỗi mẹ." con chỉ lấy lại những gì thuộc về mình. Vẻ mặt của Liễu Cảnh Nhiên dịu đi một chút và tỏ vẻ hối lỗi. Tôi không có đứa con gái như cô. Liên Thúy Na hét lên, dùng ánh mắt oán độc nhìn Liễu Cảnh Nhiên. Cô cút ra khỏi nhà này cho tôi, đừng quay lại nữa. Có chuyện gì vậy? ồn ào lớn như vậy lập tức thu hút sự chú ý của những người ở tầng trên biệt thự, Liễu Nham, Liên Hồng Vân, còn có Liễu Đông Quân và những người khác lần lượt xuống lầu. Liên Thúy Na hung hăng chừng mắt nhìn Liễu Cảnh Nhiên, Liễu Cảnh Nhiên cắn môi đỏ mắt nói: Mẹ, đây là mẹ ép con. Liên Thúy Na còn đang trong cơn tức giận, thấy mọi người tới, vội vàng nói: Các người tới đúng lúc lắm, các người hãy nhìn thử xem, là con gái lại dám đánh mẹ, đây là do kiếp trước tôi đã tạo nghiệp gì mà lại sinh ra một con bạch nhãn lang như vậy. Bà ta nói xong lại ngồi dưới đất giả vờ khóc. Tôi sẽ ra ngoài để bình tĩnh lại. Đột nhiên. Liễu cảnh nhiên nói với một giọng bình tĩnh, không mang theo ô, cứ như vậy chạy vào trong mưa. Trong khi đó, trong một căn biệt thự, Văn Duy Thần đang ngồi trên ghế sofa, nói chuyện điện thoại với ba mình là Văn Nam Thành. Ba, con chưa điều tra ra người đứng sau nhà họ Liễu là ai? Anh ta trầm giọng nói. Văn Thành Nam thở dài, trong lời nói đầy ẩn ý. Bây giờ nhà họ Văn chúng ta cố gắng tiến vào thị trường Minh Châu, là khó càng thêm khó đám người Mã Bách Điền sẽ không để công ty nhà họ Văn của ta tiến vào Minh Châu. Bọn họ khinh người quá đáng, sắc mặt Văn Duy Thần âm trầm, nói. Tăng Cường tìm xem ông lớn đứng sau nhà họ Liễu là ai, như vậy nhà họ Văn mới có thể lớn mạnh. Vâng thưa ba, Văn Duy Thần đang định cúp máy, Văn Thành Nam đột nhiên nói. Ba nhớ, em trai con cũng đã tới Minh Châu. Cậu ta, nhắc tới người này, Văn Duy Thần thản nhiên cười nhẹ, văn thành nam có tổng cộng hai người con trai chỉ có điều một người là con ruột của ông ta người còn lại là do vợ của văn thành nam và một người đàn ông khác sinh ra văn duy thần chính là đứa con hoang đó nhưng anh ta biểu hiện xuất sắc đến mức văn thành nam không thể không trọng dụng anh ta về phần đứa con ruột của mình đã bị văn thành nam đánh gãy chân và đuổi ra khỏi nhà văn thành nam trầm giọng nói tìm cơ hội đưa văn nhân ngọc về đi cậu ta đã chịu đủ rồi đã hiểu rồi thưa ba. Sau khi cúp điện thoại, trong mắt Phan Duy Thần lóe lên sát ý, nhưng anh ta vẫn dặn dò thuộc hạ. Đi tìm tung tích của Văn Nhân Ngọc. Vâng, hiệu quả của thuộc hạ cực nhanh, rất nhanh sau đó đã có kết quả. Thiếu ra, bây giờ cậu Văn Nhân Ngọc đang ở trong một quán ba tên là Crow. Văn Duy Thần nheo mắt lại. Tôi nhớ, đó là quán ba của Hoác phải không? Vâng, thuộc hạ tiếp tục báo cáo. Ngoài ra, vị hôn thê của ngài, cô Liễu Cảnh Nhiên, cũng ở crowd. Nghe vậy, Văn Duy Thần lập tức đứng lên, rượu đỏ trong tay cũng cạch một rơi xuống đất vỡ tan. Audio điện tử võ tấn bền chương 211, Gen Mặt khác, Huỳnh Nhân cũng nhận được tin Liễu Cảnh Nhiên bỏ nhà ra đi. Lưu An, lát nữa đi tới quán ba crowd một chuyến, đừng để Cảnh Nhiên gặp chuyện không may. Anh trầm giọng nói ra. Vâng, lưu an đáp lại sau hai lần tiếp xúc này cô ta cũng cảm thấy liễu cảnh nhiên đã thay đổi rất nhiều quán ba crown nằm trên một mảnh đất ở khu vực gần như hẻo lánh của minh châu vì vị trí hẻo lánh lại thuộc mảnh đất không ai quản lý cho nên nó cũng là một thiên đường nơi mà những thứ bất hợp pháp phổ biến nếu liễu cảnh nhiên đi một mình thì rất có thể cô ta sẽ gặp nguy hiểm sau khi đưa huỳnh nhân đến tử viên lưu an liền chạy đến quán ba crown anh về rồi huỳnh nhân mở cửa nhưng bất ngờ phát hiện không thấy liễu phi tuyết chỉ có liễu thụy hoa đang chơi với tiểu như ba nhìn thấy huỳnh nhân đã trở lại tiểu như lập tức bỏ rơi liễu thụy hoa chạy về phía huỳnh nhân rồi ôm lấy anh huỳnh nhân bế tiểu như lên nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt của tiểu như cười hỏi mẹ đâu tiểu như dùng giọng sữa nói có vẻ tâm trạng của mẹ không tốt nên không chơi với tiểu như nữa nghe được lời nói của tiểu như Huỳnh Nhân lập tức sướng sờ một chút, sau đó quay đầu nhìn Liễu Thụy Hoa. Lâm Chiếu Vân lập tức trợn tròn mắt. Anh rể, không phải là anh lại chọc giận chị em đó chứ? Không. Huỳnh Nhân vội vàng lắc đầu, không biết tại sao. Vậy thì tại sao chị ấy vừa về đến nhà đã đi thẳng lên lầu và nhốt mình trong phòng, ngay cả cơm chiều cũng không ăn? Không có ăn cơm chiều. Huỳnh Nhân nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã 10 giờ. Liễu Thủy Hoa nháy mắt với anh. Không cần quan tâm ai đúng ai sai, nhanh lên xin lỗi chị em đi. Huỳnh Nhân sờ sờ mũi, vẻ mặt xấu hổ, không phải cô ấy vẫn còn suy nghĩ tới chuyện lúc sáng mình nhớ ai đó chứ. Anh tự tay nấu ăn, làm một tô mì đơn giản, bưng lên lầu rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Không ai trả lời. Lại gõ cửa nữa. Vẫn không có ai trả lời. Vì vậy, Huỳnh Nhân đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Liễu Phi Tuyết đang ngồi trước máy tính, ngón tay gõ bàn phím, cạch cạch. Muộn vậy rồi, em vẫn còn làm việc sao? Huỳnh nhân đặt tô mì sang một bên, cười nói. Nhưng mà, vẫn không được liễu phi tuyết đáp lại. Cô hơi quay mặt lại, mặt không chút cảm xúc mà liếc nhìn huỳnh nhân một cái, vẫn không có hứng thú trả lời, quay đầu lại làm việc. Nhất thời, khóe mắt huỳnh nhân co giật dữ dội, từ cách liễu phi tuyết nhìn anh vừa rồi, anh có cảm giác như cô đang nhìn một con rán, một con chuột, hay một con dẹp vậy. Huỳnh Nhân biết 100% là Liễu Phi Tuyết vẫn còn vướng bận chuyện ngày hôm nay. Sau khi về nhà lại đoán bừa, đoán mò, trong lòng ngày càng tức giận và phiền muộn. Sờ sờ cái mũi xám xịt, Huỳnh Nhân cúi đầu nói. Anh đi giặt quần áo. Vẫn không có phản ứng, ánh mắt của Liễu Phi Tuyết vẫn luôn tập trung vào máy tính, cứ coi như Huỳnh Nhân hoàn toàn không tồn tại. Huỳnh Nhân chỉ có thể đi ra ngoài một lần nữa, vừa vận đụng phải Liễu Thụy Hoa và Tiểu Như, đang nghe lén ở chỗ chân cầu thang hai người đang làm gì ở đây huỳnh nhân kinh ngạc nhìn một lớn một nhỏ hỏi liễu thụy hoa bế tiểu như lên cười mỉa một tiếng chỉ quan tâm tới hôn nhân của anh và chị một chút thôi đừng lộn xộn huỳnh nhân ngửa mặt quát liễu thụy hoa lè lưỡi nhỏ nhắn đáng yêu ôm tiểu như tiếp tục chơi đùa huỳnh nhân bước vào phòng tắm ném quần áo vào máy giặt ngồi trên nắp bồn cầu hút thuốc anh không nghiện thuốc lá, chỉ gặp chuyện khó giải quyết mới hút một ít. Làm sao để Liễu Phi Tuyết nguôi giận, đó là một vấn đề. Suy nghĩ một lúc lâu, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Huỳnh Nhân bất lực thở dài, lại đi lên lầu, dự định giữ nguyên nụ cười trên mặt để đi nói chuyện với Liễu Phi Tuyết. Tuy nhiên, thời điểm cửa được mở ra, Liễu Phi Tuyết vẫn đang ngồi trước máy tính nghiêm túc gõ bàn phím, thậm chí còn không thay đổi tư thế, chưa nói đến bát mì đã nguội từ lâu ngay lập tức sắc mặt của huỳnh nhân trở nên vô cùng cứng ngắc anh cảm nhận được một thứ bạo lực lạnh lẽo và tràn đầy ác ý anh về nhà đã một tiếng rưỡi rồi trong khoảng thời gian này liễu phi tuyết không nói một lời nào với anh đây là lần đầu tiên qua một lúc huỳnh nhân mới luống cuống nói với liễu phi tuyết đã 10 giờ rồi đến lúc nghỉ ngơi rồi mẹ con buồn ngủ tiểu như cũng dụi dụi đôi mắt nhập nhèm nhẹ giọng nói sau đó liễu phi tuyết đóng sổ ghi chép lại bế tiểu như vào giường vẫn mặc kệ huỳnh nhân quay lưng về phía anh mà ngủ huỳnh nhân cười khổ đành phải nằm ở trên giường anh đột nhiên phát hiện ra một vấn đề kiểu người phụ nữ như liễu phi tuyết rất ít khi tức giận nhưng một khi đã tức giận thì không thể dễ dàng dỗ dành được thời gian trôi qua từng giây từng phút tiểu như đã ngủ rồi huỳnh nhân vừa mới nhắm mắt lại lập tức nghe thấy bên tai truyền đến một giọng nói anh không định giải thích gì sao huỳnh nhân mở mắt ra chỉ thấy liễu phi tuyết đang ngủ quay lưng về phía anh đã quay người lại nghiêm túc nhìn anh trong bóng tối đôi mắt của cô vẫn sáng như thế nhất thời huỳnh nhân không biết nói như thế nào cô ấy là ai liễu phi tuyết chủ động hỏi mặc dù giọng nói đều đều nhưng càng giống như giả vờ không quan tâm hơn huỳnh nhân nhìn chăm chú một hồi lâu cũng không có trả lời có chút kinh ngạc lẫn vui mừng nói phi tuyết em ghen sao Nghe vậy, Liễu Phi Tuyết lập tức thẹn quá hóa giận. "Ai Gen, đừng nói nhảm nữa, nói cho em biết." Huỳnh Nhân nở nụ cười đến mang tai, nhưng Liễu Phi Tuyết thì khác, mỗi khi nghĩ đến việc Huỳnh Nhân muốn đưa người phụ nữ khác vào chương trình, cô lại cảm thấy tim mình như nghẹn lại, không thể thở được. Mới đầu cô còn có thể chịu đựng được, nhưng dần dần, cô không thể chịu đựng được nữa, trong đầu cô chỉ toàn những chuyện này. Đây là một cảm giác rất lạ là một suy nghĩ bướng bỉnh không muốn thua bất kỳ người phụ nữ nào khác sao tính là ghen được tuy rằng là có một chút nhưng đối với người xem trọng mặt mũi như liễu phi tuyết thì tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện như vậy được đúng tuyệt đối không thể anh không nói liễu phi tuyết lạnh lùng hỏi có chút không kiên nhẫn anh sợ nói ra em sẽ tức giận em không tức giận anh không tin ánh mắt liễu phi tuyết nhìn huỳnh nhân càng thêm tức giận người đàn ông này bình thường làm việc rất mạnh mẽ, dứt khoát, tại sao động đến chuyện này lại dài dòng thế này. Và đây chính xác là điều Huỳnh Nhân quan tâm ở Liễu Phi Tuyết, nhưng lúc này cô hoàn toàn không nhận ra. Không nói thì thôi, Liễu Phi Tuyết chờ mình, lại quay mặt đi lần nữa. Huỳnh Nhân thở dài, anh nói, nhưng em không được tức giận, cũng không được ly hôn với anh. Em biết rồi, anh nói đi. Trước khi Huỳnh Nhân dứt lời, Liễu Phi Tuyết đã ngắt lời anh có sự đảm bảo của Liễu Phi Tuyết, Huỳnh Nhân lúng túng nói. Là Phùng Cẩn Mai. Liễu Phi Tuyết gần như thở không nổi, cố nén lửa giận trong lòng. Cô ấy không phải là chị dâu của anh sao? Sau này mới trở thành chị dâu của anh, trước đó là mối tình đầu của anh. Sợ Liễu Phi Tuyết tức giận, Huỳnh Nhân giải thích. Đừng hiểu lầm, anh và cô ấy thật sự thuần khiết hơn cả tờ giấy trắng. Cô ấy và anh cả trong quân đội là người yêu của nhau, nhưng ba năm trước anh cả đã mất tích. Mỗi khi đề cập đến vấn đề này, giọng nói của Huỳnh Nhân đều trở nên trầm thấp. Ánh mắt của Liễu Phi Tuyết cũng trở nên kinh ngạc, xem ra, thật sự là mình đã hiểu lầm. Cô ấy luôn là đồng đội của anh, y thuật của anh cũng là do cô ấy dạy, vào đêm mà cô ấy biết tin anh cả của anh biến mất, cô ấy đã khóc ba ngày ba đêm, cuối cùng khóc đến khi ngất đi. Anh không tin rằng anh cả lại chết như thế này, nên vẫn luôn điều tra chuyện này. Cô ấy luôn ghen tị với em. Ghen tị với em, vẻ mặt của Liễu Phi Tuyết hơi thay đổi, cô hỏi. Tại sao cô ấy lại ghen tị với em? Cô ấy ghen tị với em khi được làm cô dâu, còn cô ấy là quá phụ. Huỳnh Nhân cảm thấy buồn bực. Câu nói này cũng khiến Liễu Phi Tuyết rơi vào im lặng, rốt cuộc thì cô cũng biết Huỳnh Nhân đang nghĩ cái gì, không chỉ là mối hận gia tộc mà còn là mối hận của quốc gia. Sau khi im lặng hồi lâu, cô đột nhiên nghiêng người liếc nhìn tiểu như đang ngủ say, cảnh tượng vừa rồi hiện lên trong đầu cô, cô nói với ánh mắt phức tạp. Nếu như em không mang thai và không sinh ra tiểu như, liệu chúng ta có đi đến ngày hôm nay không? Có. Thinh linh, huỳnh nhân không chút nghĩ ngợi mà nói ra. Liễu phi tuyết nhìn huỳnh nhân bằng đôi mắt chứa đầy cảm xúc, có ngạc nhiên cũng có cảm động. Chỉ thấy huỳnh nhân nghiêm nghị nói. Em đã cứu anh, không tiếc thương tổn bản thân mình, những gì anh nợ em đã không thể đong đếm được từ lâu rồi. Mặc kệ là có tiểu như hay không, đời này anh cũng chỉ cưới một mình em. Liễu Phi tuyết rơi một giọt nước mắt, cô không quay lưng lại, chỉ cười nói. Ngủ đi. Huỳnh Nhân vui vẻ gật đầu, khi thấy Liễu Phi Tuyết đã ngủ say, anh cũng nhắm mắt lại. Lúc này, điện thoại di động của anh nhẹ nhàng rung lên, là cuộc gọi từ Lưu An. Sao vậy? Huỳnh Nhân nghe điện thoại, trầm giọng hỏi. Có thể Liễu Cảnh Nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Chương 212, rượu này có độc. Nghe thấy thế, ánh mắt của Huỳnh Nhân đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cô đảm bảo an toàn cho cảnh nhiên, tôi sẽ đến ngay. Bên ngoài Crown là một quán bar, nhưng thực chất đã đặt chân vào rất nhiều vùng xám. Huỳnh Nhân không hề lo lắng cho sự an nguy của Lưu An, anh sợ với tính cách của cô ta, bất đồng ý kiến một cái thì sẽ lập tức giết người, gây ra rắc rối lớn. Huỳnh Nhân cúp máy, thay một bộ âu phục màu đen, đắp lại chăn bông cho vợ con rồi mới lặng lẽ rời đi. Cùng lúc đó, ở quán bar Crowd. nơi đây đúng là điểm nóng nhất trong ngành kinh doanh quán bar, những ánh đèn đủ màu sắc rực rỡ chiếu rọi khắp nơi. Trong sàn nhảy, trai gái lắc lựa uốn éo thân thể theo điệu nhạc heavy metal, sao, đinh tai nhức óc, không khí nồng nặc mùi rượu kém chất lượng. Sao, heavy metal là một thể loại nhạc rock phát triển vào cuối những năm 1960 và đầu 1970. Nơi này rồng rắn lẫn lộn, đủ loại người, có người làm việc vất vả cả tháng, nghiến răng đến thoải mái một trận có người đau khổ vì tình bỏ tiền ra mua say hơn cả thì đây vẫn là nơi mà đám con ông cháu cha trẻ tuổi nhiều tiền đến để săn gái đẹp một thanh niên cầm gậy ba tong khuôn mặt trắng bóc được mọi người đỡ run rẩy đứng trên ghế dài anh ta lấy từ trong ví ra ra rất nhiều những tờ tiền giá trị lớn màu hồng nhạt sau đó dùng sức ném mạnh những tờ tiền đó lên không chung giống như ném bột mg bên dưới lập tức xuất hiện mưa tiền tiền giấy đỏ chót bay tứ tung rơi lả tả những cô gái xung quanh giống như phát điên khuôn mặt đỏ bừng hét chói tai bọn họ thi nhau lao đến bất chấp tất cả nằm bò trên mặt đất để nhặt lấy những tờ tiền đỏ chót kia vốn dĩ còn là chị em thân thiết lại bỗng nhiên trở thành kẻ thù lớn nhất nhìn nhau với ánh mắt hung ác giống như sợ đối phương sẽ cướp mất tiền của mình thanh niên chống gậy ngồi trên ghế vẻ mặt tươi cười nhìn một đám được coi là tiểu thư khuê các bày ra những tư thế xấu xí hèn mọn nhất giống như chó nằm dạp trên mặt đất, điên cuồng giật tiền. Anh ta thoải mái cười to, cười đến điên cuồng mà cũng đầy vẻ châm biếm. Mấy cậu ấm ở bên cạnh cũng rối rít hùa theo. Cậu văn thật là rộng rãi, nhiều tiền như thế kia, chắc phải có đến 50 vạn ấy chứ. Đối với cậu văn mà nói thì 50 vạn có đáng là gì? Nhìn dáng vẻ của bọn họ thật giống như chó hoang chết đói ven đường. Nói rất có lý, đến quán ba chỉ để vui vẻ Uống rượu mãi cũng chán. Hôm nay cậu Văn đã khiến cho mấy người bọn tôi mở rộng tầm mắt rồi. Nghe thấy thế, cậu Văn cười nhạt. Bỏ ra 50 vạn để nhìn thấy những thứ này, rất đáng. Vì hành động của anh ta mà cả quán bar bỗng trở nên hỗn loạn, nhân viên bảo an không thể không đi ra để giữ gìn trật tự. Trong số đó lại có một cô gái xinh đẹp ngồi ở góc quầy bar. Cô ta mặc một chiếc áo cardigan cổ chữ V đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, cộng thêm khuôn mặt u sầu đã thu hút được sự chú ý của phần lớn những người đàn ông xung quanh chính là liễu cảnh nhiên tâm trạng của liễu cảnh nhiên không được tốt nên vẫn luôn uống rượu giải sầu cho dù mưa tiền bay đầy trời cũng không gợi cho được cô ta một chút hứng thú nào mà liễu cảnh nhiên cũng không hề hay biết là đám người cậu văn vẫn luôn chú ý đến cô ta ánh mắt lạnh nhạt cậu văn là cô nàng kia sao cậu văn liếc mắt nhìn liễu cảnh nhiên một cái lạnh lùng gật đầu chắc không sai được vậy lên thôi những cậu ấm khác đồng loạt cười to cậu văn đã ra tay còn có người phụ nữ nào không xử lý được sao nhưng cậu văn lại lắc đầu nói với vẻ thờ ơ tôi để mắt đến cô ta không phải vì cô ta đẹp tôi không bao giờ có thể quên được chiếc chân đau này anh ta vỗ nhẹ vào chiếc chân què của mình nở nụ cười lạnh lùng hiểu rồi để chúng tôi đi chăm sóc cô ta Mấy thanh niên khác nghe xong thì không cười nữa, cầm ly rượu đi về phía Liễu Cảnh Nhiên. Người đẹp, đi một mình sao? Bọn họ vây quanh Liễu Cảnh Nhiên, cười ha ha nói. Chỉ bằng tới đây chơi cùng bọn tôi đi. Cút, đừng có chọc tôi. Liễu Cảnh Nhiên nhìn mấy cậu ấm bên cạnh với vẻ mặt chán ghét. Bình thường cũng có không ít người đến gần cô ta, nhưng hôm nay tâm trạng cô ta không tốt, gần ai cũng cảm thấy khó chịu. Ồ, không ngờ lại là một đóa hoa hồng có gai mấy thanh niên không hề tức giận mà chỉ quay đầu lại nhìn cậu Văn, cười to cậu Văn. Xem ra đêm nay anh bị giày vò đến chết rồi. Cậu Văn đi đến trước mặt Liễu Cảnh Nhiên, khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười lạnh lùng. Tôi khuyên cô nên đến chơi cùng chúng tôi đi. Tôi nhìn chúng cô rồi. Tôi nhìn chúng mẹ anh. Liễu Cảnh Nhiên đột nhiên tức giận, hất ly rượu trong tay vào mặt cậu Văn. Nhất thời, mặt cậu Văn toàn là rượu, từng giò từng giò từ trên mặt chảy xuống. Cậu Văn: Con đàn bà thối tha, muốn chết à? Mấy thanh niên còn lại lập tức nổi giận, cả đám trợn mắt nhìn Liễu Cảnh Nhiên. Vẻ mặt cậu Văn thoáng hiện lên một tia hung ác, nhưng rất nhanh anh ta đã bình tĩnh trở lại, ra hiệu cho mọi người dừng lại. Sau đó, anh ta dùng tay lau rượu trên mặt, cười nói: "Người đẹp, tôi chỉ muốn uống với cô mấy ly thôi, có gì quá đáng đâu?" Lúc này Liễu Cảnh Nhiên cũng tỉnh táo lại, Cô ta biết bản thân hơi xúc động nhưng cũng không xin lỗi, chỉ hư lạnh một cái. Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, ai bảo anh tự chạm vào họng súng. Cậu Văn vẫn không hề tức giận, ngược lại càng thích thú nhìn Liễu Cảnh Nhiên một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt sáng rực nói. Liễu Cảnh Nhiên, lập tức sẽ được gả vào nhà họ Văn ở Giang Chiết đúng không? Anh là ai? Sao lại biết chuyện của tôi? Trong phút chốc, Liễu Cảnh Nhiên giống như gặp phải kẻ địch lớn, cảnh giác nhìn cậu Văn, sao tôi lại biết, đương nhiên là tôi biết rõ. Cậu Văn khẽ cười thành tiếng, suy ngẫm nhìn Liễu Cảnh Nhiên. Bởi vì, tôi cũng đi ra từ nhà họ Văn. Sao cơ? Liễu Cảnh Nhiên đứng phát dậy, nhìn anh ta với vẻ khó tin. Nếu xét về vai vế, tôi phải gọi cô một tiếng chị dâu. Văn Nhân Ngọc cười ha ha nhìn Liễu Cảnh Nhiên nói. Chị dâu! Liễu Cảnh Nhiên nghe thấy thế cũng ngạc nhiên nhìn Văn Nhân Ngọc, thốt lên. Anh là em trai của Duy Thần, Văn Nhân Ngọc khẽ cười, gật đầu, chỉ là nụ cười kia lại vô cùng lạnh lùng. Lúc này Liễu Cảnh Nhiên lại không để ý đến điều đó, vẻ mặt áy náy. "Xin lỗi, tôi không biết anh là em trai của Duy Thần. Tôi không cố ý đâu." Đương nhiên là cô không thể biết tôi là em trai của Văn Duy Thần rồi. Văn Nhân Ngọc lạnh lùng nhìn Liễu Cảnh Nhiên, nói với vẻ thờ ơ. "E là ông anh trai nhẫn tâm vô tình của tôi cũng chẳng còn nhớ tôi là ai." liễu cảnh nhiên có thể cảm nhận được sự oán hận sâu sắc trong câu nói của văn nhân ngọc nhưng vốn dĩ cô ta không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì nên cũng không tiện nói tiếp nhưng mà tôi không trách cô văn nhân ngọc cười tủm tỉm quan sát thân hình lả lướt hấp dẫn của liễu cảnh nhiên trong mắt hiện lên sự oán hận anh ta cầm một ly rượu đưa qua nể tình đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tôi nên tôi không tính toán với cô uống xong ly rượu này tôi sẽ đưa cô đi làm quen với bạn bè của tôi Liễu Cảnh Nhiên hơi do dự nhưng vẫn nhận lấy ly rượu, ngẩng cổ định uống cạn. Bỗng nhiên có một bàn tay đưa ra từ phía sau, hất đổ ly rượu. Tiếp theo đó, Liễu Cảnh Nhiên chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lưu An. "Rượu này có độc, không được uống. Chương 213, có thể cùng uống một ly không?" Khi nhìn rõ khuôn mặt của Lưu An, Liễu Cảnh Nhiên không thể tin nổi, lập tức mở to hai mắt. Lưu An lạnh nhạt gật đầu rồi không nói thêm gì nữa chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào văn nhân ngọc, người cầm đầu đám thanh niên. Rõ ràng là đối phương chỉ có một mình, nhưng đám người văn nhân ngọc lại có cảm giác sợ hãi giống như bị bao vây. Liễu cảnh nhiên cũng nhớ đến lời nói trước đó của Lưu An, tức giận nhìn chằm chằm vào văn nhân ngọc. Anh lại dám bỏ thuốc tôi. Văn nhân ngọc không thèm quan tâm mà chỉ nhìn Lưu An bằng ánh mắt u ám. Cô là ai? Anh không cần biết tôi là ai. Lưu An thản nhiên liếc anh ta một cái, lạnh lùng nói. Anh chỉ cần biết, tôi đến đây để bảo vệ cô ta là được rồi. Ánh mắt của Liễu Cảnh Nhiên lộ vẻ xúc động, càng thêm ngạc nhiên nhìn Lưu An. Lưu An không thể nào tự mình đến bảo vệ cô ta, chỉ có thể là do Huỳnh Nhân bảo Lưu An đến. Nét mặt của Văn Nhân Ngọc cũng càng thêm u ám, anh ta nhìn Lưu An rồi nói. Tôi hiểu rồi, là ông anh trai tốt của tôi mời cô đến làm vệ sĩ cho vợ chưa cưới của anh ta đúng không? một người đàn bà sao 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 mà lại khiến anh ta hao tổn nhiều tâm tư như vậy, thật sự là rất đáng ngạc nhiên. Anh, anh mới là đồ đàn bà sao 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 sao. Một câu nói, người đàn bà sao 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 đáng, khiến cho Liễu Cảnh Nhiên vô cùng tức giận. Lần đầu tiên của cô ta chính là dành cho Văn Duy Thần. Đần độn, Lưu An không muốn nhiều lời với Văn Nhân Ngọc, chỉ liếc mắt nhìn anh ta giống như nhìn một tên ngốc rồi lạnh lùng nói. Biết điều Đừng trêu chọc cô Lâm, nếu không thì tôi cũng không ngại đánh gãy một tay của mấy người đâu." Mạnh miệng thật. Văn Nhân Ngọc lại ngồi xuống ghế dài, không hề sợ hãi. Không những thế mà anh ta còn cười khẩy một cái. "Cô có biết đây là đâu không mà dám nói với tôi như thế?" "Cậu Văn, cô ta nói muốn đánh gãy một tay của chúng ta, tôi sợ quá đi." Đúng là không biết tự lượng sức mình. Mấy thanh niên khác cũng cười chế giễu, hoàn toàn không coi Lưu An ra gì. Văn Nhân Ngọc nhìn về phía Lưu An và Liễu Cảnh Nhiên, ánh mắt mang theo oán hận, giọng nói chợt trở nên lạnh lùng. Anh trai tôi đã cử cô đến để bảo vệ cho cô ta thì đêm nay hãy ở lại đi, cùng nhau hầu hạ tôi trên giường. Làm tốt thì tôi còn có thể suy nghĩ, tha cho cô một con đường sống. Lời nói của Văn Nhân Ngọc ngập tràn ác ý, Liễu Cảnh Nhiên cảm thấy hơi sợ hãi nhìn về phía anh ta. Nếu đến bây giờ mà cô ta còn không biết là đối phương vì mình mà đến thì cô ta chính là một con ngốc chỉ có điều cô ta không hiểu được nếu văn nhân ngọc là em trai của văn duy thần thì tại sao anh ta lại hận duy thần như thế vì sao lại ra tay với mình dường như văn nhân ngọc có thể hiểu được sự nghi ngờ trong lòng của liễu cảnh nhiên ánh mắt anh ta hiện lên vẻ oán hận sâu sắc chắc chắn là cô cảm thấy rất kỳ lạ vì sao tôi lại hận cô tôi với cô không thù không oán muốn trách thì trách chồng chưa cưới của cô đi anh ta chính là người đánh gãy chân tôi đấy ầm um. Cùng với những lời này, Văn Nhân Ngọc bất chợt ném cây gậy ba tong đi. Chiếc chân tàn phế của anh ta run rẩy bước về phía trước. Suốt cả quá trình, khuôn mặt của Văn Nhân Ngọc tái nhợt, mồ hôi lạnh chạy dòng ròng giống như đang phải chịu đựng nỗi đau rất lớn. Anh ta muốn dựa vào sức lực của chính mình, không dựa vào gậy cũng có thể bước đi bình thường. Nhưng mà anh ta đã thất bại. Chiếc chân tàn phế kia hoàn toàn không có sức lực, vừa mới bước một bước, anh ta đã ngã ra đất. Chết tiệt! Anh ta nhăn mặt, siết chặt nắm tay, đấm mạnh lên sàn nhà. "Cậu Văn." Nét mặt của mấy thanh niên khác đều thay đổi, vội vã chạy tới đỡ Văn Nhân Ngọc lên. Văn Nhân Ngọc thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào Liễu Cảnh Nhiên đang hoảng sợ không nói nên lời với ánh mắt thâm hiểm. "Bây giờ cô đã hiểu vì sao tôi lại ra tay với cô chưa? Một đứa con hoang, dựa vào đâu mà sống tốt như vậy? Mà tôi đây, một người thừa kế chính thống lại phải sống cuộc sống người không ra người." Ma không ra ma. Thật không công bằng. Càng nói, nét mặt văn nhân ngọc càng trở nên nhăn nhó. Anh ta gần như gào lên với liễu cảnh nhiên. ông anh trai tốt của tôi muốn kết hôn, mà cô dâu của anh ta lại là cô. tôi sẽ không để cho anh ta được như ý. cô dâu à, tôi cũng muốn chơi, ha ha ha. vậy nên anh mới bỏ thuốc vào ly rượu của tôi. liễu cảnh nhiên liên tục lùi về phía sau, nhìn văn nhân ngọc với vẻ khó tin thằng điên. đúng là đồ điên đồ điên không tệ chẳng mấy chốc cô cũng sẽ phát hiện ra ông anh trai tốt của tôi cũng là đồ điên văn nhân ngọc cười hung dữ kết hôn với anh ta cô sẽ không hạnh phúc đâu ngược lại cô sẽ hối hận cả đời liễu cảnh nhiên không hiểu văn nhân ngọc nói vậy là có ý gì giờ phút này sức lực của cô hoàn toàn đổ dồn vào văn nhân ngọc may là cô ta còn chưa kịp uống xong ly rượu kia ánh mắt của lưu an vẫn không có gì thay đổi Cô ta chỉ bình tĩnh liếc qua văn nhân ngọc rồi sau đó nói với cảnh nhiên. Chúng ta đi. Nói xong, Lưu An nhanh chóng đi trước về phía cửa quán ba. Liễu cảnh nhiên cẩn thận đi theo phía sau Lưu An, trong lòng vô cùng xúc động, bản thân mình mà cũng có một ngày được cô ta bảo vệ. Đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ánh mắt văn nhân ngọc lóe lên vẻ tàn ác, anh ta khẽ phất tay. Ngay lập tức, bảy tám người to khỏe từ ngoài cửa xông vào, chắn trước mặt Lưu An và Liễu cảnh nhiên. Lưu An dừng bước, nheo mắt nhìn đám người xung quanh, thái độ vẫn thở ơ như cũ. Xem ra, các người không muốn giữ cánh tay nữa rồi. Liễu cảnh nhiên đã chứng kiến sức mạnh của Lưu An từ lâu nên hoàn toàn không hề sợ hãi, sâu trong lòng cô ta còn có một chút chờ mong. Tự tin mù quáng, chết đến nơi rồi mà vẫn không biết. Văn nhân Ngọc lấy ra một điếu xì gà lớn, thanh niên bên cạnh lập tức lấy bật lửa ra châm lửa cho anh ta. Văn nhân Ngọc phun một ngụm khói dày đặc, lạnh lùng nói. Cút. Vẻ mặt Lưu An lạnh như băng, nắm trong tay một con dao găm sắc bén, khí thế toàn thân tăng lên rất nhiều. Chỉ một người mà mang lại cảm giác giống như thiên binh vạn mã. Vào thời khắc Lưu An định ra tay thì phía sau vang lên một giọng nói bình tĩnh, hờ hững của đàn ông. "Quý cô kia, trời tối có tuyết rơi, có thể uống một ly không?" Giọng nói không lớn, chỉ vừa đủ để tất cả mọi người có thể nghe thấy. Trong phút chốc, sát khí đang tăng vọt trên người lưu an đã giảm đi rất nhiều cô ta trở nên vô cùng ngoan ngoãn liễu cảnh nhiên cũng lập tức quay đầu lại một người đàn ông mặc âu phục màu đen xuất hiện bên góc quầy bar vừa uống rượu vừa bình tĩnh quan sát mọi chuyện đang diễn ra huỳnh nhân liễu cảnh nhiên vô cùng bất ngờ kêu lên tiếng nhạc heavy metal vẫn vang lên trong quán không có mấy người nghe thấy tiếng gọi của liễu cảnh nhiên vẻ mặt của đám thanh niên do văn nhân ngọc cầm đầu cũng không ngừng thay đổi nhìn vào huỳnh nhân đang ngồi uống rượu một mình trong góc thằng nhóc này là ai vậy đến đây từ lúc nào thế bọn họ đang ở quầy ba gần lối vào quán vậy mà lại không hề phát hiện ra một người cao to như thế đi vào từ bao giờ nhưng rất nhanh sự kinh ngạc trong mắt bọn họ đã tan biến một thanh niên cười khẩy nói với văn nhân ngọc cậu văn để tôi qua xem anh ta là ai nói xong anh ta chậm rãi đi về phía huỳnh nhân vừa đi vừa hét to anh là ai có biết là ai đã nhìn chúng cô gái kia không a à, nhưng ngay sau đó thanh niên kia không tiếp tục nói nữa mà thay vào đó chỉ có thể kêu lên một tiếng vô cùng thảm thiết huỳnh nhân không thèm liếc mắt lấy một cái bỗng nhiên anh chìa một tay giang rộng năm ngón vừa vặn bắt được một bên mặt của thanh niên kia sau đó đập mạnh xuống quầy ba bịch mặt của thanh niên tiếp xúc với quầy ba trực tiếp ngất xỉu huỳnh nhân lại giống như không hề liên quan Mỉm cười nhìn Liễu Cảnh Nhiên, yên lặng chờ câu trả lời. Cái miệng nhỏ nhắn của Liễu Cảnh Nhiên khẽ nhếch lên, sau khi lấy lại tinh thần, cô ta nở một nụ cười quyến rũ, nhẹ nhàng gật đầu. "Được, chương 214, tôi cũng gọi người tới." Dưới con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, Liễu Cảnh Nhiên tươi cười đi đến trước mặt Huỳnh Nhân. Cô ta nhận lấy ly rượu kia, uống một hơi cạn sạch. Uống xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Cảnh Nhiên đỏ ửng lên vì say rượu. Cô ta mỉm cười, nhìn Huỳnh Nhân đang đứng trước mặt mình. Nói thật là vừa rồi, khi nghe thấy giọng nói của Huỳnh Nhân, trong lòng cô ta kích động đến nỗi suýt nữa thì hét lên. Đây là lần đầu tiên cô ta hy vọng Huỳnh Nhân xuất hiện ở bên cạnh mình đến vậy. Còn có điều gì tệ hơn là một người đi ra ngoài uống rượu, bị tiếp cận quấy rồi, mà cái người vì trả thù mà gây rối kia lại là em chồng tương lai của mình. Tình hình lúc nãy, một khi Lưu An đã động tay thì dù có đánh thua hay đánh thắng Liễu Cảnh Nhiên cũng không thể ăn nói với nhà họ Văn. Hơn nữa, đã sắp tới ngày cưới rồi, không thể để xảy ra sai sót gì được. Vào đúng lúc này, Huỳnh Nhân lại gọi Liễu Cảnh Nhiên đến uống rượu, khéo léo hóa giải tình huống khó xử. Hơn nữa, cùng là mời Liễu Cảnh Nhiên uống rượu nhưng lời nói của Huỳnh Nhân lại sâu xa hơn Văn Nhân Ngọc rất nhiều. Trời tối có tuyết rơi, có thể uống một ly không? chỉ với một câu nói đầy ý vị này liễu cảnh nhiên cũng muốn qua uống một ly văn nhân ngọc và cả đám cậu ấm cũng hơi sững sờ ngây ngốc nhìn huỳnh nhân đang mỉm cười tao nhã như một thân sĩ Suốt cuộc thanh niên phong độ nho nhã học cao hiểu rộng này là ai nếu đem so sánh với anh bọn họ chính là một đám lưu manh nhìn một lúc văn nhân ngọc phục hồi lại tinh thần khuôn mặt anh ta giật giật vẻ mặt vô cùng u ám khó khăn lắm anh ta mới nắm bắt được cơ hội liễu cảnh nhiên đi một mình định chơi vợ chưa cưới của văn duy thần trước khi anh trai kết hôn trả thù văn duy thần không ngờ lại lòi ra một thanh niên phá hỏng mọi thứ anh ta chống gậy khập khiếng đi đến chỗ huỳnh nhân anh là ai nhưng vốn dĩ huỳnh nhân không thèm để ý đến anh ta mà chỉ nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của liễu cảnh nhiên thuận miệng hỏi không sao chứ liễu cảnh nhiên lắc đầu không dám nhìn thẳng vào mắt huỳnh nhân. Cảm ơn anh vì đã bảo vệ tôi. Nói xong, dường như nghĩ ra chuyện gì đó, Liễu Cảnh Nhiên vội vàng lấy từ trước ngực ra một viên đá màu đỏ như máu. Cô ta nắm chặt lấy nó, nói một cách nghiêm túc. Tôi đã tìm được viên đá anh tặng cho tôi rồi. Nghe thấy thế, nét mặt huỳnh nhân khẽ thay đổi, ánh mắt cũng trở nên kinh ngạc. Không ngờ cô ta thật sự tìm được, chắc là phải tìm rất lâu. Thấy huỳnh nhân cứ nhìn mình chằm chằm, mặt liễu cảnh nhiên đỏ ửng, không nhịn được mà quay đi chỗ khác. Anh nhìn cái gì thế? Xin lỗi, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên thôi. So với trước kia, cô thay đổi nhiều quá. Huỳnh nhân không nhìn nữa, bình tĩnh nói. Ánh mắt của anh trong veo, thuần khiết, không hề ẩn chứa tình cảm. Không hiểu tại sao trong lòng Liễu Cảnh Nhiên lại cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng cô ta vẫn nắm chắc viên đá màu máu, nói. Tôi rất thích món quà mà anh tặng, tôi sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. Huỳnh Nhân khẽ gật đầu, không nói thêm câu nào. Lúc này anh mới quay sang nhìn Văn Nhân Ngọc với ánh mắt bình thản. Thái độ coi thường vừa nãy đã khiến gương mặt anh ta cứng đờ, bây giờ trong mắt lại tràn ngập sự hận thù sâu sắc. Đồ đàn bà đê tiện sao 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 sao, tôi mời cô uống rượu cô không uống, người khác bảo cô uống cô lại uống ngay lập tức. Còn chưa kết hôn mà đã liếc mắt đưa tình với đàn ông, kết hôn rồi thì hỏng bét. Nghe Văn Nhân Ngọc nói vậy, Liễu Cảnh Nhiên tức giận. Anh bỏ thuốc vào rượu của tôi, tôi mà uống thì. Cô ta không nói hết câu, vừa hoảng sợ, vừa tức giận nhìn Văn Nhân Ngọc. Lúc này, một bóng người lướt qua Liễu Cảnh Nhiên, đứng chắn trước mặt bảo vệ cô ta rồi bình tĩnh nhìn Văn Nhân Ngọc và nói. Tự tát mình ba cái rồi cút khỏi đây, tôi sẽ không truy cứu việc này nữa. Chuyện xuyên nhanh, tất cả mọi người đều im lặng, bên tai chỉ có tiếng nhạc heavy metal mấy cậu ấm liếc mắt nhìn nhau, liên tục cười to, hoàn toàn không coi lời nói của người kia ra gì. Văn nhân Ngọc Ung Dung ngồi trên ghế dài, tiện tay với một cái đã có hai người phụ nữ xinh đẹp xà vào lòng anh ta. Lúc nãy tôi đã nói rồi, mấy người không biết đây là đâu. Nếu tôi nói ra mối quan hệ giữa tôi và ông chủ của quán ba này thì anh sẽ phải hối hận vì đã nói như thế với tôi đấy. Ồ, nghe xong, Huỳnh Nhân cũng không hề hoảng hốt, ngược lại còn nhếch miệng cười, hơi thích thú hỏi vậy anh nói thử xem đây là đâu anh có quan hệ gì với ông chủ của quán ba này văn nhân ngọc nói với vẻ mặt thách thức quán ba này là do nhà họ hoác mở ông chủ là hoác luân một trong những người con mà hoác ca coi trọng nhất mà quan hệ của tôi với hoác luân thì rất tốt anh có thể động đến tôi sao anh dám động đến tôi sao liễu cảnh nhiên nghe xong thì thay đổi nét mặt nói thầm vào bên tai huỳnh nhân huỳnh nhân hay là bỏ đi anh ta tên là văn nhân ngọc là em trai của duy thần làm lớn chuyện không hay đâu nhà họ văn nhà họ hoác huỳnh nhân nheo mắt một tia nguy hiểm xẹt qua vừa xong anh đã lập tức hiểu rõ danh tính của văn nhân ngọc đồng thời cũng hiểu vì sao anh ta lại ra tay với liễu cảnh nhiên bởi vì anh ta không dám động vào văn duy thần cho nên mới ra tay với cô ta tự nhiên tôi lại đổi ý rồi huỳnh nhân bỗng mở miệng chỉ vào cánh tay của văn nhân ngọc tôi không cần anh tự tát ba cái nữa tôi muốn anh phải đến bệnh viện. Anh muốn chết à? Phút chốc, vẻ mặt của văn nhân Ngọc tràn đầy tức giận, hung dữ nhìn chầm chầm vào huỳnh nhân. Nếu đã như thế thì đừng trách tôi khách sáo, tôi sẽ giải quyết anh trước, sau đó sẽ đưa hai người phụ nữ kia đi. Nói xong, văn nhân Ngọc quay sang nói gì đó với thanh niên ở bên cạnh. Thanh niên kia liên tục gật đầu, sau đó đứng dậy đi lên tầng 2. Không lâu sau, anh ta dẫn theo một đám người đi tới. Người đàn ông đi đầu mặc một chiếc áo sơ mi cổ tàu, dáng người cao to, cắt đầu đinh, chỉ là bước đi thôi cũng tỏa ra sát khí. Vài người đàn ông đi theo phía sau người kia, trong đó có một người mà Huỳnh Nhân cũng biết. Hoắc Thiên Quân, vậy mà anh ta lại ở đây. Triệu Thiên Quân cũng nhìn thấy Huỳnh Nhân, anh ta hơi gật mình nhưng cũng không nói gì. Hoắc Luân, nhìn thấy thanh niên đầu đinh, Văn Nhân Ngọc lập tức đứng lên chào hỏi ở địa bàn của tao mà ai lại dám động vào người của tao triệu xuân sinh lạnh lùng nhìn xung quanh thái độ khó chịu cả đám cậu ấm đều nhìn về phía huỳnh nhân và liễu cảnh nhiên với vẻ hả hê rồi chỉ vào bọn họ anh hoắc chính là bọn họ họ không biết tốt xấu dám nói muốn cho cậu văn vào bệnh viện láo xược triệu xuân sinh lạnh lùng nhìn huỳnh nhân khí thế toàn thân tăng vọt tên kia mày chui từ đâu ra vậy rõ ràng là hoác luân đã từng giết người chỉ có những ai đã từng giết người mới có vẻ tàn bạo như thế liễu cảnh nhiên lo lắng nhìn về phía huỳnh nhân đang định nói thì lại phát hiện ra huỳnh nhân vẫn cười một cách bình thản nhìn hoác thiên quân ở sau lưng hoác luân với ánh mắt châm chọc hoác thiên quân lập tức dùng mình một cái vội vàng kiếm cớ chạy trốn anh xuân sinh vậy em đi đón khách khác nhé nói xong thì định chuồn mất nhưng hoác luân đã nhìn ra vẻ sợ hãi trong mắt hoác thiên quân túm anh ta lại. Cậu biết cậu ta à? Hoác thiên quân căng thẳng, miễn cưỡng gật đầu. Anh ta chính là chú rể chạy trốn nhà họ liễu mà 5 năm trước, suýt nữa trở thành chồng của thiều gia nguyệt. Mọi người nghe xong thì giống như xét đánh ngang tai, ai nấy đều kinh ngạc nhìn về phía huỳnh nhân. Văn nhân Ngọc và Hoác Luân cũng nhìn huỳnh nhân với ánh mắt ngạc nhiên, sau đó cười lớn. Tao còn tưởng là ai, hóa ra là cái thứ bỏ đi nhà mày ai cho mày dũng khí đến chỗ của tao gây sự vậy hoác luân khinh thường nhìn huỳnh nhân rồi nói liễu cảnh nhiên cho rằng chuyện này là nỗi đau trong lòng huỳnh nhân nhưng huỳnh nhân không hề tức giận mà ngược lại anh chỉ nhìn văn nhân ngọc anh đã gọi người rồi có phải tôi cũng có thể gọi người không đương nhiên cứ tự nhiên đi văn nhân ngọc cười ha ha gật đầu ánh mắt càng trở nên xem thường và khinh miệt một tên bất tài vô dụng của gia tộc thì có thể gọi ai đến trong mắt Văn Nhân Ngọc, chỗ dựa vững chắc nhất của cả nhà họ Liễu hay thậm chí cả nhà họ Liên chính là nhà họ Văn của anh ta, ngoài bọn họ còn có ai dám giúp Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân không nói gì, chỉ im lặng lấy điện thoại ra, bấm số. Alo, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vô cùng mềm mại, quyến rũ, đầy vẻ khiêu khích. Sao lại có thời gian mà gọi điện thoại cho tôi thế này? Nhớ tôi à, chương 215, Hoa Hồng có gai chủ nhân của dãy số có chất giọng quyến rũ với vô vàn sự ám thị, nếu chỉ nghe qua giọng nói sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng Huỳnh Nhân và cô ấy mới chỉ gặp nhau hai lần. Còn là vào cùng một ngày. Tuy nhiên, trực giác lại mách bảo Huỳnh Nhân rằng cô ta không phải là một người phụ nữ bình thường. Tôi đang ở Crow, Huỳnh Nhân nói thẳng với người phụ nữ. Anh làm gì ở Crow thế? Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi. Huỳnh Nhân không trả lời câu hỏi này. Người phụ nữ hiểu ý, Giọng điệu của cô trở nên trầm hơn rất nhiều. Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay." Cô nói xong liền cúp máy. Huỳnh Nhân cũng để điện thoại xuống, vẫn bình tĩnh nhìn mọi người. "Được rồi, người của tôi sẽ sớm tới đây. Làm màu, tiếp tục làm màu đi." Văn Nhân Ngọc lạnh lùng nhìn Huỳnh Nhân, trong lòng không có lấy một chút tin tưởng. Một gia tộc bình thường còn không cần thứ rác rưởi như anh, anh có thể gọi ai đây? 5 năm, năm trước sự kiện chú rể bỏ trốn trong đám cưới của đại tiểu thư gia họ thiều cả thành phố minh châu đều xôn xao huyên náo thậm chí nó còn lan đến giang tô, giang chiết và thượng hải. thế là người trong vòng xã giao đều nghe nói về vụ việc này nhưng họ không biết là chú rể là ai. bây giờ sự thật được phơi bày văn nhân ngọc cũng không còn bận tâm cảm thấy huỳnh nhân chỉ là một người bình thường. bạn bè của người bình thường chỉ có thể là người bình thường mãi mãi không thể là những tên triệu phú ngàn vạn cho nên văn nhân ngọc vốn chẳng quan tâm huỳnh nhân có thể gọi ai đến soảng lúc này có âm thanh chói tai của ly rượu rơi xuống đất mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hoác thiên quân có chuyện gì vậy ánh mắt hoác luân có phần u tối quát lên xin xin lỗi tôi trượt tay hoác thiên quân vội vàng xin lỗi nhưng ánh mắt lại kinh hãi nhìn huỳnh nhân anh ta sẽ mãi mãi không bao giờ quên đêm hôm đó tuy rằng không biết nhà họ thiều bị diệt phong như thế nào nhưng anh ta tin chắc rằng nhất định phải có liên quan đến huỳnh nhân ngay cả nhà họ thiếu cũng không chê nổi người ta sao nhà họ hoắc bọn họ lại dám khiêu khích mày tên huỳnh nhân đúng không Hoác luân đưa mắt quan sát huỳnh nhân giọng nói đột nhiên lạnh lùng mọi người đang ngồi đây đều xuất thân từ danh gia vọng tộc không phải đồ bỏ như mày có thể sánh được quỳ xuống tao có thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra tha mạng một mạng huỳnh nhân làm như không nghe thấy rồi hỏi người pha rượu một ly tequila, vừa nhấm nháp vừa cười tủm tỉm. Anh lại không hỏi, người tôi mời đến là ai à? Một nhân vật nhỏ bé như mày mời được ai? Cũng như Văn Nhân Ngọc, trong mắt khoác Luân đầy vẻ khinh thường. Anh là người nhà họ Hoác, Huỳnh Nhân cũng không tức giận, chợt hỏi. Nếu đã biết tao là người nhà họ Hoác, sao mày còn gây sự ở địa bàn của tao? Thật là trùng hợp, người tôi gọi đến cũng là họ Hoác. Huỳnh Nhân khẽ lắc ly rượu. Nói không chừng mấy người còn biết nhau đấy. Ngay khi những lời này được thốt ra, Hoác Luân sững sờ một lúc, sau đó do dự một hồi, anh ta chưa từng nghĩ tới cái thứ rác rưởi này thật sự biết người của nhà họ Hoác. Nhưng rất nhanh sau đó, Hoác Luân lại phì cười, trong nụ cười còn mang chút hung ác. Nhóc con, mày đang giúp tao gọi người đến thì có. Văn Nhân Ngọc cũng nhìn Huỳnh Nhân với vẻ khinh miệt, Hoác Luân là một trong số người con trai được xem trọng nhất của Hoác ca anh ta nắm giữ vị trí cao trong nhà họ Hoắc, cho dù tên rác rưởi đó quen biết người nhà họ Hoắc cũng chưa chắc là quan hệ chính thống của họ Hoắc. Gặp được Hoắc Luân giống như chuột gặp mèo, một chút cũng không dám phản kháng. Anh ta có chút mong chờ Huỳnh Nhân bị người mà cậu ta gọi đến dạy cho một bài học. Liễu Cảnh Nhiên từ đầu đến giờ vẫn còn bình tĩnh vừa nghe Huỳnh Nhân mời được người nhà họ Triệu đến, liền bất ngờ hoảng hốt. Con trai được xem trọng nhất của Hoắc ta đang ở ngay đây mà, lát nữa đừng để bị mấy người gọi tới đánh đấy huỳnh nhân chúng ta đi thôi cô nghiến giang khuyên can thế nhưng huỳnh nhân và lưu an vẫn bình tĩnh như không huỳnh nhân thậm chí còn lắc đầu nói với văn nhân ngọc lúc đầu tôi vẫn có chút kỳ quái anh và văn duy thần đều là con trai của văn thành nam tại sao lại bị văn duy thần đánh gãy một chân đuổi ra khỏi nhà họ văn bây giờ xem ra anh với văn duy thần quả thực cách xa nhau láo tuét. Văn Nhân Ngọc lập tức trợn to mắt tức giận, hét vào mặt Huỳnh Nhân. Cậu ta không ngờ, đến giờ phút này rồi Huỳnh Nhân còn dám khơi gợi vết sẹo của mình. Anh ta lập tức quay sang Hoác Luân. Hoác Luân, đừng phí lời với nó nữa, đánh gãy chân nó đi, tôi sẽ cho nó nếm thử cảm giác gãy chân là như thế nào. Cũng được. Hoác Luân gật đầu, sau đó vung tay, bất thình thình có rất nhiều tên du côn vạm vỡ bổ vây xung quanh, giải tán hết khách trong quán. Giải tán. Quán ba bỗng trở nên vắng vẻ và tối tăm, chỉ còn lại Huỳnh Nhân, Liễu Cảnh Nhiên, Văn Nhân Ngọc, Hoác Luân và những người khác. Sau khi giải tán khách khứa, những tên du côn vạm vỡ đó đi về phía Huỳnh Nhân, Liễu Cảnh Nhiên và Lưu An với đôi mắt lạnh lẽo. Văn Nhân Ngọc và đám bạn thân của Hoác Luân đều nở nụ cười tàn ác, như thể họ đã nhìn thấy cảnh tượng Huỳnh Nhân bị đánh gãy chân đẫm máu rồi vứt ra ngoài. Tôi xem ai dám. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói trầm đục và trang nghiêm của một người phụ nữ đột nhiên vang lên từ cửa quán bar. tiếng quát này vô cùng cứng rắn, vô cùng uy nghiêm, trong tích tắc đã thu hút sự chú ý của mọi người. huỳnh nhân một hơi uống cạn ly tequila. người của tôi đến rồi. lúc này nụ cười trên mặt anh biến mất, cũng có nghĩa là mọi chuyện sắp kết thúc. cậu văn, xem ra thằng nhãi này gọi đến một người phụ nữ. mang nụ cười khinh miệt trên mặt, hoắc luân chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa anh ta quyết định rồi trước tiên trách mắng một trận sau đó bảo cô ta dạy cho huỳnh nhân một bài học nhưng mà khi nhìn rõ bóng người đứng ở cửa nụ cười trên mặt khoác luân dần cứng lại sau đó như chuột gặp mèo anh ta liên tục lùi về phía sau hai mắt trợn tròn là là cô tôi đây người phụ nữ đứng ở cửa mặc một chiếc váy xẻ tà dài màu đỏ cùng mái tóc gợn sóng gợi cảm buông thả và một đôi mắt hoa đào như biết nói khoác luân anh gan lắm còn dám đánh cả bạn của tôi. Bạn của cô, nghe thấy câu này, đồng tử của Hoác Luân đột nhiên co rút, chỉ vào huỳnh nhân, hoài nghi hỏi. Cô là do nó mời đến. Không phải anh ấy mời, thì là anh mời chắc, quan hệ của chúng ta hình như vẫn chưa tốt tốt đến mức này đúng không? Người phụ nữ ấy không hề nể mặt Hoác Luân một chút nào, thân phận con trai nhà họ Hoác mà ai nấy cũng đều sợ hãi, đối với cô dường như không đáng nhắc đến dù một chút. Là cô sau khi nhìn rõ mặt người phụ nữ, Liễu Cảnh Nhiên cũng sửng sốt một hồi, bất giác che miệng. Người huỳnh nhân gọi đến, không ai khác chính là Hoắc Hiền. Cô ta nhìn huynh nhân đầy vẻ khó tin, cô không thể tin được bọn họ mới quen biết chưa bao lâu, anh ta lại thật sự mời Hoắc Hiền. Anh Hoắc, cậu còn chần chờ gì nữa, mau đánh gãy chân nó. Văn nhân ngọc cùng một đám cậu ấm không quen biết Hoắc Hiền, nên cũng không biết thân phận của cô, chỉ khẩn trương thúc giục. Mấy người câm hết cho tôi." Hoắc Luân bất ngờ quay lại hét vào mặt họ. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh ta nghiến răng nghiến lợi, gặp người 90 độ với Hoắc Hiền. "Chào buổi tối, thưa cô." "Chào buổi tối, thưa cô." Hoắc Luân vừa cúi đầu, những tên thủ hạ phía sau cũng lần lượt buông người ra, đồng loạt cúi đầu, âm thanh như báo. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt đều vô cùng kinh ngạc, liếu cảnh nhiên trông rất kỳ quái. Văn Nhân Ngọc và đám cậu ấm, vẻ mặt của họ càng giống như nhìn thấy ma. Người huynh nhân mời đến là con gái nhà họ Hót thật à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 216, con ngoài giá thú. Liễu Cảnh Nhiên không hề biết thân phận của Hóc Hiền, trong bữa tiệc sinh nhật tại nhà họ Trịnh lần trước, ông Trịnh hay tin về cái chết của Trịnh Hạo nên đã ép nhà họ Liên và nhà họ Liễu giao ra kẻ giết người nhà họ liên thấy tai họa ập xuống đã không chút do dự giao ra huỳnh nhân. Không lâu sau, nhà họ liên rời khỏi nhà họ trịnh, cũng không thấy hình ảnh tỏa sáng của hoắc Hiền. Cô ta là con gái đầu của nhà họ hoắc lại là kẻ thù truyền kiếp của nhà họ hoắc rất thân với nhà họ Kỳ. Huỳnh Nhân còn biết Kỳ Hạ Huy vốn là người nhà họ hoắc là anh em với hoắc Hiền, sau này vì một số lý do mà rời bỏ họ hoắc lập ra nhà họ Kỳ. Trên người cô gái này vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn, Huỳnh Nhân biết nhà họ Hoắc và nhà họ Hào, nhưng vì không đoán được thân phận biến hóa khôn lường của anh nên không hề e sợ anh. Nhìn Hoắc Hiền khí thế hơn người như ma nữ vạn biến, Huỳnh Nhân khẽ nheo mắt, một ý nghĩ táo bạo đang dần nảy sinh trong đầu. Không ai biết lúc này Huỳnh Nhân đang nghĩ gì, mọi tâm tư của họ đều đổ dồn về phía Hoắc Hiền. Văn Nhân Ngọc cùng đám cậu ấm nhìn Hoắc Hiền như thấy ma, miễn cưỡng mà đối mặt với cô. Không phải nhà họ Hoắc toàn là đàn ông sao? từ lúc nào mà lòi ra một tiểu thư thế này. Nghe vậy, Hoác Hiền cười lạnh một tiếng, cô thậm chí còn không thèm trả lời câu hỏi này. Sắc mặt Hoác Luân lại trở nên ảm đạm, quay đầu nhìn Văn Nhân Ngọc nói. Đúng là nhà họ triệu bọn tôi đều là được dựa, nhưng đấy là chuyện bình thường. Kỳ thực, ba tôi cũng có một cô con gái quanh năm không ở nhà. Ông ấy rất yêu thương cô con gái rồi còn ban hành sắc lệnh, nhìn thấy con gái tôi như nhìn thấy tôi, đứa con gái này chính là em gái tôi em gái anh là ai? Hoác Hiền nhìn Hoác Luân cười mỉa mai. Anh bớt sát vàng lên mặt lại đi, một đứa con hoang của gã đàn ông bên ngoài bên ngoài cũng xứng làm anh tôi à. Cụm từ, đứa con hoang, khiến sắc mặt Hoác Luân tái nhợt, nhưng vì thân phận của mình, anh ta không phản bác được một lời. Nhưng sâu trong đôi mắt anh ta lại lóe lên sự lạnh lẽo sâu sắc. Những lời từ Hoác Luân cũng khiến đồng tử của văn nhân Ngọc co rụt, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Vốn dĩ chỗ dựa lớn nhất của anh ta chính là Hoác Luân, trăm tính ngàn tính cũng không ngờ tên Huỳnh Nhân lại mời cô trưởng nữ nhà họ Hoác lợi hại hơn Hoác Luân, điều này đã làm xáo trộn địa vị của Văn Nhân Ngọc. Anh ta hít sâu một hơi, ánh mắt khô khan ngừng trên người Hoác Hiền. Cô Triệu, tôi không quan tâm cô là ai, đừng chó mũi vào chuyện này, tôi đến từ nhà họ Văn ở Giang Tô và Chiết Giang, đã có quan hệ làm ăn với nhà họ Hoác các cô. Nếu tôi nói với ba tôi chuyện này, làm ảnh hưởng đến hòa khí giữa hai gia đình tội này liệu cô có gánh vác nổi anh dùng nhà họ Hoa uy hiếp tôi khoác hiền đầu tiên là nhìn văn nhân ngọc với vẻ khó hiểu sau đó như đã nghe được một lời nói nực cười nhất trên đời cười đến run cả người cười chết mất may mà anh nhớ ra nói đến đây tiếng cười của văn nhân ngọc im bặt thay vào đó là vẻ âm hiểm sâu xa vậy thì tôi phải cầu xin anh mau mau dừng việc hợp tác với nhà họ hoác sau đó dùng toàn lực đối phó với nhà họ hoác khi nhà họ hoác diệt vong, chính là ngày mà tôi đích thân đến tận của nhà họ văn các anh tạ ơn. Những lời này được thốt ra, văn nhân ngọc trợn tròn mắt, nhất thời không quay đầu lại được, ngẩn người nhìn hoác hiền. Người phụ nữ này, tại sao cô ta không chơi theo luật thường? Hoác Luân biết rõ hơn, sắc mặt anh ta trở nên cực kỳ u ám, như thể chỉ cần vắt nhẹ là sẽ chảy nước. Anh ta biết người muốn nhà họ hoác suy tàn nhất chính là người phụ nữ này, việc văn nhân ngọc lấy với nhà họ hoắc uy hiếp hoác hiền đúng là dọa nhầm người rồi huỳnh nhân khẽ nheo mắt lại tầm mắt đặt trên người hoác hiền ý nghĩ trong đầu càng lúc càng mãnh liệt bịch trong lúc mọi người đang sững sờ hoác hiền đã bước tới đi qua mọi người và đến chỗ văn nhân ngọc rồi tát anh ta một cái thật mạnh văn nhân ngọc lập tức há hốc mồm cô cô dám đánh tôi đánh anh thì đã sao tôi còn dám phế anh Tuy Hoắc Hiền thân là con gái nhưng rất hung bạo, sự giá lạnh trong ánh mắt còn hơn cả đàn ông bình thường. Khoảnh khắc tiếp theo, cô lạnh lùng nhìn toàn bộ thuộc hạ của nhà họ Hoắc, chỉ vào Văn Nhân Ngọc nói: "Dạy cho thằng què này một bài học, thấm thía, cho tôi, ai đánh mạnh nhất sẽ được vào thành viên cốt cán của nhà họ Hoắc." Ngay khi câu nói vừa dứt, không chỉ Văn Nhân Ngọc thay đổi sắc mặt, mà khuôn mặt của Hoắc Luân cũng co giật kịch liệt. "Em gái, em làm như vậy có phải quá đáng rồi không?" À phải, suýt chút nữa quên mất anh. Hoác Hiền bước đến trước mặt Hoác Luân và tắt anh ta một cái thật mạnh, nhưng Hoác Luân lại chẳng dám phàn nàn gì. Anh Huỳnh là bạn của tôi, anh còn dám động vào bạn bè của tôi, thì chính là không để tôi vào mắt. Âm thanh của Hoác Hiền vô cùng gay gắt. Tát anh một cái là còn nhẹ. Nếu anh không làm theo những gì tôi nói, tôi sẽ báo với lão già đó để ông ta tự xử lý anh. Hoác Luân im miệng, chỉ nghiến chặt răng, ánh mắt đầy oán hận nhìn Hoác Luân, giống như thể anh ta đang chịu một sự sỉ nhục lớn. Hoác Hiền cũng không để tâm đến chuyện này, nhẹ nhàng nói. Đừng chố mắt nữa, tôi biết anh bây giờ hận tôi muốn chết, tốt nhất một sao chém tôi chết, đúng không hả? Nhưng đừng quên rằng, ngoài lão già kia, tôi vẫn còn cách khác để giết hết các người. Huỳnh Nhân biết Hoác Hiền không hề nói dối hay bịp bợm, cô ấy cũng không dựa vào hoác ca mà vẫn có những cách khác để đối phó với đám người hoác luân. Bởi vì, ngoài nhà họ hoác, cô còn có một chỗ dựa vững chắc, nhà họ kỳ. Mặc dù là con gái đầu của nhà họ hoác, nhưng lại xuất thân từ cả hai gia đình hoác kỳ. Hoác luân u ám, thân là con gái ruột của ba mà lại có mập mờ với kỳ Hà huy của nhà họ diệp. Cô còn bằng lòng làm kẻ, gió chiều nào theo chiều đó, như thế hả? Hoác Hiền cũng không nổi giận, cô cầm lấy ly rượu, từ từ uống cạn. Anh không cần chọc tức tôi, dù anh có nổi giận cũng không thay đổi được sự thật rằng anh là đứa con hoang. Còn tôi, dù nổi giận cũng sẽ không chấp nhặt với anh. Chỉ với vài câu nói đã hóa giải sự công kích Hoắc Luân. Ngược lại, bản thân Hoắc Luân tràn đầy lửa giận, người phụ nữ này quả thực không thể coi thường. Vậy thì, mời. Hoắc Hiền nhìn Hoắc Luân, làm động tác mời. Sắc mặt Hoắc Luân thay đổi rõ rệt anh do dự một hồi, quay sang Văn Nhân Ngọc. Cậu Văn, xin lỗi. Ánh mắt Văn Nhân Ngọc bỗng trở nên kinh hãi. Anh muốn làm gì? Yên tâm, tôi sẽ đưa anh đi bệnh viện, chỉ là nỗi đau thân xác mà thôi. Hoác Luân nhìn Văn Nhân Ngọc động viên, sau đó xua tay. Cả đám thuộc hạ súng lại, lôi thằng nhãi lên rồi dã mạnh. Ngay sau đó, trong quán ba vang lên tiếng kêu thảm thiết như đau hết ruột gan, xen lẫn tiếng xe cấp cứu đến sau đó, tạo thành một khúc ca máu lửa. Văn Nhân Ngọc đã được đưa đến bệnh viện. Những người bị cử đi cùng nhau, còn có các cậu ấm khác, Hoác Luân cũng đi theo, chỉ còn lại một mình Hoác Thiên Quân. Bịch, anh ta quỳ xuống trước mặt Huỳnh Nhân, mồ hôi túa như mưa. Anh Huỳnh, không liên quan đến của tôi, tôi cầu xin anh, tha cho tôi. Tôi cũng không nói phải làm vậy với anh. Huỳnh Nhân nghĩ mà thấy buồn cười, cười như không cười nhìn Hoắc Thiên Quân. Còn không mau cút, Hoắc Hiền quát một tiếng. Hoắc Thiên Quân như được ân xá, lật đật rời khỏi chỗ này. Được rồi, không còn ai nữa. Hoắc Hiền quay người lại, khuôn mặt cô ấy bỗng trở nên quyến rũ, uyển chuyển đi tới trước mặt Huỳnh Nhân, trong lúc vội ý đã đặt một tay lên khuôn ngực nở nang và cường tráng của Huỳnh Nhân. Tiếp theo, chúng ta có thể bàn việc chính rồi. Chương 217, quá khứ nhà họ Hoắc phải công nhận là Người phụ nữ này quả thực rất đẹp Những cô gái đẹp bên cạnh Huỳnh Nhân cũng có nhiều Liễu Phi Tuyết lạnh lùng cao ngạo Phùng Cẩn Mai tính mịch như tuyết Thiều Gia Nguyệt cao quý quyền lực Lê Nguyệt Thiền dịu dàng quyến rũ Mỗi người một vẻ Nhưng mà Hoác Hiền này đã đủ lọt vào top 5 rồi Khác với những người kia Hoác Hiền không hề thua kém họ về hình thể Lại có sức hút táo bạo mà họ không có Kiểu phụ nữ này luôn thu hút được nhiều sự chú ý nhất từ đàn ông Nhìn người phải nhìn quần áo một người phụ nữ có xinh đẹp hay không, trước tiên quan sát loại quần áo được phối như thế nào. Phong cách ăn mặc lúc này của Hoắc Hiền, cũng như cách ăn nói thẳng thắn của cô ấy, đều đang kích thích ánh mắt của Huỳnh Nhân. Đàn ông đều yêu, phụ nữ đều ghét, chính là nói kiểu phụ nữ như Hoắc Hiền. Lúc bấy giờ, Huỳnh Nhân còn chưa mở miệng, liếu cảnh nhiên đã không mấy vui vẻ. Ai nói không còn ai, tôi không phải là người à lúc này Hoắc Hiền mới đưa ánh mắt về phía Liễu Cảnh Nhiên, cười đáp. Cô không tính, chỉ tính là một nửa. Cô nói cái gì? Liễu Cảnh Nhiên tức giận, hai mắt mở to, nhìn Hoắc Hiền chằm chằm. Cô ta không hiểu tính một nửa nghĩa là gì, nhưng cô ta biết rằng đó chắc chắn không phải là một từ đẹp đẽ gì cho cô. Cộng thêm việc khó chịu khi lần đầu tiên bị so sánh với ngón tay giữa, Liễu Cảnh Nhiên không thích cô ta từ tận đáy lòng. Sao nào, bị nói chúng tim đen, hết vui rồi hả hoác hiền cười khúc khích còn yêu kiều hơn hoa vậy cô nói thử xem cô thế nào mới được xem là một cô ở bên ngoài luôn gây rắc rối cho người khác còn không có khả năng một mình đảm đương đến cả xe cũng không lái cho tốt cô liễu cảnh nhiên chưa từng nghe những lời chế giễu như thế mặt đầy tức tối được rồi huỳnh nhân lại xua tay có chút đau đầu ngăn cản cuộc cãi vã vô nghĩa giữa hai người phụ nữ cô hoác rất cảm ơn cô đã đến giúp đỡ, đã muộn rồi, cô nên về nhà ngủ đi." Hoắc Hiền nghe xong nét mặt thay đổi, lúc này mới không cười đùa nữa, nghiêm túc nói: "Tôi tìm anh thật sự là có việc, cho dù tối nay anh không gọi cho tôi, mấy ngày sau tôi cũng sẽ tới gặp anh." "Có chuyện gì vậy?" Huỳnh Nhân khẽ nheo mắt hỏi. Hoắc Hiền liếc nhìn Liễu Cảnh Nhiên bên cạnh, ngập ngừng. Huỳnh Nhân lập tức quay qua Liễu Cảnh Nhiên. Cảnh Nhiên tôi sẽ bảo Lưu An đưa cô về. Trong lòng Liễu Cảnh Nhiên có chút thất vọng, có cái gì mà mình không được nghe à? Định phàn nàn lại chợt nhận ra mối quan hệ giữa mình với anh không còn tốt như xưa. Lúc này Liễu Cảnh Nhiên mới cắn chặt môi, thỏa hiệp. Cũng được, lại chịu không được mà nhắc nhở. Đừng quên, anh đã kết hôn rồi. Huỳnh Nhân không biết nên cười hay nên khóc. Chuyện này tôi hiểu hơn ai hết. Mặc dù đang gượng cười, nhưng hoắc hiền lại cảm thấy rằng muốn đi vào trái tim của người đàn ông này gần như là không thể nhưng cô ta cũng không nói gì dù sao ngày tháng còn dài sau khi lưu an đưa liễu cảnh nhiên đi hoắc hiền nghiêm mặt nói với huỳnh nhân có lẽ gầy đây lão già đó sẽ tấn công anh trai tôi hoắc ca với kỳ hạ huy huỳnh nhân hơi tập trung tinh thần hỏi hoắc hiền gật đầu mặc dù nhà hoắc kỳ đã ký hiệp ước hòa bình không được xảy ra xung đột quy mô lớn nhưng dù sao một núi không thể có hai con hổ, chưa kể con hổ là anh tôi xuất thân từ nhà họ hoác. Chuyện gì đã xảy ra? Huỳnh Nhân càng nhíu chặt hàng chân mày, lần trước thấy Kỳ Hà Huy và Hoác Hiền thân thiết như vậy, anh đã cảm thấy quan hệ này có chút không đúng. Hoác Hiền im lặng rất lâu, trong mắt chợt lóe lên một tia căm hận, cô nói. Thật ra, không giấu anh, anh Hà Huy vốn là người nhà họ Hoác, và cũng là một trong số những đứa con hoang của ông già đốn mặt đó. Tiếp đi hai mắt huỳnh nhân lóe sáng từ cuộc nói chuyện lần trước của hai người không khó đoán kỳ hạ huy xuất thân từ nhà họ triệu tuy anh hạ huy cũng là con ngoài giá thú nhưng anh ấy khác với những người khác dù hồi nhỏ tôi có ghét anh ấy thế nào đi chăng nữa anh ấy cũng rất tốt với tôi khi có chuyện anh ấy luôn đứng trước mặt tôi ngay cả khi anh ấy bị đánh đến mức sẹo chồng lên sẹo cũng chẳng có lời oán thán vẻ mặt hoác hiền bỗng vô cùng đau buồn vốn dĩ gia đình tôi có thể là một gia đình rất hạnh phúc nhưng tất cả đều là lỗi của ông già đó háo sắc khó bỏ mẹ tôi đã bỏ đi vì bà đau lòng quá độ khi tôi còn rất nhỏ một mình ông ta đã làm nhiều gia đình tan nát kể xong ánh mắt của góc hiền lập tức trở nên cực kỳ đáng sợ và trong giọng điệu của cô ấy có một tiêu oán hận sâu sắc huỳnh nhân im lặng ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng quả thật một người gian dối sẽ hủy hoại hai gia đình còn chưa kể Hoắc Ca đã gieo mầm mống khắp nơi. Mẹ của anh Hạ Huy vốn là tiểu thư khuê các, nhưng bà đã bị lão già đó mê hoặc. Để có được bà, ông ta đã thẳng tay giết chết ba của anh Hạ Huy. Hoắc Hiền tiếp tục, trong những năm tháng sau đó, mẹ của anh Hạ Huy đã phải sống trong bóng tối bị ông ta tra tấn. Mãi đến khi sinh anh ấy, bà trở nên uẩn ức rồi tự sát mà chết. Lúc đó, anh Hạ Huy mới 3 tuổi, anh ấy đã chứng kiến mẹ treo cổ tự tử trước mặt mình anh Hạ Huy luôn ghi nhớ mối hận thù này, vừa sống trong nhà họ hoác như đứng trên miếng băng mỏng, vừa tìm kiếm bí quyết võ công, không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Huỳnh Nhân nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt có chút lạnh lùng, hóa ra đây là nguồn gốc cho việc kỳ Hạ Huy giỏi võ. Anh Hạ Huy và tôi là cùng một loại người, cho nên rất thân thiết, từ lâu đã tính cách trả thù cho mẹ. Nhưng mà, vào thời điểm đó, nhà họ hoác mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Dựa vào có hai chúng tôi, căn bản không thể làm thế nào mà kỳ hạ huy có thể rời khỏi nhà họ hoắc và lập ra họ kỳ huỳnh nhân thắc mắc nhà họ kỳ hiện tại không yếu hơn nhà họ hoắc chút nào chỉ dựa vào một mình kỳ hạ huy hiển nhiên là không được anh hạ huy có thể rời khỏi nhà họ hoắc bắt đầu xây dựng nhà họ kỳ là nhờ có hai cơ duyên lớn ánh mắt hoắc hiền cực nghiêm túc nghiêm mặt nói một là gặp được người của chiến thần môn chiến thần môn ánh mắt huỳnh nhân toát lên vẻ kinh ngạc võ si một trong thất si của hà quốc Võ Đông Dương báo đáp ơn chi ngộ của anh, nên đã làm giảng dỡ một số môn võ học do Huỳnh Nhân sáng lập và lấy tên là Chiến Thần để mở rộng khắp đất nước. Hiện nay, có đông đảo tín đồ ở Trung Quốc, thậm chí các hiệp hội võ thuật cũng được thành lập ở nhiều nơi, trong đó có Minh Châu. Anh nhìn Hoác Hiền bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc hỏi. Kỳ Hạ Huy gia nhập Chiến Thần Môn rồi à? Đây là một câu hỏi rất quan trọng, nếu như Kỳ Hạ Huy gia nhập Chiến Thần Môn, thì chính là đệ tử của Huỳnh Nhân Anh, đương nhiên anh phải dốc sức bảo vệ. Thế nhưng, Hoác Hiền lắc đầu. Chưa, anh Hà Huy chỉ mà mới gặp một người, xưng là môn đồ của võ si, sẵn chỉ dạy vài chiêu và chỉ rõ đường đi cho anh Hà Huy thì liền rời đi. Thế à? Nghe vậy, Huỳnh Nhân khẽ cười một tiếng. Anh vẫn còn nhớ, lúc anh và Kỳ Hà Huy gặp nhau lần đầu tiên, anh ta đã tự gọi mình là võ si. Cơ duyên lớn thứ hai thì sao? Huỳnh Nhân lại hỏi. Hoác Hiền kể anh hạ huy nghe theo lời của tên đệ tử võ si đó thu thập bí kíp phó công khắp nơi chăm chỉ luyện tập thực lực của anh ấy đã tiến bộ nhảy vọt rồi đã trở thành một mãnh tướng của nhà họ hoắc vào thời điểm đó các thế lực ngầm ở minh châu ngoài nhà họ hoắc còn có nhà họ mạnh anh hạ huy trong ứng ngoại hợp cùng liên thủ với người đứng đầu nhà họ mạnh gây thiệt hại nặng nề cho nhà họ hoắc ngược lại giết chết người đứng đầu nhà họ mạnh và thôn tính nhà họ mạnh trên nền tảng của nhà họ mạnh anh Hạ Huy hưởng thụ thành công và lấy họ mẹ thành lập nhà họ Kỳ. Anh ấy cũng quay lưng với nhà họ Hoắc và đổi tên từ Hoắc Hạ Huy thành Kỳ Hạ Huy. Chương 218, phát tán video. Thì ra là thế. Sau khi nghe câu chuyện về Kỳ Hạ Huy, niềm ngưỡng mộ trong mắt Huỳnh Nhân càng thêm mạnh mẽ. Một số người sinh ra để làm những việc lớn lao, đừng thấy Hoắc Hiền miêu tả có phần đơn giản, chỉ khi tự mình trải qua những nguy hiểm trong đó thì mới hiểu rõ. Ở một góc độ nào đó, khi Hà Huy và Huỳnh Nhân rất giống nhau, đều là từng bước đi từ một người bình thường lên tới đỉnh cao quyền lực. Bất chợt, ánh mắt anh quay lại nhìn Hoắc Hiền, hỏi: Nguyên khí của nhà họ Hoắc bị tổn hại nặng nề, hẳn là cô đang bí mật giúp đỡ đúng không? Hoắc Hiền cười khúc khích: Đương nhiên, tôi và anh Hà Huy đều muốn ông già đó chết đi. Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ ra tay. Cho nên, Huỳnh Nhân bật cười nhìn Hoắc Hiền cô kể tôi nghe quá khứ nhà họ hoắc làm gì tôi hy vọng anh có thể giúp anh hạ huy nụ cười trên mặt hoắc hiền dần tắt trở nên vô cùng trịnh trọng mặc dù gần đây nhà họ kỳ đang vùng lên nhưng dù sao nhà họ hoắc cũng là một gia tộc có tiếng lâu đời tôi sợ một khi cục diện trở nên không kiểm soát được anh hạ huy sẽ bị tổn thất huỳnh nhân trầm tư một lúc rồi nhìn cô nghiêm túc nói cô nên biết là tôi chỉ là một người bình thường làm sao có khả năng kiểm soát chiến cuộc anh có hoắc hiền nhìn thẳng vào mặt huỳnh nhân trả lời anh không chỉ có mà còn dễ dàng quyết định sống chết của hai bên sao cô biết huỳnh nhân thong thả lắc ly rượu đôi mắt thâm thúy quan sát cô trực giác của phụ nữ hoắc hiền nghiêm túc trả lời trong nhà họ trịnh anh hoàn toàn có thể mặc kệ trịnh tiến thành thì cũng nhất định sẽ không e sợ nhà họ hoắc lúc trước anh hạ huy kể rằng anh ấy đã gặp tổ sư gia quyền pháp chắc là nói anh đấy huỳnh nhân cũng không gật đầu phủ nhận mà chỉ là thản nhiên liếc nhìn cô một cái đây cũng là trực giác của phụ nữ sao không hoác hiền lắc đầu nói đây là một suy đoán có căn cứ huỳnh nhân bật cười nếu muốn tôi giúp cũng không phải không được nhưng cô nên hiểu là tôi còn có gia đình nếu như để vợ tôi biết tôi nhúng tay sâu vào cuộc chiến giữa hai nhà các người hẳn là rất đau đầu hoác hiền chưa nghe ra ý của huỳnh nhân nghiêm mặt đáp anh Huynh, chỉ cần anh có thể giúp đỡ nhà họ kỳ, bất cứ điều kiện gì tôi cũng hứa với anh. Điều kiện gì, cũng được. Huỳnh Nhân cười một cách kỳ quặc, ánh mắt cố ý dừng trên cơ thể là lướt hấp dẫn của Hoác Hiền. Vốn tưởng rằng Hoác Hiền sẽ sợ, nhưng không ngờ Hoác Hiền lại chẳng mảy may sợ hãi, cười đến run người. Anh Huynh, anh dùng trò này với mấy cô gái nhỏ chưa trải đời còn được, chứ thực sự tôi không làm được. Nói rồi, Hoác Hiền phong thái yêu nhã đứng lên, đột nhiên rũi một ngón tay mảnh khảnh, lướt trên cầm Huỳnh Nhân, cười khúc khích. Nếu anh Huỳnh có ý với cô gái nhỏ, chi bằng, cô gái nhỏ chủ động vậy. Huỳnh Nhân như chạm chán đại địch, toàn thân nổi ra gà, anh nhanh chóng đứng dậy, gà tay hoác hiền ra, vẻ mặt kinh ngạc. Cô làm gì vậy? Gần đây có một khách sạn, anh nói xem làm gì hả? Hoác Hiền chớp chớp mắt, tiến thêm một bước, nói. Chỉ là không biết anh Huỳnh thích cái gì, tôi đều có hết đôi mắt huỳnh nhân co giật dữ dội đây là lần đầu tiên anh chịu thiệt trước một người phụ nữ ngay cả khi đối mặt với thiều gia nguyệt anh cũng không hề chịu thiệt ho khan vài tiếng sắc mặt anh trở lại bình thường tôi không nói sẽ không giúp kỳ hạ huy hơn nữa tôi lo ngại không có cớ công kích nhà họ triệu cô là một đột phá rất tuyệt vậy thì hợp tác vui vẻ sau đó hoác hiền lúc này mới hài lòng đứng dậy nở một nụ cười đưa tay về phía huỳnh nhân về đến nhà đã là 3-4 giờ sáng, Huỳnh Nhân lướt mắt nhìn Liễu Phi Tuyết và Tiểu Như vẫn còn đang ngủ, liền thở phào, thận trọng chui vào trong chăn. Sáng sớm hôm sau, trong hộp thư nhà nhận được một thiệp mời đám cưới được làm rất tinh xảo. Ai cưới thế? Liễu Phi Tuyết đang chuẩn bị bữa sáng và hỏi một cách thản nhiên. Liễu Cảnh Nhiên và Văn Duy Thần nhà họ Văn, Huỳnh Nhân xem thời gian, hôn lễ là ở khách sạn Imperial vào thứ ba tuần sau. Vậy sao? liễu phi tuyết cười nhẹ rồi không hỏi thêm câu nào nữa cô không thích ai trong số họ cả phi tuyết em đi đám cưới với anh được không huỳnh nhân đến bên cạnh liễu phi tuyết nhẹ giọng hỏi liễu phi tuyết theo bản năng muốn từ chối nhưng nhìn vẻ mặt của huỳnh nhân cô lại không thể nói lời từ chối chỉ đành đồng ý được cảm ơn em huỳnh nhân cảm ơn từ đáy lòng sau bữa sáng huỳnh nhân và liễu phi tuyết cùng nhau đưa tiểu như đến nhà trẻ sau đó đi tòa nhà quốc tế. Sau khi đi vào tòa nhà quốc tế, Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết tách ra, một trước một sau giữ khoảng cách 10 mét, cuối cùng tách ra ở tầng 88. Sau khi trở lại tầng cao nhất, Thiên Việt Bân và La Bố đã đợi rất lâu. Anh Huỳnh, theo chỉ thị của anh, tất cả công ty dưới tên nhà họ Văn đều đã bị đuổi khỏi Minh Châu và ban hành lệnh cấm. Nếu không có gì thay đổi, nhà họ Văn sẽ vĩnh viễn không mở được thị trường Minh Châu được nữa bước tiếp theo là thị trường giang tô la bố báo cáo ngọn ngành chỉ cần anh huỳnh nói một lời tôi sẽ cho thương hội hồng ưng ở giang thành trấn áp nhà họ văn khiến anh ta không ngóc đầu lên được về phần báo cáo của la bố và thiên việt bân huỳnh nhân chưa nói câu nào đôi mắt nhấp nháy rồi nói một câu không liên quan đến chủ đề nhà họ văn sắp kết hôn rồi hả la bố và thiên việt bân sững sờ một lúc sau đó gật đầu đúng vậy văn duy thần nhà họ văn sẽ kết hôn với liễu cảnh nhiên nhà họ liễu huỳnh nhân nhàn nhạt thở dài yếu ớt xua tay nói việc trấn áp nhà họ văn tạm ngừng vào lúc này ít nhất cho đến khi đám cưới của họ kết thúc thiên việt bân lúng túng và định lên tiếng hỏi lại bị ánh mắt của la bố ngăn lại anh mỉm cười nhận lệnh anh huỳnh tôi sẽ làm ngay anh còn căn dặn nào nữa không ngoài ra thị trường minh châu đã bật đèn xanh cho nhà họ văn nối lại hợp tác với họ là bố và thiên Việt bân nhìn nhau, bất kể có bao nhiêu thắc mắc cũng không hỏi, chỉ trả lời rồi bắt tay vào làm. Trong văn phòng rộng rãi chỉ còn lại một mình huỳnh nhân. Anh nheo mắt, lầm bẩm một mình. Nhà họ văn, tôi hy vọng các người đối xử tốt với cô ấy một chút, như thế tôi còn giúp các người phát triển, nếu không, trên đời sẽ không còn nhà họ văn. Văn Duy Thần đến mơ cũng không ngờ rằng Huỳnh Nhân có thể nhấn chìm gia tộc nhà họ Văn vào vũng lầy chỉ trong một suy nghĩ, cũng có thể nâng họ lên tận thiên đường chỉ trong một suy nghĩ. Đám cưới tuần sau là trận chiến sinh tử của nhà họ Văn, thành ra thế nào thì phải xem bản thân bọn họ. Cốc cốc cốc, đúng lúc này, cửa phòng làm việc lại bị gõ vang. Huỳnh Nhân, anh có ở đó không? Nghe thấy giọng nói, vẻ mặt của Huỳnh Nhân lập tức giãn ra, cảm thấy có chút ngạc nhiên khi Liễu Phi Tuyết lại chủ động tìm đến cửa. Phi Tuyết, có chuyện gì thế? Huỳnh Nhân mở cửa cho cô, Liễu Phi Tuyết mặc đồng phục đứng ở cửa. "Không có gì, chỉ là vừa rồi có cuộc họp cấp cao. Một số kế hoạch chuẩn bị liên quan đến thiên sứ sẽ thảo luận với anh." Liễu Phi Tuyết mỉm cười. Vẻ mặt Huỳnh Nhân kinh ngạc một hồi, sau đó hiện ra nụ cười. Nguyên mẫu của Thiên Thần chính là con gái của họ, Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết, cả hai đều hy vọng rằng sản phẩm mỹ phẩm mới này sẽ trở thành một hit lớn. Vì vậy, về vấn đề này, Liễu Phi Tuyết đều sẽ bàn bạc với Huỳnh Nhân. Cô ấy giải thích cho Huỳnh Nhân từng ưu điểm và nhược điểm của từng kế hoạch, Huỳnh Nhân cũng nghiêm túc lắng nghe. Tram khoanh vẫn quanh một đốm, các kế hoạch này không tách rời điểm trung tâm, phụ nữ và trẻ em là những người kiếm tiền giỏi nhất. Trông có vẻ là hai vấn đề, thực ra có thể gộp lại thành một vấn đề. Hôn nhân là một cuộc lội ngược dòng, trước khi kết hôn phụ nữ tiêu tiền cho mỹ phẩm, sau khi kết hôn phụ nữ tiêu tiền cho con cái, Đạo diễn Thái liên quả thực rất có tài, ngay khi sản phẩm mới được đưa ra thị trường đã lập tức nhận được phản hồi tốt, đặc biệt là sự gia nhập của Huỳnh Thăng Phát, như hổ mọc thêm cánh. Cuối cùng, Huỳnh Nhân chọn một phương án. Bản kế hoạch này do ai viết? Liễu Phi Tuyết nhìn tên và đọc lên. Nguyệt Thiền, cứ làm theo kế hoạch của cô ta. Liễu Phi Tuyết cân nhắc hồi lâu, quyết định của Huỳnh Nhân không có xen lẫn tình cảm cá nhân, hoàn toàn là bản kế hoạch hoàn hảo nhất, thế là cô gật đầu những công việc tiếp theo để Phương Nhã hoàn quyền phụ trách, đúng lúc cô ấy là chủ nhiệm bộ phận quan hệ công chúng, là thế mạnh của cô ấy. Quyết sách này có thể nói là sự lang xê cho Nguyệt Thiền, hoàn toàn trở thành tâm phúc của Liễu Phi Tuyết. Tương tự, cũng sẽ dẫn đến nhiều tranh chấp bè phái hơn. Liễu Phi Tuyết đang chuẩn bị tắt máy tính thì một cửa sổ có bắp tin tức bắt mắt hiện lên. Trên màn hình trắng với các dòng chữ đen, có một dòng chữ cỡ lớn vây sốc được viết trên đó một bộ mặt không muốn người biết của chủ tịch tập đoàn lệ tinh. Sắc mặt liễu phi tuyết hơi thay đổi, cô run dẩy mở trang. Ở đầu trang là một video clip, bên dưới là viết chi chít hơn 1.000 từ, tất cả đều chỉ trích liễu phi tuyết thiếu thận trọng trong cuộc sống riêng tư của cô, rồi tóm tắt bằng một bài thơ thất ngôn. Gà mẹ 18 điểm phấn son Đêm đêm động phòng đổi tân lang Một đôi tay ngọc ngàn người gối một bờ môi son vạn kẻ hôn, chương 219, tôi là chồng cô ấy, chuyện này. Đọc mấy lời công trích cô trên trang web, cả người liễu phi tuyết khẽ run lên, móng tay cắm sâu vào da thịt lòng bàn tay. Ánh mắt huỳnh nhân cũng trùng xuống. Hay cho câu một đôi tay ngọc ngàn người gối, một bờ môi son vạn kẻ hôn. Huỳnh nhân, em không. Liễu phi tuyết chợt quay sang huỳnh nhân, cắn chặt răng, sắc mặt tái nhợt, Huỳnh Nhân vội vàng nhẹ nhàng ôm lấy Liễu Phi Tuyết, Trần An. Đương nhiên anh biết em không có rồi, mở video này xem trước đã. Cảm xúc trong Liễu Phi Tuyết dịu đi một chút, cô mở video. Xem đoạn video này, biểu cảm của Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết và đều có chút thay đổi, và sau đó ánh mắt của họ xoáy sâu vào trong. Đoạn video này là video mà đồng ý hành từng đe dọa cô ấy trước đây. Là nhà họ đồng bắt đầu rồi. Huỳnh Nhân nhìn trang web này rồi tự lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó lại nhẹ nhàng an ủi. Phi Tuyết, em đừng lo, dông tố sẽ sớm qua thôi. Liễu Phi Tuyết cắn chặt môi, im lặng không nói. Chuyện cô lo lắng nhất đã xảy ra, giờ bị nhà họ đồng đẩy lên ngọn ngọn gió, ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn lệ tinh. Reng reng reng. Đúng lúc này, điện thoại di động của Liễu Phi Tuyết vang lên, âm thanh hoảng hốt của Giang Hy Văn truyền đến. Giám đốc Liễu, Xảy ra chuyện lớn rồi, cô mau xem tin tức đi. Tôi đã biết rồi, Liễu Phi Tuyết bình tĩnh đáp lại. Giang Hy Văn luôn theo sát cô ấy ra vào mọi trường hợp, mưa dầm thấm lâu, cũng đã hình thành thói quen không sợ hãi mà bình tĩnh khi đối mặt với nguy hiểm, điều này có thể khiến Giang Hy Văn cảm thấy bất lực, chứng tỏ thực sự đã có chuyện rồi. Loại tin tức vô căn cứ này sẽ không tồn tại được lâu, trong thời gian ngắn công ty chúng ta chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng. Đợi dông báo qua đi là được liễu phi tuyết nói không phải thế giám đốc liễu sau khi bản tin được tung ra rất nhiều công ty hợp tác với chúng ta đã đơn phương tuyên bố chấm dứt hợp đồng với mình rồi giang hy văn sốt ruột hiện giờ đang trong phòng họp ép chúng ta ký chấm dứt hợp đồng cô liễu cô mau qua đây đi sau khi nghe giang hy văn thông báo liễu phi tuyết cũng nhận ra độ nghiêm trọng của sự việc lập tức nói tôi sẽ tới ngay nói xong cô đi về phía cửa nhưng lại bị một bàn tay giữ lấy. Liễu Phi Tuyết quay đầu, kinh ngạc nhìn Huỳnh Nhân. Thấy anh đang nghiêm túc nhìn Liễu Phi Tuyết, nói. Anh đi cùng. Cảm ơn anh. Nhìn vào đôi mắt của Huỳnh Nhân, Liễu Phi Tuyết cảm ơn chân thật. Nói xong liền đi trước, lao thẳng về tập đoàn lệ tinh. Huỳnh Nhân không vội theo ngay mà đọc lại tin tức, nhìn chăm chăm vào chữ ký ở góc bản tin, Media Chiều Hoa, nhanh chóng rút điện thoại di động ra gọi, giúp tôi kiểm tra một công ty tên Media Triều Hoa, ngoài ra, thay tôi chỉ đạo. Sau khi ra lệnh, Huỳnh Nhân cúp máy, bước nhanh đến phòng họp của tập đoàn Lệ Tinh. Lúc này, phòng họp đã chật cứng người, Nguyệt Thiền, giám đốc bộ phận quan hệ công chúng dẫn theo nhân viên bộ phận đang mặt đỏ tía tai tranh cãi với một nhóm người. Ôn ào gì vậy? Liễu Phi Tuyết bước vào với khuôn mặt lạnh lùng, hét lớn. Phải nói là Liễu Phi Tuyết vẫn rất uy quyền, hét một tiếng, Toàn bộ phòng họp trở nên yên tĩnh. Lê Nguyệt Thiên tức giận nói: "Họ không quan tâm các điều khoản trong hợp đồng, nhất quyết lấy lý do tin tức quan hệ bất chính của giám đốc Liễu sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của tập đoàn Lệ Tinh mà cắt đứt hợp tác với chúng ta." Đúng là sóng chưa chưa yên lại có gió đến, Liễu Phi Tuyết lập tức nhướng mày, nhìn về phía đại diện của những công ty đó, nói: "Sự hợp tác giữa tập đoàn Lệ Tinh chúng tôi với công ty các vị luôn dựa trên sự thành thật chưa từng làm bất cứ điều gì có hại cho các người. Nếu các người không tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng, tự ý rút lui, tôi có thể kiện các người. Đại diện của rất nhiều công ty hợp tác đều hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại cười khinh thường. Cô Liễu, bản thân cô cũng sắp khó giữ rồi, mà vẫn còn thời gian đấu với chúng tôi sao? Sắc mặt Liễu phi tuyết trầm xuống. Ý ông là... Ý tôi à, hừ hừ. Ông chủ của một công ty cười diễu vài tiếng, lấy điện thoại di động chỉ vào bản tin nói với Liễu Phi Tuyết. Tôi thật sự không ngờ giám đốc Liễu bề ngoài lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, không gần người lạ. Nhưng đằng sau lại là một sao 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 phụ không hơn không kém. Ngày hôm nay chúng ta cũng mở mang tầm mắt rồi. Ông chủ của một công ty khác cũng hùa theo. Đúng đấy, bình thường thương thảo hợp đồng, kêu cô uống vài ly rượu lại không uống, giả làm thành nữ, bây giờ thì hay rồi, đuôi hồ ly lộ ra rồi chứ. Cô Liễu muốn tiếp tục hợp tác cũng được. Dù sao thì cô là người thế nào, chúng tôi đều biết hết rồi. Cô ra giá, bao nhiêu tiền để qua đêm với chúng tôi thì mọi chuyện dễ dàng hơn rồi. Theo sau câu nói này, ông chủ từ các công ty đều phá lên cười. Các người, sao có thể vu khống giám đốc liễu thế hả? Trên mặt Lê Nguyệt Thiền tràn đầy tức giận. Hay là các người thật sự tin đống tin tức vô căn cứ đó? Mặc kệ người trong video này có phải là giám đốc liễu hay không thì vẫn ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của tập đoàn lệ tinh. Đây là một điều chắc chắn. Phía trước các người có hai con đường, hoặc chúng ta chấm dứt hợp đồng, tập đoàn lệ tinh các người tự sinh tự diệt. Hoặc giám đốc liễu các người chịu cùng từng người chúng tôi qua một đêm. Con đường đã vạch sẵn cho các người, chọn đi. Vài gã đàn ông đầu chọc ở độ 40 bắt chéo chân, không hề kiêng nể nhìn liễu phi tuyết từ trên xuống dưới, nói một cách bình thản. Liễu Phi Tuyết hít sâu một hơi, nhìn bọn họ. Các người, thật sự muốn đi đến mức này hay sao? Cô Liễu, cô không thể trách chúng tôi. Ai bảo bản chất của cô bị vạch trần, còn không cho chúng tôi xem. Một tên đàn ông hói đầu cũng mở video và vặn âm thanh to hết mức, lập tức cả phòng họp vang lên thứ âm thanh lả lướt khiến người xấu hổ tim đập nhanh hơn. Các người ra ngoài trước đi, Liễu Phi Tuyết nhẹ giọng bảo với Lê Nguyệt Thiền và Giang Hy Văn. Cô Liễu! Lê Nguyệt Thiền và Giang Hy Văn lo lắng nhìn Liễu Phi Tuyết. Ra ngoài, ra trường nhanh nhất tại Tê Dung Tê Duy Việt Nam. Dưới sự bất lực, Lê Nguyệt Thiền và Giang Hy Văn chỉ có thể ra khỏi phòng họp. Ông chủ đầu hói cười ha hả. Nếu cô đi cùng chúng tôi sớm hơn thì tốt rồi, thật sự tôi muốn ôm ngủ giám đốc Liễu từ lâu rồi. Liễu Phi Tuyết sắc mặt lạnh lùng liếc mắt nhìn đối phương. Nếu các ông đã dồn tôi đến đường chết, cũng đừng trách tôi nhẫn tâm nói xong lại nhìn về phía Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân hiểu ý, đến bên những ông chủ đó, nở nụ cười không chút hơi ấm. Các người muốn ngủ với cô ấy phải không? Anh là ai? mấy tên xếp đó liếc mắt nhìn Huỳnh Nhân, tưởng anh là vệ sĩ của Liễu Phi Tuyết, ra lệnh: vệ sĩ cứ làm tốt việc của vệ sĩ đi, ra ngoài canh chừng. Dầm. Trước khi ông ta nói hết lời, cả phần đầu của ông ta đập mạnh vào chiếc bàn học cứng chắc, tạo ra một âm thanh khó chịu mày là ai? Những ông chủ khác cũng đột ngột đứng dậy, hét vào mặt huỳnh nhân một cách khó hiểu. Bàn tay của huỳnh nhân dính đầy máu, hắn hơi nhướng mày nhìn sang, nhìn toàn bộ hiện trường, sát khí ngùn ngụt, ngụt. Tôi là chồng cô ấy, chương 220, đối tác hợp tác. Khi câu nói tràn ngập ý lạnh này vừa dứt, nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống. Chẳng biết từ lúc nào, nụ cười trên mặt huỳnh nhân đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, mà thay vào đó là một tia sát ý khiếp đảm lòng người. Lòng người hiểm ác, mặc dù đã chắc chắn tin tức ác y bôi đen liễu phi tuyết này là kiệt tác của nhà họ đồng, nhưng vẫn không thể ngăn được một số tiểu quỷ bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Khi lệ tinh còn hưng thịnh, tất cả ông chủ của các công ty này đều cố gắng lấy lòng liễu phi tuyết, bây giờ lệ tinh xảy ra chuyện, người quay súng lại bắn quân mình, đâm nhát dao đầu tiên cũng chính là bọn họ đặc biệt là khi bọn họ trắng trợn bàn tán về Liễu Phi Tuyết, coi cô như một gái điếm hèn mọn, có thể tưởng tượng ra được Huỳnh Nhân tức giận như thế nào. Vì thế, anh không hề nể nang gì cả, toàn bộ khuôn mặt của ông chủ kia đều tiếp xúc thân mật với bàn hội nghị, hai chiếc răng cửa của ông ta lập tức bị góc bàn đập gãy, máu tươi chảy ròng ròng, ngất xỉu ngay tại chỗ. Huỳnh Nhân của lúc này, khí thế như hồng thủy khiến tất cả các ông chủ đều sợ hãi không thôi. Nhưng ngay sau đó, Câu nói của Huỳnh Nhân lại khiến bọn họ hồi phục lại tinh thần, ngẩn người, chỉ vào Liễu Phi Tuyết hỏi. Cậu nói cái gì, cô ta là vợ của cậu? Huỳnh Nhân mặt không cảm xúc gật gật đầu, bàn tán về Liễu Phi Tuyết trước mặt anh thực sự là một hành động tự đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng bọn họ lại giống như nghe được một chuyện gì đó nực cười, cười ha hả nói. Nếu cô ta thực sự là vợ của cậu, vậy thì tôi khuyên cậu nhân lúc còn sớm hãy ly hôn với cô ta đi, trên đầu cậu xanh đến mức có thể chăn dê được rồi. Cậu có biết vợ của cậu chơi đánh giã với người đàn ông khác không? Cậu cứ việc nói thẳng, vợ cậu đáng bao nhiêu tiền? Toàn bộ ông chủ của các công ty đều cười hô hố, càng nói càng quá đáng, có thể thấy mục đích của nhà họ đồng chính là muốn liễu phi thuyết thân bại danh liệt, cho nên cũng không tung ra video hoàn chỉnh mà chỉ cắt một đoạn giữa, căn bản không thể nhìn thấy khuôn mặt của đàn trai những người không rõ chân tướng sự việc đương nhiên không biết người đàn ông kia thực chất chính là Huỳnh Nhân. Và miệng, ánh mắt của Huỳnh Nhân trở nên lạnh lẽo, ra tay nhanh như chớp, tàn nhẫn tát vào mặt mỗi người vài cái bạt tai. Bốp bốp bốp, ngay lập tức, mấy ông chủ nói năng thô lỗ kia đều bị sưng thành đầu heo, trong miệng đầy máu, trực tiếp bị Huỳnh Nhân tát cho mất xỉu. Cậu, sao cậu dám đánh người trước mặt mọi người? Cuối cùng cũng có một ông chủ sợ hãi, gắng gượng đứng lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Liễu Phi Tuyết. Liễu Phi Tuyết, cô thế mà lại dám gọi chồng mình đến đánh tôi, tôi thấy cô không muốn tiếp tục hợp tác nữa rồi. Yên tâm đi, mấy công ty nhỏ rách nát của các người, cho dù cầu xin Lệ Tinh hợp tác, Lệ Tinh cũng không thèm. Vừa dứt lời, Huỳnh Nhân lại giáng một cái tát lên trên mặt hắn, trực tiếp đánh hắn đến mức nước miếng bay tứ tung. Liễu Phi Tuyết ở bên cạnh lạnh lùng nhìn, trong lòng không hề có chút thương hại nào các ngươi, các ngươi, chắc chắn sẽ hối hận. Nếu không có sự hỗ trợ từ công ty của chúng tôi, tập đoàn lệ tinh của các ngươi không thể chống đỡ được lâu nữa đâu, nhất định sẽ trực tiếp phá sản. Ông chủ bị đánh nước miếng bay tứ tung kia không ngất xỉu mà quỳ dạp trên mặt đất, ánh mắt thâm độc nhìn về phía Liễu Phi Tuyết nói. Vậy sao? Huỳnh nhân không đánh người nữa, trên mặt nở một nụ cười diễu cợt. Một con kiến đáng thương, chỉ là một hạt bụi nhưng lại cảm thấy mình rất quan trọng, thật đáng buồn và đáng tiếc. Tổng giám đốc Lâm, không xong rồi. Đúng lúc này, cánh cửa phòng họp mở ra, Lý Đào vọt vào với sắc mặt tái nhợt, chủ tịch của 10 công ty lớn đến rồi. Chủ tịch của 10 công ty lớn. Sắc mặt của Liễu Phi Tuyết cũng khẽ thay đổi, 10 công ty lớn đó chính là 10 công ty hàng đầu đã tài trợ 8.000 vạn tệ cho tập đoàn lệ tinh, mỗi một công ty đều lọt vào top 50 doanh nghiệp mạnh của Minh Châu. Chỉ nghe Giang Hy Văn tiếp tục nói. Sắc mặt của các chủ tịch lớn của 10 công ty, người nào người nấy đều vô cùng nghiêm túc, e là cũng đã đọc được tin tức ở trên mạng nên cùng đến đây gây rắc rối. Ông chủ công ty còn tỉnh táo duy nhất kia cũng vui sướng khi thấy người khác gặp họa, cười ha hả nói: "Tổng giám đốc Liễu, cô đúng là họa vô đơn chí, ngay cả 10 công ty lớn cũng muốn chấm dứt hợp đồng với các cô. Lần này, cho dù tối nào cô cũng đi cùng với người thì thì cũng không thể giải quyết được, ha ha ha." Liễu Phi Tuyết cao mày, 10 công ty lớn, bất kỳ công ty nào trong số đó đều sở hữu quy mô và hoạt động kinh doanh lớn hơn tập đoàn Lệ Tinh, nếu bọn họ cũng đến đây gây rắc rối, sợ là Lệ Tinh sẽ không đối phó được. Huỳnh Nhân lại tùy tiện tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống, chậm rãi nói. Ông thực sự nghĩ như vậy sao? Dù thế nào đi nữa, cứ để bọn họ đi vào trước đi. Liễu Phi Tuyết sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu bọn họ thực sự đến đây để gây rắc rối, chúng ta cũng không thể ngăn cản được. Thấy ngay cả Tổng Giám Đốc Liếu cũng nói ra những lời phiền muộn như vậy, sắc mặt Giang Hy Văn xám như cho tàn, đi ra khỏi phòng họp. Lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp. Chỉ chốc lát sau, 10 người đàn ông mặc vest cực kỳ có khí chất đi vào phòng họp dưới sự bao quanh của một nhóm nam nữ. Đúng là chủ tịch của 10 công ty lớn, mỗi công ty đã tài trợ 8.000 vạn tệ cho tập đoàn lệ tinh trước đó. Ha ha, chủ tịch của công ty khoa học kỹ thuật đỉnh giật, chủ tịch tập đoàn Thiên Hà cũng đến, và cả công ty Hoa Hạ, xí nghiệp Long Trác, tập đoàn Cẩm Sắt. Tập đoàn Lệ Tinh xong thật rồi. Nhìn thấy khí thế này, nụ cười của ông chủ kia càng thêm cản rỡ, tựa như đã nhìn thấy cảnh tượng tập đoàn Lệ Tinh bị hủy diệt. Các vị, có chuyện gì sao? Đối với những lời dơ bẩn của ông ta, Liễu Phi Tuyết không hề để trong lòng, toàn bộ tinh thần đều đặt trên người chủ tịch của 10 công ty lớn này. Đừng nhìn ngoài mặt nàng vẫn tỏ ra bình tĩnh, trong lòng cũng đã gió nổi mây vần. Cô còn quay đầu lại liếc mắt nhìn Huỳnh Nhân một cái, nhưng lại phát hiện anh vẫn mỉm cười tủm tỉm ngồi trên ghế, hoàn toàn không có ý định đứng dậy. Ông chủ kia bò dậy từ trên mặt đất, đi đến trước mặt Vương Đỉnh Ngôn Chủ tịch Công ty Khoa học Công nghệ Đỉnh Giật. Chủ tịch Vương, liễu phi tuyết này, đừng nhìn cô ta đứng đắn nghiêm túc, thực chất sau lưng là một kỹ nữ là lơi ong bướm hoàn toàn trái ngược. Bây giờ video bị tung ra ngoài, Tập đoàn lệ tinh phá sản không còn xa nữa đây, mau! Ai nói với ông rằng chúng tôi đến đây để chấm dứt hợp đồng? Không chờ ông ta nói hết, Phương Đỉnh Ngôn đã lạnh lùng ngắt lời. Nếu còn dám nói lung tung, cẩn thận công ty ông sẽ phải đóng cửa đấy. Nói rồi, anh ta cùng với chín vị chủ tịch của các công ty lớn khác nhanh chóng xài bước về phía Liễu Phi Tuyết. Sắc mặt của ông chủ kia đầy nghi hoặc, nếu không phải đến để chấm dứt hợp đồng, vậy thì đến để làm gì? chỉ thấy Vương Đỉnh Ngôn dẫn đầu 10 vị chủ tịch của các công ty lớn đi đến trước mặt Liễu Phi Tuyết, trên khuôn mặt nghiêm túc bỗng nhiên nở một nụ cười lấy lòng. Tổng Giám đốc Liễu, lần này tôi đặc biệt đến đây là để làm tăng mối quan hệ hợp tác với quý công ty. Thiên hà của tôi cũng vậy, sau này tập đoàn lệ tinh chính là đối tác hợp tác thân thiết nhất của chúng tôi. Và cả công ty hoa hạ của tôi nữa. Long chắc và cẩm sắt cũng vậy. Ngoặc kép ngoặc kép chủ tịch của 10 công ty lớn đồng loạt tỏ thái độ, sắc mặt ôn hòa nói với Liễu Phi Tuyết, thái độ hết sức kính trọng. Liễu Phi Tuyết lập tức mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn cảnh tượng trước mắt. Vừa mới đây thôi, cô đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Lê Nguyệt Thiền và Giang Hy Văn cũng trợn tròn mắt, nhất thời không thể nói được lời nào. Mà ông chủ của công ty kia cũng véo mạnh vào người mình một cái, chắc chắn những chuyện này không phải là đang nằm mơ. Chủ tịch Vương, các vị chủ tịch, mọi người không nói đùa đấy chứ. Người phụ nữ này là loại phụ nữ mà ai cũng có thể làm chồng mình, các ngài không hủy họ hợp đồng với cô ta thì thôi đi, nhưng sao có thể tiếp tục duy trì hợp tác với cô ta. Bốp, vừa dứt lời, một cái tát đã giáng mạnh xuống mặt ông ta. Vương đỉnh ngôn tàn nhẫn tát lên mặt ông ta một cái, vẻ mặt lạnh lùng. Ông là cái thá gì mà cũng dám nói liễu tiểu thư như vậy. Liễu tiểu thư là nữ trung hào kiệt, để mặc người khác chê trách cũng không có gì đáng trách. Chỉ có kiểu công ty nhỏ như của các ông mới có ánh mắt thiển cận như vậy. Nếu các ông không muốn hợp tác thì vẫn còn có rất nhiều người nguyện ý hợp tác. Lúc này, những ông chủ đang hôn mê bất tỉnh đó cũng đã tỉnh tại, nhưng vừa mới mở mắt ra đã nhìn thấy 10 vị chủ tịch của các công ty lớn cũng có mặt ở đây, suýt chút nữa đã bị dỏa cho ngất xỉu một lần nữa. Chỉ thấy Vương Đình ngôn dùng ánh mắt lạnh lùng u ám nhìn những người này. Là mấy người các ngươi, không chỉ bỏ đá xuống giếng mà còn dùng những lời ác ý làm tổn thương đến Liễu tiểu thư sao? Tốt lắm, nhân lúc còn sớm hãy nộp đơn xin phá sản đi, công ty của các ông sẽ vĩnh viễn biến mất ở thành phố Minh Châu này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết chương 220.